cái củ màu trắng. Con em dọn ấn cơm ở trong nhà ấy, cái lúc mà cái chị viện ấy phải bảo có một đơn trong nhà, có một đơn xanh nhưng có một cái xong rồi lại không dồn đấy, không phải cũng thấy đâu rồi, xanh nhưng có một cái rồi em dồn em để đâu rồi, không cái chỗ móng này mà em lại bảo em lấy ở trong cái chỗ mà trong kho này này. Ờ có một cái xanh linh nguyễn đấy, không dồn không mai lại xả ra một bài. Mẹ nhìn con cả chưa? Ừ, đi ra đi. Mặc quần áo của con ơi. Ra mặc quần áo đi. Anh chị chú, anh chị chú. Hello mọi người. Loan này là tưởng là của Hảo, Hảo đấy nhỉ, vừa xong mà quá nhỉ. Nào mọi người vào chia sẻ livestream cho em nha. Em sẽ tặng 5 cái áo len cho 5 khách chia sẻ livestream nhiều nhất khi lên view nha các chị nha. Chia sẻ livestream cho em sẽ tặng 5 cái áo len cổng tay như em đang mặc này, mông tôi ghi rất là đẹp luôn. Em sẽ tặng 5 áo cho 5 khách nha các chị nha. Trừ khi nào các chị chia sẻ cho em lên 100 người là tặng con đầu tiên luôn này. Lên 150 người tặng tiếp 2 con tiếp theo này, đủ màu nha chị nhá. Các chị thích màu gì thì comment màu vào cho em này. Tặng 5 chiếc cho 5 khách chia sẻ livestream nha các chị nha, rất là đẹp. Để em lui xuống đây một tí nhá, nó hơi tối. Được chưa? Đó, em sẽ tặng 5 áo nhá. Tặng 5 áo cho 5 chị chia sẻ livestream cho em. Kiểu dây điện vòng về. Bây giờ làm, bây giờ mới xong việc chưa kịp dọn thì nó thế chứ làm sao. Nào mọi người vào chia sẻ like cho em nào. Chị nào chia sẻ rồi thì comment vào đây cho em là áo màu nhá, kèm màu kèm số điện thoại giúp em nhá. Đây này, ví dụ như là màu vàng này. Màu vàng kèm số điện thoại này. Để em tặng cho mọi người nhá. Đây màu vàng này, rất là đẹp luôn. Chắc vậy rồi người đẹp ạ. Nào màu kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Em sẽ tặng cho 5 chị ạ. Chị nào chia sẻ livestream cho em nhiều nhất rồi thì comment để em sẽ tặng. Cho em giảm nữa điều hòa. Nóng. Đây ạ, à, màu ôi màu hồng của nó lại là sát nách à. Ừ màu hồng là sát nách mọi người ạ. Để em xem có cọc hồng cọc tay không nhá. Hồng này là hồng sát nách rồi. Nào comment cho em là đây hồng cọc tay đây các chị ơi. Có ghi nữa này. Ghi đỏ hồng các kiểu luôn. Sunny chứ không phải là em đi à. Không, Sunny Nguyễn mà. Tặng không, áo nhá, kèm màu kèm số điện thoại và kèm lượt chia sẻ giúp em. Đây là màu hồng này. Đây hồng có tay đây các chị ơi. Hồng có tay đây nha các chị nhá. Đó hồng có tay này. 3 màu này. 4 màu nhá. Em sẽ tặng cho mỗi người một màu đi. Tặng cho mỗi người một màu đi các chị ơi. Chia sẻ like cho em rất là đẹp luôn. Em tặng cho mỗi người một màu. Các chị comment cho em. Sao cảm giác nó hơi bị mờ mờ. Mọi người ơi có thấy nó hơi kiểu hơi mờ mờ không? Nào kèm màu ví dụ như màu nâu này, màu ghi này, màu ghi đây này các chị ơi, màu ghi rất là đẹp, màu vàng bò đó, vàng này, hồng ghi kèm số điện thoại, màu nâu nữa. Tặng cho 6, tặng cho 5 chị nha. Sunny Nguyễn làm gì có ai làm đơn mà đi đơn được. Nhưng mà có nghĩa là chia là mấy túi không xếp vào không ạ? Nào các chế đâu ạ? À? Chia sẻ bao nhiêu lần rồi? Sắp lên được 100 người xem rồi. Sắp lên được 100 người xem rồi các chị ạ. À. Các chị ơi, sắp lên được 100 người xem rồi. Lên 100 người xem tặng con đầu tiên luôn nha các chị nha. Chị nào chia sẻ nhiều thì comment cho em. Nào chuẩn bị em kiểm tra nhá.
Em kiểm tra nha các chị nha, chị nào chia sẻ nhiều. Chị Ban Nhung 60 nhóm mà, ok để em ghim cái bình luận của chị nha. Chị Ban Nhung là 60 nhóm rồi đấy, chị nào nhiều hơn 60 nhóm nữa không? Nào để em kiểm tra chị Ban Nhung nhá, lên 100 người xem cái tặng cho chị Ban Nhung luôn. Tặng cho chị Ban Nhung luôn đây, bạn chị Huyền Nguyễn đây. Chị Huyền Nguyễn cũng chia sẻ rất là nhiều này các chị này, đó, phải chia sẻ nhiều nó phải như thế này nhá chị nhá. Nó có phải kèm lượt chia sẻ như thế này. Nguyễn Mai này, Hoàng Quỳnh cũng chia sẻ rất là nhiều nhưng mà chưa thấy của chị Ban Nhung đâu. Em chưa có thấy chị Ban Nhung à? Nào, Ban Nhung chia sẻ nhiều thì comment đi ạ, comment nhá. Nếu mà em kiểm tra không chính xác là 60 nhóm, bạn Ban Nhung phải là chụp màn hình nhá. Trang Nhung phải chụp màn hình cho nhận nhá. Ồ, nào. Đi vào bên trong đi anh ơi, đi thẳng vào anh ơi. Phải chụp màn hình cho em nhá. Cái mã này thì lại không có màu đen. Bốn màu như em đang cầm này, áo len mông tôi ghi rất là đẹp. Đây bốn màu như này nhá. Màu ghi này, màu hồng này, màu vàng bò và màu em đang mặc là màu nâu nhá các chị nhá. Comment cho em bốn màu như thế ạ. Có tìm thấy cái ấy của chị không? Cái dây sạc, củ sạc của chị không? Nào ok, lên 100 người rồi, chốt người đầu tiên là chị Ban Nhung này. Chị Ban Nhung chụp lại màn hình cho em nha. Chị Ban Nhung chụp lại màn hình cho em, tặng cho chị Ban Nhung một chiếc màu nâu này. 8, 8, 7, 9, ok. Tặng cho chị Ban Nhung một cái màu nâu như em đang mặc này. Tặng free luôn này, chị nào chia sẻ nhiều nữa thì comment nào. Tặng này. Tặng nha các chị nha. Tặng nha, bao giờ lên được 150 người xem thì em sẽ tặng tiếp nhá. Hiện tại nó dừng ở mức 100 người xem, nó tụt view rồi mọi người ơi. Đó, em tặng cho chị Ban Nhung rồi nha chị nha. Chị Ban Nhung mà không chia sẻ, không chụp lại màn hình thì em sẽ tặng cái đó cho người khác nhá. Cái lô này em về lâu rồi nhưng mà em chưa kịp bán á. Đó. Không thấy à em? Không thấy điện thoại chị hết sạch pin. Ok nào. Lên được 150 người xem để em sẽ tặng tiếp một cái nữa nha mọi người nha. Tặng tiếp một cái nữa này. Bao giờ cứ lên 50 người xem lại tặng thêm một cái. Đây em còn đầy 4 cái này. 4 cái này em dành để tặng cho mọi người nhá. 4 cái này em để dành tặng cho mọi người. Cái củ cơ mà em, chứ cái sạc này thì chị có rồi. Cái củ cơ. Ok, nào khi nào lên vui view em sẽ chốt tiếp một người nữa nha các chị nha. Khi nào lên được 150 người xem em chốt thêm một cái nữa cho các chị yêu nha. Nào, lên được 150 người xem em sẽ chốt thêm một cái. Còn bây giờ cái này em sẽ mặc thử màu vàng nhé các chị nhé. Chất len nhà em mịn đẹp cực kỳ luôn. Chất len nhà em mịn đẹp cực kỳ luôn các chị nhá. Đây này, có các màu đỏ đô, màu ghi rất là đẹp. Màu vàng thì rất là nổi luôn. Màu vàng này rất là nổi các chị nhá. Đó, các chị cứ chia sẻ đi, bao giờ lên view thì em sẽ tặng. Ok, bây giờ em sẽ bán nha các chị nhá. Em cảm giác như quay cái hướng này nó hơi tối đúng không mọi người? Anh bảo cái đặt đúng loa lên đây đâu nhỉ? Đó, em đang mặc là màu vàng này. Đó, khi nào mà lên view, sắp lên view rồi kìa. Sắp lên rồi mọi người ơi, áo này em sẽ bán với giá là em bán này với áo này với giá là 60k. Áo len 60.000 nha các chị nha. Chị nào lấy thì comment em 60k kèm màu. 60k kèm màu kèm số điện thoại giúp em này. Khi nào lên 150 người xem em sẽ tặng cho mọi người tiếp. Mới tặng được cho một người thôi. Nào 50k, à quên 60k nha các chị nha. 60.000 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 60k nữa chị nha, màu hồng này. 60k màu vàng này, 60k màu hồng, 60k màu nâu, 60k màu ghi, 60k màu đỏ đô. Trời ơi, màu đỏ đô đẹp lắm các chị ạ, hàng siêu xịn luôn. 60k nha các chị nha. Lô này em về rất là nhiều, khách sỉ của ôm rất là nhiều rồi. 60k nha các chị nha, chị nào lấy comment cho em kèm màu, kèm số điện thoại. Đây màu đỏ đô này em chưa dỡ cho mọi người xem. Rất là đẹp luôn, em bán có 60.000 một chiếc thôi các chị nhá. 60.000 một chiếc áo len chất đẹp như thế này. Chất rất là dày và đẹp luôn nha các chị nhá. Chị nào lấy comment em 60k kèm màu kèm số điện thoại. 60k đỏ, 60k ghi, 60k hồng, 60k nâu và 60k vàng. Sắp lên được 150 người xem rồi, em sắp tặng tiếp mọi người rồi đấy. Bây giờ đang 127 rồi. Nào chị nào lấy thì comment cho em. À, comment liền 60k nhá chị Nga Phan, mà chị Nga Phan ơi.
Comment là 60k giúp em nhá. Úi dồi ôi, cái này thì ai cũng mặc được luôn. Ok chị Huyền Nguyễn này, nâu 60 này, ai cũng mặc được bởi vì chất len này em rất là đẹp và giãn đó chị nhá. 625 ok này, nâu 60 này. Nâu 60 này. Nào ai lời nữa. Ok chị Mai Phạm này, Mai Phạm 60 này, 60k đó chị nhá. Comment cho em mà ai có thể 60k. Ok này. Mai Phan 0985726208 60 này. Ok ai lấy nữa comment em. Đỏ đô nữa à chị. Ok chị này. Đấy chị đấy. 60 này. Ai lấy nữa ạ? Ai lấy nữa ạ? Ok chị Thu Thủy này. Thu Thủy lấy 60 này. 0982917922. 60k kèm màu kèm số điện thoại. 60 này kèm nâu và đỏ đô này. Kèm màu để đây mà em phải đâu ấy. Ok mẹ Kubi này. Mẹ Kubi này. 0167468087. Xỉ 50 lẻ 60 nhá chị nhá. Xỉ 50 lẻ 60 ạ. Xỉ 50 lẻ 60 nha các chị nha. Rất là rẻ luôn. Nên đầu mùa bao giờ cũng đẹp. Hồng Hân có đơn lấy thêm không? Hồng Hân có đơn lấy thêm không? Ai ạ? Mã này thì không có trắng ạ. Mã này không có trắng ạ. Thúy Bùi Thu ok này. Mã này không có trắng đó chị ơi. Hồng Hân cho em lại số đi đơn, hôm qua đi đơn mất rồi ạ. 173 ok chị lấy vàng này. 60k này. 60k một áo thôi nha các chị nha. Bùi Thị Như 60k cho em số điện thoại. Ok Quỳnh Phan. Xỉ 50 lẻ 60 các chị nha. Quỳnh Phan lấy một cam và vàng à. Nó là màu nâu và màu vàng đó em. Nhưng mà vàng hết rồi. Đây còn một đây. 60 này. Quỳnh Phan ok này, 28 chị Đỗ Lan Anh này. Đỗ Lan Anh này. 0165844403 này, hai cái màu ghi. Màu ghi đẹp lắm em nói thật cho chị luôn. 60 này. 60.000 một áo thôi nha các chị nha. Ô, à, không có vàng, em còn một cái còn trắng nên em không có rồi chị Nhung Trần ơi. Nhung Trần đổi màu cho em được không ạ? 0977298956 đây ạ. Màu hồng cũng đẹp mà các chị ơi. Màu hồng cũng rất là đẹp. Chị Đàm mà muốn lấy màu nâu thì comment nhá. Nhung Trần cho vào đi. Quỳnh Phan không cho tí không biết của ai bây giờ. Chị kìa Quỳnh Phan hai cái dưới chân kìa. Nhưng đã có số đâu. Không cần số. Cái này của Nhung Trần đây gì? Ừ. Đây mặc màu ghi này các chị này. Đó màu ghi nha. Em đã bảo em bao chất lên nhà em luôn, rất là đẹp. Tí nữa em sẽ có một lô là 40.000 thôi ạ. Tí nữa sẽ có thêm một lô là chỉ khoảng 40.000 thôi nha các chị nha. Em đang mặc ghi nha các chị nha. Chị nào lấy thì comment cho em này. Em hết vàng rồi ạ. Vân Tô lấy đỏ đô chị nhá. Lấy đỏ đô và màu nâu được không ạ? 304 chị Vân Tô ơi, lấy một cái màu vàng bò này nhá. Một cái vàng bò và một cái đỏ đô nhá chị ơi. Được thì báo em nhá. Ok chị Diệp Lê này. 60k thôi các chị nha. Xỉ 50 lẻ 60. 038 ok. Một ghi một nâu này. Hai cái này ok này. Phí Bùi Thu em chốt rồi. Bao nhiêu người xem rồi mọi người ơi, em đang không nhìn được. Quyền Nguyễn em chốt rồi. Nga Phan này. 0985726208 này. Đỏ đô và vàng. Lấy đỏ đô và vàng bò được không ạ? Đỏ đô em cũng hết rồi các chị ơi. Hết cả đỏ đô rồi. Đỏ đô em hết rồi chị ơi. Nga Phan ơi chị có ăn Nga Phan em chốt. Nga Phan chưa chốt. Chị ơi lấy một màu này được không? Hiện tại bây giờ em chỉ còn màu vàng bò, màu hồng và màu ghi thôi các chị ơi. Còn vàng bò, hồng và ghi thôi. Trần Thị Thanh Vân không có số điện thoại à? Em chị ở Huyền có rồi á. Nào Trần Thị Thanh Vân chị lấy màu gì đấy ạ? Đỏ đô, em hết màu đỏ đô chị ơi. Võ Trang em cũng hết vàng rồi ạ. Hồng Hân có chắc có đơn không nghe? Không có màu đen các chị nhá. Thank you chị Yến Mai nhá. Huyền Nguyễn lấy thêm ghi này ok. Bây giờ em còn màu ghi cho em đang mặc và màu hồng nữa này. Hồng phấn và màu vàng bò. Huyền Nguyễn thêm ghi này.
Bonbon ơi, bonbon. Bonbon còn đơn ở đây không? Lấy vàng bò và ghi nhá. Còn đơn đấy đâu. Ấy đi em có số. Nhung Trần ơi, lấy cái gì các chị có thể con mình liền và giúp em được không ạ? Nâu ghi chốt rồi, ngân lê vàng xám nâu không có số điện thoại ạ. Võ Trang này. Võ Trang này. 0978329328. Ok thì Võ Trang lấy ghi 60 này. Ai nữa ạ? Bonbon ơi. Được bao nhiêu người xem rồi mọi người ơi? Thơm Bùi này, em không nhìn được ạ. 08, cái điện thoại của em hết pin, nó đang không có cái củ sạc ở đây. Thấy mỗi cái dây sạc không hiểu nó đi đường nào. 159. Một ghi một nâu. Để em chuẩn bị chốt thêm quà nhá chị nhá. Nào, Ngân Lê ok, dại cỏ cho em xin số nào. Ngân Lê 0168739968. Ok Ngân Lê này. Chốt ghi này. Này. Dại cỏ con số điện thoại à? Ok chị Hương Quỳnh này. Em ơi lên cái mã len kia đây. Em có một mã len đá rất là đẹp, em lên luôn cho mọi người xem. 567 5670 ok, lấy màu ghi này. Em cũng hết ghi rồi đây mọi người. Hương Quỳnh này. Ai lấy nữa ạ? Đỏ đô Kim Anh có đơn chưa? Trương Phương. Em hết sạch đỏ đô rồi, em còn nâu đất rồi. Trang Mai Nguyễn này. Trang này. Mai này. Nguyễn này. 0971826 8. Sai số rồi Trang Mai Nguyên ơi, Trang Mai Nguyên sai số rồi, màu nâu với cả màu ghi nhưng mà hiện thấy là sai số. Có một cái màu sữa có chị nào lấy không? Em có một chiếc màu sữa nữa này, chị nào lấy thì comment nhá. Đây này, có một cái màu sữa rất là đẹp này. 60 này. Chị nào lấy màu sữa này không? Trần Thị Thanh Vân ghi kìa, à hết ghi đúng không? Hết ghi rồi. Xem có khách nào lấy màu hồng. Hồng phấn này. Hồng vàng phấn bò. Nhá. Vàng bò con. Chí Vũ. Đúng, em đang chúc tần. Đây là hồng phấn các chị yêu nhìn này. Nhìn ở dưới thằng Mai nó bị ẩn thì sao? Điện thoại kia nó hết pin mà. Ok, chị nào lấy comment Trang Mai Nguyên chưa có số điện thoại nào. Hà Đạt chưa có số điện thoại, Thơm Bùi chốt rồi. Hà Nguyên lấy vàng bò này. Hà Nguyên này. Xỉ là 50, lẻ là 60 các chị ơi. 127. Xỉ 50, lẻ 60, hàng đẹp nha các chị nha. Mai Nguyên ơi cho lại số đi. Hà Đạt ơi hiền hết ghi rồi. Hồng Hân ơi em vào tìm. Bỏ của Bonbon ra. À, vào tìm cho chị của cái gì nhỉ? Hồng Hân sai số. Ừ. Ok nào. Chốt nào, chuẩn bị chốt quà nhá. Chị nha, chị chia sẻ nhiều rồi chưa? Trần Thị Thanh Vân lấy ghi này. Trần Thị Thanh Vân. Bạn ơi, bạn cho mình lại số chưa? Mà hồng phấn em bảo đẹp lắm mà. Giá là, các chị có nghe thấy em đọc giá không ạ? Lẻ là 60 nhá, xỉ là 0971826282 281. Ok, Trang Mai Nguyễn này. Vàng bò và sữa à? Ok, chị Thảo Phạm này. Em đang mặc là màu hồng phấn nhá, rất là đẹp. 0977573624. Ok. Đó, bây giờ em còn màu đúng nguyên màu vàng bò với cả màu hồng thôi các chị ạ. Còn nguyên vàng bò với cả hồng thôi các chị nhá. Chị nào lấy cái comment này. Vàng bò với cả hồng này. Năm nâu năm hồng chị Phan Hiền. Hồng Hân này, chị nào lấy gì đấy? Hồng Hân, Hồng Hân ơi, nhà mình gọi không em máy đấy. Có chị Phan Hiền này. Nhiều nhiều đi nó mới bỏ cho chị. Hả? Ok, bây giờ em còn nguyên màu hồng này. Phan Hiền cho từ to. Hồng Hân ơi cho tớ lại số, hình như là bị sai số ấy. Hồng cho úp bát cho chị Tú em rồi. Thảo vàng bò hồng, em còn nguyên màu hồng nữa các chị ạ. Úp mát này. Ui dồi ôi, em chuẩn bị lên một mẫu nữa đẹp lắm các chị ạ. 631471 ok này, 60. 60 nha các chị nha. Còn nguyên màu hồng thôi các chị ơi. Chị nào lấy hồng? Thanh Thanh, Đào Thị Thanh không có đơn à? Không có số điện thoại à? Chị ơi cho em lại số được không chị Thanh Thanh ơi? 973491 60 này. Chị ơi cho em xin số các chị ơi. Đặt hàng cho em xin số điện thoại nhá. Hà Nguyên lấy thêm hồng phấn. Dạ vâng ạ à, chị Tuyết. Em còn một chiếc. Ok nào, bây giờ chốt quà nha. Chị nào chia sẻ nhiều rồi nghe cho ai đây?
Hàng nguyên cái đấy. Đây này. Hàng nguyên vừa chốt rồi. Lấy thêm. Hồng Hân ơi, Hồng Hân cứ điền lại số điện thoại. Chị Thanh Thanh ơi, Đào Thị Thanh cho em xin số nào. 0982544846 có đúng không? 0982544846 đúng rồi. Đúng mà. Hay à, hôm nay chưa gọi đến. Thế sao lại đau hôm nay làm gì có ai gọi điện cho bạn đi đâu? Các em gọi đơn cái kiểu gì đây? Ok, chị nào chia sẻ nhiều ok chốt luôn cho Hưởng Bích chia sẻ 83 nhóm này. Bạn Hưởng Bích chia sẻ 83 nhóm tặng luôn cho bạn Hưởng Bích. Ôi, thế thì cái này để tặng bạn Hưởng Bích rồi, khách này không được chốt rồi. Ok, tặng bạn Hưởng Bích một cái áo nha. Khi nào lên view em lại tặng tiếp cho mọi người nha. Hưởng Bích này 0983791853. Bạn Hưởng Bích chụp màn hình cho mình nha. Bạn Hưởng Bích chụp màn hình cho mình nha. Nào, bạn Hưởng Bích chụp cho mình cái lượt chia sẻ của bạn nha. Nếu như mà bạn không chính xác như thế thì mình sẽ hủy quà của bạn và mình sẽ tặng cho người khác nhá. Ok, đây em có một cái mẫu len hồng sát nách để em bán cho mọi người 50.000 này. Hồng sát nách nha, các chị comment em là sát nách nha, bán 50.000 cho các chị nhá. 50k nha các chị nha. Đó, mã hồng sát nách rất là đẹp luôn. Con này các chị mặc ở bên trong ấy, mùa đông các chị mặc áo da này hoặc là áo dạ và hoặc là đấy áo phao áo phủng, em mình mặc một cái này ở bên trong rất là gọn nhẹ và rất là đẹp, chỉ 50k thôi. Em chỉ cần các chị comment cho em là 50k len mông tơ ghi rất là đẹp này ạ. Em chỉ cần các chị comment cho em là 50k thôi ạ, rất là đẹp, các chị không mua con này quá tiếc. Ok, chụp gửi cho chị Hưởng Bích nhá. Khi nào mà chị xác nhận thì chị sẽ bên chị sẽ gọi điện chốt quà cho em luôn nhá. Ok. Nhà em cứ được tặng quà là được tặng quà, chứ không có chuyện không được tặng, chỉ cần các chị làm đúng cú pháp bên em là được tặng rồi. Nào, comment cho em là 50k kèm số điện thoại cho em ạ. À, em chỉ có ít 50k thôi ạ. 50k nhà Hồng Nhung có đơn chưa? Không kèm số điện thoại em không chốt đâu ạ. 50 này. Thơm Bùi. Sao Thơm Bùi này? Có đơn rồi. Rồi, sát nách 50.000 nào. Quyên Bảo này. Hồng Nhung ok 50. Quyên Bảo này. Không mua quá tiếc, hôm nay các chị không theo dõi len đầu mùa nhà em thì các chị rất là tiếc luôn các chị nhá. 50 này. Ok, chuyên nam này. Chuyên nam này 0168547306 này. 50 này. Lily Trần có đơn chưa? Hồng Nhung không? Hồng Nhung anh xem vừa lấy anh nhặt cho Hồng Nhung có phải đuôi 116 không? Không, 525. Thế bỏ ra đi. Hồng Nhung lấy Hồng Nhung khác. 0938765116. Ok. Lily Trần có đơn không? Thúy Trần có đơn chưa? Hà Thúy, các chị chẳng ai có số điện thoại làm sao em chốt được hả trời? Trời ơi, không một ai có số điện thoại cho em hết cả. Như Quỳnh nữa, chị ơi, ai mà có đơn rồi ghi có đơn rồi CDR đuôi giúp em. Còn ai chưa có đơn thì kèm mọi comment liền số điện thoại vào cho em nhá. Không là em không chốt được hàng đâu. Đó. Nga Phan này, Nga Phan có đơn rồi. 50 cho Nga Phan này. Ok, em ơi cho chị lô lên kia ra đây này. Nào, lên một mẫu len đá nữa nhá. Lên một mẫu len đá hàng siêu đẹp này. Nga Phan. Ôi, len đá này đẹp lắm các chị ạ. Len đá, kia có cái bóc rồi em mang đây cho chị. Lên một lô len đá nha các chị nha, rất là đẹp luôn. Cái hồng 50 em hết rồi các chị ơi, hồng 50 em hết rồi. Có những màu gì đây? Hết chưa? Cái lô ở trong nhà mang ra hết chưa? Con len đá này đẹp lắm các chị ơi này. Trời ơi, em nói thật các chị, cái chất đã đẹp bao nhiêu thì cái áo nó đẹp bấy nhiêu. Long lanh, ô con này cầu tay à? Em nhìn nó chị nha, cái chai neo kiểu này là cọc tay này. Ôi đẹp quá. Các chị ơi đẹp cực kỳ luôn. Đây là nâu. Đây là đen này. Đen xem có phải không, bóc các chị xem này. Ừ đúng rồi, toàn bộ. Có con bướm này là không? Ừ đúng rồi, toàn bộ cọc tay. Rồi ok. Lên mẫu này các chị nha, nhưng mà mẫu này nó hơi cao hơn một chút. Em chặn mấy cái con chuyên thả kiểu rất cả mình rửa cái gì cơ. Ok, em lên mã này cho mọi người, không mua là tiếc này các chị này. Mã này là hàng cao cấp nhé em, các chị comment em 75k nhé chị nhá. 75k này, nhìn thấy không ạ?
Trời ơi, quá là xinh, quá là đẹp luôn. Các chị nhìn thấy không, em mặc bình thường thôi. Đây, em không có mặc gọi là lẫn cái gì luôn. Đây, toàn bộ là len đá nhá. Len đá chai nail cao cấp này em bán 75k cho các chị thôi ạ. Giá quá là rẻ luôn. 75k kèm số điện thoại, kèm màu giúp em này. Đó, các chị nhìn thấy không? Em rút cái này đi cho các chị dễ nhìn nhá. Mã nào dài tay phân riêng ra. Có mã dài tay, mã cộng tay đi. Em phân đổi cho chị xem nào. Đó, đây là chai nail em đang mặc là màu vàng các chị nhá. Đính đá này, comment em này. Màu nâu, màu vàng này. Màu nâu, màu vàng, màu hồng. Nâu hàng hồng hơn, ok. Đấy, màu hồng, hồng phấn rất là đẹp. Có màu tím là cọc tay hay dài tay? Cọc tay. Màu đen là cọc tay hay dài tay? Có cả tím các chị ơi. Không mua quá tiếc luôn ạ. Mã này là mã siêu đẹp nhà em luôn. Nào, ok, hồng hơn này. 75k này. Hồng hơn này em cho luôn đi. Ok, úp mát có đơn rồi, 75k vàng này. Đính đá các chị nha. Úp mát này. Ai nữa ạ? Thế kem màu giúp em nha. Hạnh Phạm Thu, ok chị này. Hạnh Phạm Thu này. 0914283315, ok này, 75k này. Ai lấy được comment cho em nha. Minh Hằng Nguyễn này, chất rất là đẹp luôn các chị nhá. Chất lì và đẹp. Chất này mà sống thì em cho các chị trả lại em luôn. 231488, ok này, 75 này, em nhặt đi á. Thế bạn kia em nhặt đi này. Chị ơi, em cũng đang dồ hết cả người đấy. Ok, Dương Ngọc 75 này. Không hiểu sao, à mai nó mới về. Dương Ngọc này. Dương Ngọc qua lấy đúng không? Không, em cứ nhặt đi, có đơn nó chiều nay rồi. Linh Duyên này, ok, Linh Duyên. Ai mà em không ngon, cho chị túi em ơi. 474071, ok Linh Duyên, chắc là lấy vàng. Chị nào mà không cho số thì chắc là lấy vàng rồi. Thôi xong, hỏng một cái rồi. Ok Linh Duyên này. Ngân Hoàng, ok này. Ngân Hoàng này. 0967931924, ok lấy hồng này. Bắt đây. Ok này. Này, hộ em đây. Ai lấy nữa, Trang Mai Nguyên có đơn rồi, chốt hồng, ok, 75k hộ. Trang Mai Nguyên, Linh Duyên lấy vàng, Linh Duyên có đơn rồi. Linh Duyên ok. Thanh Thảo ok, anh nghe điện với em nha. Thanh Thảo ok. 0984033802, ok, 75 này. Nghe điện hộ chị với. Hạnh Phạm Thu em chốt rồi đấy. Hà Thùy ok, chị Hà Thùy này. Alo. 0961705604, ok, 75k một. Cái gì? Cái số bảo là cái áo dài đang còn thì nhặt cho 15 con. Ô, chiều nó nhặt tao rồi đấy. Rồi thôi. Bảo em là chiều nhặt tao rồi đấy. Đặng Cúc ok. 0168792068. Năm hết rồi, không còn vàng đây. Ở đây không hết sạch làm gì còn vàng. Còn nâu thôi các chị ơi, còn đúng một con vàng. 75 này, Đặng Cúc này. Hết vàng rồi nha, còn mỗi một cái này nữa thôi. Cái em đang mặc trên người nữa thôi ạ. Hồng Nhung này. Hồng Nhung này. Có hai Hồng Nhung rồi đấy. 0938765116 hình như thế. Các chị ơi, lấy màu khác cho em đi. Vàng đậm đi, cái này gọi là nâu đi các chị ạ. Cái này gọi là vàng nâu đi các chị nhá. Vàng nâu này, ôi trời ơi, đẹp quá. Thật đấy, đẹp lắm ấy, chất đẹp lắm ấy. Comment em là nâu đi ạ, em hết màu vàng, vàng tươi rồi. Chỉ còn vàng nâu rồi thôi ạ, chị nào lấy thì comment cho em này. Vàng nâu nhá. Đâu? Hà Hoàng hay Hà Hằng gì đó. Ok, chị Minh Hằng Nguyễn này. Các chị ơi, có màu tím nhá. 0938231488. Này, ok, một tím, một nâu. 75 này. Cỏ lạ ơi, lấy vàng đậm nhá. Cỏ lạ có lấy vàng đậm không? Lấy vàng đậm thì lấy này. Ok, biết Nguyễn Thị Thuyết ơi, lấy màu vàng đậm nhá. Bởi vì màu vàng nhạt em hết rồi. 924882, ok này, 75 này. Này em này. Ok Hồng Hân. Ok chị Đặng Cúc này. 0018792068, ok Hồng Giang.
75. Nuôi vào vợ anh bảo đẹp cho em hết rồi nhỉ. Bức ở đây cũng có vàng, bảo có lấy vàng đậm không? Kia cho em cái cọc kia. Em ơi, kia là cọc cái dài. Em bảo cứ vứt cho em 10. Ừ, xem cọc cái dài. Ý là xem là cọc cái dài. Ok, 75. Ai lấy nữa ạ? Vợ Phúc An An có đơn rồi. Vợ Phúc An An có đơn phải không? Là cọc, có lấy không? Ừ, có lấy cho nha. Vợ Phúc An An này em phải tìm anh chị. Phan Hiền ban đâu? Phan Hiền ban đâu? Phan Hiền em ơi, tự thương lấy mình này. Có đơn rồi. Có rồi á, tự thương lấy mình á. Ok, 75 này. Tự thương Phúc An An anh để phần nào đấy. Phúc An An là phần N, à phần A mà, A mà. Nào, chị nào lấy nữa, Huỳnh Vân. Từ từ nhé, em sẽ tự thương lấy mình rất đâu. 0972149995. Ok, chốt hồng này. Đợi em một chút, rất nhiều mẫu đẹp. Hôm nay các chị không theo dõi là các chị rất là tiếc luôn nha. Tuấn Long, ok. Hôm nay con cúc lè. 0944976578. Nào, ok. Phan Hiền lấy 3 hồng. Hình như đây là dài tay. Dài tay này em ơi. Một tay này. Chị con lấy này à? Ừ, con lấy 3 tay. Dài tay này. Chuẩn bị bưng dài tay đây cho chị. Có hồng, có xanh ngọc nữa này. Hồng, xanh ngọc và tím á. Em còn 3 màu này. Hồng, xanh ngọc và tím á chị ơi. Hồng, xanh ngọc và tím nha các chị yêu nha. Chị nào lấy comment đấy. Cái gì chứ, hàng vừa về nhà em không có bán hàng cũ bao giờ hết ạ. Lấy đâu ra hàng có từ năm ngoái để đến năm nay đã tốt. Nên các chị ơi, em hết vàng rồi. Em hết vàng rồi các chị ơi. Minh Hằng Nguyễn không lấy tím kìa. Kim Oanh lấy tím này. Kim Oanh có đơn trưa nay hay sao? Kim Oanh này. Anh Bi ơi, em lấy màu gì chốt rồi. Ok chị Trương Huệ này. Chồng chị lại cho bán rồi. Trương Huệ này. Lượt ngay khi mà mẹ chưa thèm nói gì đến con. Ra ngoài con. Nào chị nào lấy nữa comment. Hiện tại em còn màu nâu ạ. Hồng với xanh ngọc cũng màu nâu. Lại cho Nga này. Nga này. Nga cá sấu này. Em chỉ còn tím thôi các chị ơi. Xanh ngọc còn một cái nó không lấy đâu. Hồng thì hết rồi. Ai lấy ạ? Thu Thủy ạ? Ok. Ok Huỳnh Vân. Còn mỗi một cái xanh ngọc thôi Nga. 4999. Đóng rồi. Có chị nào lấy tím không? Nào chị nào muốn được tặng quà ạ? Còn một suất quà cho khách khi lên 200 view rồi nha. Chị nào lên nào, chị nào muốn được tặng quà thì cho em biết các chị đã chia sẻ bao nhiêu lần. Ai nói với các chị là màu tím cũng đẹp. Màu tím rất là đẹp luôn, các chị nhìn xem màu tím này. Nào, màu tím chốt nốt 3 con tím để tặng quà nào. Bốc cho em cái cọc kia đây. Nào, chốt nốt màu tím cho em. Huỳnh Vân em chốt rồi. Chị nào lấy tím comment nhá, tím rất là đẹp. Cái này có hai màu, kia có một cọc màu đen, màu vàng bò, lấy kiểu gì đấy. Lấy giữa chừng xong mà. Ok chị Trương Ngoại á, em cũng không biết được. Hình như là có rồi. Ok Nga, cho Nga hết tím này. Nào chị nào chia sẻ nhiều rồi, em kiểm tra nào. Nào em kiểm tra nào. Chị nào chia sẻ nhiều rồi comment luôn cho em. À, tím em hết rồi, chị nào chia sẻ nhiều rồi lại tục view thế, sao lại cứ để bóng nó đi đâu ấy. Đây nha, mã này rất là đẹp, dài tay luôn. Có vàng bò, hồng phấn này, hồng phấn em nói thật đó chị, màu hồng phấn lên đẹp cực kỳ đẹp luôn. À
ai chia sẻ nhiều rồi thì comment em sẽ tặng cho mọi người. Em hết rồi chị ơi, mã kia em hết rồi. Ui dồi ôi, màu hồng phấn này đẹp long lanh luôn đó chị ạ. Không mua là tiếc luôn. Vừa lấy thấy có bạn nào bảo tận 100 nhóm cơ. Nào, ui dồi ôi, mã dài tay màu hồng phấn này. Tắt hết. Nó đau đầu đi. Hello. Khỏi. Nào. Ok. Ai? Nguyễn Mai 70 lần à? Chốt cho bạn này 70 lần nào, ghi bình luận nào. Nguyễn Mai này 0973060046 244 Diệp Linh. Tặng cho bạn nhé. Tặng cho bạn một cái áo này. Tặng cho Diệp Linh rồi nha các chị nha. Bao giờ lên 300 view tặng tiếp. Dài tay cũng 75k. Dài tay cũng 75k. Cho Nga cả số này em rồi. Cho Nga này đấy. Bốc cho Nga. Dạ. Ok nào. Ôi dồi ơi, em không chốt cho 10 con đâu à. Em chỉ chốt cho 5 con thôi chị Hiền ơi. Phan Hiền. Nga cả số đây à anh. Thế lúc làm gì nghe điện. Phan Hiền này cho chú đen. Bảo có gì mai gọi lại cho khách. Em không đổi mẫu nha chị nha. Nếu mà chị đổi mẫu thì chị cho em phép, xin phép em được xin phép được hủy đơn nha. Ok chị Hằng Nga lấy hồng phấn này. Hằng Nga này. Nga được 6 hồng, chị Phan Hiền được 5 hồng nha. 6093. Ok vẫn giá 75.000. Ok, đã cọc tiền chưa? Này. Nào ai lấy comment luôn cho em nào. Thơm Bùi lấy nâu này. Tống Thị Liên này. 0163695865. Ok, Tống Thị Liên này lấy hồng này. Vãi cả lấy hết vàng bò lại hơn. Chiều thì không lấy, chia cho ba con này. Về tiếp lấy tiếp nhá, không thì khách đặt nhiều quá mọi người lại không được. Lúc chiều gọi thì lại không lấy. Trang Mai Trang lên hàng bò. Để chia cho mỗi người một ít, Thơm Bùi lấy nâu này. Trang Mai Trang có này. Đây mà. À Trang Mai Nguyên. Trang Mai Nguyên thì có. Này, Thơm Bùi này. Phan Hiền ơi, thế thì cho chị Phan Hiền chỉ được 2 cái thôi. Ừ. À thế thì lấy 1 cái thôi. Phan Hiền này. Hoa Bất Tử không có số điện thoại. Loan An Lê, Hồng Xuân, Loan An Lê có đơn chưa? Loan An Lê cho số đi người đẹp ơi. Bon Bon này. Bon Bon nữa rồi hết cái đơn. Chẳng ra rồi. Bon Bon này. Chả nhớ để đâu. Có chứ, em đang bán lẻ đây. Tự thương lấy mình lấy Hồng. Thấy đơn tự thương lấy mình chưa? Ừ, thấy rồi. Em nghĩ là Bon Bon. Hoa Bất Tử này. Liên Hoa Bất Tử này. 0973772. Trang Mai Nguyễn đây này. Ủa mãi giờ đây này. Nhìn ra không ra. Em ghi lại Bon Bon đi. Bon Bon bạn lại không cho số. À ừ, bạn cũng vẫn không cho số mà. À, này đây. Bon Bon. Cắt hết, đôi cắt mẫu. Cắt vừa lấy cắt được 10 mẫu này có cắt thêm không? Cô lấy cắt được 10 con rồi Nga ơi. A à, 6 con rồi đấy. Ok Quỳnh Phan này. Để chia cho mỗi người con. Lộc cộc này. Mà rõ ràng mẫu này em ấy được, hầu như là em ấy bán gần hết ra. Mã này em lấy nhiều dã man. Toàn Nga bán. Hôm nay chị mới bán. Ai lấy nữa? Quỳnh Phan cho rồi. Kim Oanh này. Thôi thương lấy mình cái này nhé. Ừ Kim Oanh này. Thu Phương trưa nay có đơn rồi. Ơ ừ, còn một vàng to 75. Còn một vàng bò chị ơi. Hoàng Nhung này. Thu Phương. Hồng Nhung anh xem. Hoàng Nhung này. Xem của chị em. Hoàng Nhung á. Hoàng Nhung. Lên mẫu chị Hình, vứt mẫu lên cho chị Hình. Hoàng Nhung chưa chắc rồi. Hoàng Nhung.
cái đen này. Đấy, anh Hiếu chuyên kiểu bảo là nhặt rõ ràng nhớ là ông vứt được một cầu với chị xong ông ấy đi. Này. Hoàng Nhung không có đơn à? Không có số điện thoại không chốt được đâu ạ. À. Hoàng Nhung thôi, không có Hoàng Nhung đâu. Hoàng Ngân thôi. Hoàng Nhung đây thôi. Đuôi bao nhiêu anh? Không có Hoàng Nhung. Có Hoàng Nhung không? Hết mã này rồi mọi người ơi, 01669023320. Con lên kia lên đây bán theo cọc luôn cho nó máu. Hết rồi. Nguyễn Mai được tặng đây. Khoa Trương ơi, hết rồi. Bây giờ em còn nguyên đen nhá, em bán cho mỗi người một cái đen nhá. Em cái mã nào đây? Mã ở góc với chị bảo em góc trên nhỉ. Nào mã này nguyên đen nào, chị nào lấy comment em là đen kèm số điện thoại. Em nói thật với các chị là nào, em bán cho mỗi người một cái nhá. Nguyễn Mai được nhá, chụp màn hình cho em chị ơi. Được tặng rồi, chụp màn hình cho em. Nào. Nhà Mai Lan Trường này. Chỉ chốt cho mỗi người một cái nhá, không ai chốt hai đen đâu nha, em chia cho mỗi người một cái. Phương Bích này, chị nào muốn lấy đen thì chốt một chiếc thôi, vẫn là đính đá. Không chốt hai cái, 0973985323. Vừa trưa nay xong. Ok nào, Liên Hoa Bất Tử có đơn rồi. Liên Hoa Bất Tử này, Trang Mai Nguyên này. Vẫn giá 75.000 thôi ạ. Quyên Bảo chưa có đơn à. Cá Sấu Chúa. Chốt cho ba đen. Nga này. Phương Phan. Quyên Bảo là đơn nhỏ. Phương Phan 01688933. Quyên Bảo hay Quyên Bảo? Quyên Bảo. Quyên thì có rồi, đưa lên. 515. Hết nha mọi người ơi, hết sạch rồi ạ. Hết rồi, hết rồi, còn đúng một chiếc em đang mặc thôi. Vì của ai đấy? Hết sạch rồi mọi người ơi. Bắt em không tiền luôn. Cho chị Phan Hiền là hết rồi. Phan Hiền này em ơi. Đây lên mẫu này. Liên Hoa Bất Tử. Thì chưa được con gì đâu. Chưa được á? Mã này nha các chị, comment cho em là chim nha các chị nha. Mã chim này đẹp quá cơ. Mã chim nha các chị nha. Khoác lên có luôn. Em xin lại của Liên Hoa Bất Tử không để chốt cho người khác nhưng thế cho chị Hương Cường. Hương Cường điện thoại. Liên Hoa Bất Tử ơi, cho số điện thoại đi ạ. Liên Hoa Bất Tử cho em xin số đi. Thế em vừa vứt của ai nữa đây thấy? Phan Hiền. Nào thế chốt, nào cho thơm bùi. Comment cho em là chim nha các chị nha, chim. Chim cò. Chim nha các chị ơi. Cho Nga 5. Cho Nga này. Chim kèm số điện thoại. Hàng ngang luôn chưa? Hàng ngang có đâu chưa? 68 đổ về ạ. Chim đính đá em nói thật với các chị đẹp. Đây em bóc luôn ra cho các chị xem này. Đẹp long lanh luôn. Mã chim này chỉ có một màu thôi cho lửng tay. Đây các chị nhìn chim cho em này. Các chị nhìn con chim cho em đi ạ. Đính đá nha các chị nhá. Rất là đẹp luôn. Chim đấy các chị nhìn thấy không ạ? Chỉ có một màu thôi, chim thêu. Không mua quá tiếc luôn. Ok chị Huyền Phạm này. Huyền Phạm này. 0977165459. Ok chim này. Ai nữa ạ? Kim Huỳnh này. Kim Huỳnh này. 0927198040 này. 75 này. Kim Huỳnh này. Tâm Thu này. Có đơn lúc trưa đấy hả? Trần Thị Thanh Vân có đơn rồi. Trần Thị Thanh Vân này. Linh Duyên này. Linh Duyên này. Nguyễn Hằng này. 01696692366. Hết nha các chị nha. Chim hết này. Hằng Nga. Dài ơi, dài đi ra nha. Mẹ nhốt vào đây đấy. Liên Hoa Bất Tử này em này. Liên Hoa Bất Tử vứt được gần hát
Tử, ok em thấy đơn của chị rồi. Mẹ con nói gì? Mày nhờn với tao đúng không? Mày có thích nhờn không? Mẹ chỉ hỏi mày một câu. Em nhìn em tưởng là hát rồi. Nào ok. Đổi mẫu với chị em nào, vứt đây cho chị nào. Ở trong kia những cái gì nguyên cọc mang đây cho chị. Nguyên cọc, nguyên cọc. Lên này bây giờ nếu như em bán combo được không ạ? Em bán combo có được không các chị ơi? Đẹp lắm các chị ơi, cái nào cũng đẹp. Cái nào cũng đẹp luôn này. Hoa hồng này đẹp long lanh luôn này. À, chị ơi, bây giờ em bán combo nhá. Mẫu nào nhà em cũng rất là đẹp. Bây giờ em bán combo cho các chị 90k 2 áo len. 90.000 2 chiếc nha. Combo này là combo tự nhặt được không ạ? 90.000 2 chiếc, mẫu nào cũng rất là đẹp. Chị nào lấy comment cho em là combo 90k 2 chiếc, rất là đẹp. Mẫu nào cũng rất là đẹp, long lanh luôn. Tính ra chỉ có 45.000 một cái áo len thôi ạ. 45k một cái áo len thôi. Áo nào cũng rất là đẹp. Đây các chị nhìn thấy không? Đấy, mã nguyên mẫu đây mang cho chị. Comment em là vứt vứt mấy cái kia. 90k 2 áo, comment em là combo. Ê, em bóc qua các chị nhìn xem này. Cái nào cũng đẹp đẹp long lanh luôn này. Có 90k 2 chiếc, tính ra chỉ có 45.000 một cái thôi nha chị nha. 45.000 một chiếc thôi à. Chị nào lấy thì comment em đây này. Các chị nhìn này. Có đính đá này. Đính đá chị nhìn thấy không ạ? Bướm đính đá này. Ok, 90.000 2 cái nha chị nha. Combo ok chị nhà Mai Lan Trường 2 cái này. Em cứ chốt combo đâu ở hai cái cọc đấy đây đâu. Mang đi đâu đây? Ơ cái bóng bảo nhặt ra đây lại đi mang ra đấy. 90.000 hai cái, chị nào không lấy là tiếc. Ở đấy đây, ở chân anh ấy, mang đây. 90.000 hai chiếc nha. Vứt mấy cọc lộn xộn đây để chị làm combo đã. Mỗi mẫu một cái. Chị nào không mua là tiếc. Cái này combo này. Combo này chắc em phải chụp màn hình luôn quá. Để em chụp màn hình. Ok, tâm thu này, 45 này. 90.000 này. Nào combo này, nhà Mai Lan Trường này. Một trắng một đen. Nhà Mai Lan Trường. Đây. Tâm thu lấy hai cái kia đi. Bạn chị lấy một trắng một đen. Nhặt cho ai rồi đã báo rồi, nhìn màu ở đây. À nhà Mai Lan Trường này. Quyên bảo combo này. Một kẻ một trắng, một trắng một kẻ đi. 45.000 một cái. Combo bán hai cái 45k một chiếc. Nguyễn Trang có đơn chưa? Không có số điện thoại à? Hoa Trương này. Không, 9392 3. Các chị nào có đơn lấy thêm để ghi là dồn đơn giúp em nhá. Ok này, cho một nâu một kẻ này. Không biết. Ok Hoa Trương này. Quyên Bảo chốt chưa? Quyên Bảo một combo này. Đẹp lắm, chị đã bảo này. Không lấy là tiếc. Báo chị bao nhiêu con chị nhặt cho. Báo bao nhiêu con chị nhặt cho này. Ngọc Quyên Bảo. Ngọc không lấy 45.000 em bán một phát hết luôn, em nói thật với các chị luôn. 0167474524. Bóc ra, bóc ra, bóc ra. Ok này, cho một trắng một đen này. Bốn năm anh đừng để cho em ấy nhặt xỉ làm sao em mới biết được. Thì anh đã chỉ là ở ngoài kia thì thế. Này, ai lấy combo Hồng Luấn, Hồng Luấn chưa có đơn à? Không có đơn không chốt nha. Nào cứ kẻ các màu, mỗi màu một cái khác nhau nha. Combo các chị nhặt đi ạ. Trang Mai Nguyên này. Phải Trang Nguyên Trang phải những trang kia không? Ui dồi ôi, đây này có những cái con em nói thật các chị nó đẹp dã man luôn. Bán 45.000 tiếc gần ngơ thôi. Cho cái con màu vàng này nó giống con này rồi thì cho con đen theo này nhá. Đấy đen theo này 45 này các chị không mua là tiếc nha. Ai nữa ạ? Các chị nào? Phương Phan có đơn chưa? Phương Phan này cho một trắng một vàng này. Toàn bộ là theo nha. Phương Phan, Phương Phan ok một combo. Trần My này. Trần My này. Cái nào cũng đẹp. 0167315902. Ok một combo này. 45 này. Nào Trần My này. Ai lấy combo nó comment. Huyền Phạm có đơn rồi, bóc hết ra cho chị đi. Cái này nó dính hết vào nhau đây này. Ok nào. 45 này. Trôi 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 45. Nguyễn Trang có đơn rồi đấy, Tống Thị Liên một combo. Trời ơi nó trôi đi hết rồi. Trời ơi 45. Nguyễn Trang. Tâm Thu các chị ơi nó trôi đi nhanh đấy. Tống Thị Liên. Tống Thị Liên. Mang hết Alonso đây cho chị nào. Đặng Thủy. Đặng Thúy Trâm. Trời ơi các chị ơi em bỏ qua một ít ra. Sau các chị nào mà em chưa đọc tên thì comment lại. Nga này.
Nani là 90.000 hai cái ạ. 1, 2, anh comment đi. 4, 9, 1, ok. Combo, trời ơi con lâu này em bảo thật có chị đẹp, dày dã man luôn. 45 này. Này, Nga Nami này. Nào ai lấy nữa ạ? Khoa Trương em chốt rồi đây, Hồng Luấn không có số điện thoại. Huyền Phạm chốt rồi, Hồng Luấn không có số điện thoại. Vân Anh Lê, túi cho em cái 0169653474 một trắng một đen ok. Rồi ok, một trắng một đen cho chị 45. Ai nữa ạ? À? Combo Kembo. Như Nguyễn. Như Nguyễn 0898426833. 45. 45. Các chị không mua là tiếc nha. Nào túi lên đây cho chị nào, bị trôi. Trần My 0167315920. Sai số rồi. Sao em cân túi nha. Các chị ơi nó trôi đi nhiều quá em chẳng chốt được đâu, em bỏ qua rất là nhiều luôn ấy. Từ Linh này 0169520570. Ok này. 45 này. Cởi hết dây cho chị nào. Đẹp lắm các chị ơi. Đây này. 45 này. Huyền Phạm chốt rồi. Linh Mèo này 0988735891. 45 này. 45 này. Em nói thật các chị, em nhặt combo các chị không phải chê một tí nào luôn. Nó trôi đi quá nhiều. Em không đọc được mọi người ạ. Mai Phạm dồn đơn một combo. Rồi ai nữa ạ? Đặng Cúc một combo trắng đen. Đặng Cúc một combo. Ai nữa? Huyền Phạm chốt rồi đây. Không chọn màu nha. Nguyễn Phương. Nguyễn Phương với 929 thì hôm nay có đơn rồi. Trắng vàng. Không chọn màu được đâu các chị ạ. Bốc hết rồi đây chị xem này. Bốc hết combo đây trắng này. 45 này, cho một trắng một kẻ nhá. 45 này. À cái gì Phương? Nguyễn Phương á? Nguyễn Phương. Phương vậy này. Nguyễn Phương chả biết nó như gì. Phương là Phương. Trương Huệ này. Vân Anh Lê chốt rồi. Nga Nabi này. Ừ đúng rồi. 0120225441. Em chốt được ai thì chốt, tầm này em chịu chết rồi. Nó trôi đi á, em không chốt được đấy mọi người ạ. Ở đây cho hai cái khác nhau đi. Nga Nabi đẹp này lắm chốt rồi. Nga Nabi chốt rồi á. Trời ơi các chị ơi, nó bị trôi đi em chả chốt được đâu. Cái này cho ai đây, tự nhiên vứt đây. Vứt cho nhưng nó không nhớ rồi, Loan A Lê đi. Hoàng Ngân này. Thôi em bỏ qua một lượt xong em chốt lại, chị nào chưa được em chốt đọc lại đi. Tuyết Anh Hùng 0904693. Em ơi một em bóc cho chị ra một kẻ một đen này. 45 này. Hồng Luấn đây rồi. Hồng Luấn này. Em trôi đi đấy chị nào chưa được em đọc tên thì comment lại. Chị ơi ghi cái số điện thoại cũng sai chị ạ. Hồng Luấn sai số rồi, em không chốt được. 0977457583 một kẻ một đen một combo này. 45 này. Chị nào nữa ạ? Rồi em một chút. Hồng Luấn đây rồi. Sao lại 0198? Nhã Trúc Hà hình như bùng hàng. Từ Linh. Từ Linh. Hút hết mực. 0169520570 ok Từ Linh. Cho một vàng cái đen này. 45 này, cho con đen này lên. Đấy, Nguyễn Phương đây. 0924585929 một trắng một vàng. Quỳnh Kim có đơn rồi. Quỳnh Kim á? Có đơn chưa? Quỳnh Kim. Trôi mẹ ăn rồi. Quỳnh Kim chưa có đơn à? Trôi rồi các chị ơi, chán lắm. Thơm Bùi à? Thơm Bùi. Bùi Thảo này.
0919655489. Thả một hồng một đen. Hàng Nga combo dồn. Cho một kẹo một đen. Thế thêm ạ? À? Lúc ấy là lấy gì? Hàng Nga. Bé cưng yêu anh của em rồi. Đúng không? Bé cưng yêu anh. Chị ở Trương Huệ thêm một combo này. Ai nữa ai lấy ạ? Hồng luôn này. 0918029821. Ok chị Hồng rồi. Bảo là cắt hết dây cho chị mà. 45. Ai nữa ạ? Huỳnh Kim. 0927198040. Huỳnh Kim. Các chị ơi, nó trôi. Chúc xinh. Có thấy nhật ký em ơi. Không, Trúc Sinh sai số điện thoại. Ôi dồi ôi, Phạm 10. Phạm 10 á? Phạm 10 mới đi đâu chơi. Phạm 10 rồi anh ơi, em rồi. Ai nữa ạ? Hoa Quách. Không cần số ạ. Không. 0167667329. Con không em? Đẩy chốt bao giờ hết combo, đợi em chút. Chị Huệ Nguyễn thêm một combo. Hai chị Trương vậy. Ôi trời ơi, chị ơi, được cái con kim sa này đẹp quá. Cho thêm con đỏ nhũ nhá. Thêm một con đỏ nhũ nữa này. Rồi nhật ký một combo này. Đẹp thế, em nói thật với chị, ở trong có những cái con đó. Em thề với chị, nó long lanh như thế này này. Đấy, rất là đẹp luôn đấy. 45 này. Nhật ký này. Tất cả hàng nhà em đều chọn hết rồi nhá. Trần Huệ này. Trần Huệ có đơn lúc chiều rồi. Trần Huệ đơn lúc chiều này. Trôi rồi chị ơi, comment lại cho em. Hoa Trương thêm một combo nữa. Hoa Trương này em. Trời ơi đẹp thế. 45. Bán rẻ quá đang tiếc đây. Này. Cái gì em vừa đọc ai nhỉ? Hoa Trương. Trần Huệ là Hoa Quách có rồi chút xinh. Hoa Trương thì lấy thêm thêm bùa. Ờ 7 1 7 2 3 4. Này trắng này. Rồi ôi con trắng này đính ngọc luôn các chị ạ. 45 này, các chị không mua hai combo nó phí là đi này. Túi em ơi. Phải Hoa Trương lấy một combo nữa không? Ừ. Trần Huệ chốt rồi, Ngân Hoàng combo rồi. Này các chị ơi, long lanh chưa? Ôi em ơi, cho chị thêm cọc nữa đây đi này. 45 này. Nào. Ngân Hoàng em ơi. Ngân Hoàng này. Nào chị nào lấy á. Thanh Thoảng, Thoảng Thanh này. Em phải chốt từ từ thôi, xong em còn đổi mẫu. 0916736949. Nào 45. Cho thêm con gì nữa đây. Con đỏ này nhá. 45 ok. Ai nữa? Đặng Thu Thủy. Đặng Thủy Trâm. Thử châm nó nghe quen lắm. 0169599386. Cút nữa ra đây cho chị nào. 45. Tay cứ quen đến 75 mới chết không. Nào ai nữa? Lan Mộc. 0979015473. Một kẻ một đen. Ok chiều ý, một kẻ một đen luôn. Chúc Sinh chốt rồi nha. Hồng Luân em chốt rồi đấy chị ơi. Ai nữa? Nhã Trúc Hà, bạn lượn đi để mình bán hàng nhá. Nhung Nguyễn, đã bùng hàng rồi còn đặt hàng cái gì nữa. Thù dai lắm. 0899788930. Nhung Nguyễn ơi, có đúng số không đấy? 45 này. 45 này. Ai nữa hàng ơi? Tay khăn mừng rồi, ra đặt từ đây. Hoa Quách chốt rồi, Trúc Tinh chốt rồi, Hồng Luân chốt rồi, Trần Huệ chốt rồi, Nhung Nguyễn chốt rồi. Thuyết Thị Nguyễn thì chưa đây này. Thuyết Thị Nguyễn này. 0904924882. Ok này. 45 này. Cho một đen một trắng đi. Ai nữa ạ? Trúc Tinh chốt rồi đây, Hoa Trương em chốt rồi đấy. Còn ai nữa không ạ? Trần Huệ chốt rồi, Hoa Quách chốt rồi, Nhung Nguyễn chốt rồi, Trúc Tinh chốt rồi,
Phương farm thêm một combo nữa. Từ từ em ơi, đừng bốc ra vội nữa, dừng lại được rồi. Triệu Son ơi, nhầm gửi lại mình đổi. Nhung Nguyễn chốt rồi, Hoa Nhi chốt rồi. Quất đi còn gì nữa. Con mập vợ Phúc An ba An này. Vàng này. Combo cho combo hồng vàng. Cho con này. Con này không được đẹp cho lắm. Con nào không đẹp em cũng không nhặt cho mọi người đâu, yên tâm. Đỏ vàng nhá, combo đỏ vàng nhá. Vợ Phúc An An. Ai nữa, ai nữa. Trúc Tinh chốt rồi đây. Minh Hằng Nguyễn chốt rồi phải không? Minh Hằng Nguyễn. Minh Hằng Nguyễn chốt chưa? Hoàng Thanh chốt rồi. Minh Hằng Nguyễn chốt rồi. Nào em xem còn ai nữa không? Nhung Nguyễn lấy hai combo cơ 0899 đấy. 0899 đấy. Cái đầu 0899 đấy. Nào chị nào lấy nữa không? Phương Phan thêm một combo nữa. Phương Phan thêm một combo nữa. Đúng Nhung là, Nguyễn chốt rồi. Hồng Nguyễn chốt rồi. Lại thêm. Lại 3 combo. Ngân Hoàng chốt rồi đây. Hoa Trương chốt rồi đây. Nhung Nguyễn là 2 combo. Nga Tây combo. Về bán combo như thế này thì mới thích chứ. 0963846735. À hình như Nga Tây này có phải là hay không nghe máy hay là hay gì ấy đúng không? Đánh liều chốt thêm một lần nữa. 45 này. Nguyễn Sim ok. Nguyễn Sim 0975766883. Nhung Nguyễn chốt hai combo cho anh xem mà em nào. Minh Hằng Nguyễn chốt rồi. Thanh Thảo combo có đơn rồi. Thanh Thảo combo. Đang bán combo quá chị ơi. Vương Nguyễn. Lấy thêm combo nữa. Em tìm của ai? Không chín một ba năm năm bảy bốn không bảy như này dễ chốt sai lắm. Một lẻ một trắng cái này nó bị loạn đấy. Cái gì mà mỗi thứ 5 cái em không chốt như thế đâu ạ. Em chỉ chốt cho mỗi người 1 đến 2 combo, không bán nhiều đâu, em còn chia cho người khác. Ai chốt nhiều em cũng không bán, em nói thật đấy. 4 năm này. Bạn này được hai cái giày đẹp này. Phương Phan em dồn thêm mấy combo ở đây. Tổng là chị lấy mấy combo? Thanh Thảo chốt rồi, Hoa Trương chốt rồi. Nhung Nguyễn là 4 cái. Nguyễn Hoàng Yến. Combo đen trắng 0125334586 ok. Đen. Tống Thị Liên chốt rồi, Liễu Phạm này. Một kẻ một đen. Theo có cọc nào vứt đây cho chị 367292 một kẻ này. Đây hết sạch đen rồi. Đây, đen này. Bạn này được hai cái này đẹp ơi là đẹp đấy. Chị nào combo nữa nhanh nhanh để em đổi mẫu. Combo mất nhiều thời gian quá. Thanh Thảo chốt rồi. Đợi em qua Cẩm Tú này. Đen trắng nhặt cho chị nào. 0120674836 ok. 45. Nó là combo mà em đang nhặt cho mọi người mà. Hoa Trương thấy thêm cho chị một trắng một hồng đất nhé. Ok chị Hoa Trương thêm một trắng và một hồng đất. Hoa Trương à, Hoa Trương Trang Phân Trang 90.000 hai cái. Trang Mai Nguyên nóng quá. Thêm một combo nữa, Trang Mai Nguyên thêm một combo nữa. Trang Mai Nguyên. Minh Hằng Nguyễn. Hình như vừa chốt phải không? Minh Hằng Nguyễn phải vừa chốt không? 0938231. Phải không? Cái màu túi túi lên trong trong ạ. Minh Hằng Nguyễn em chốt chưa? Cái gì Nguyễn lấy em hai combo ấy hả chị nhỉ? Minh Hằng Nguyễn nó khác. Không phải. Đây này, Minh Hằng Nguyễn đây này. Chốt chốt kỳ chưa? Vân Anh lấy combo. Ôi dồi ôi, mãi chả chốt xong combo để đổi mẫu. 252526. Em ơi cho chị thêm ít hàng nữa ra đây để làm combo cho khách cho con.
Hải Vân Anh này, Minh Duy này, 0167625, 0986076154. Nào ai nữa, bé cưng yêu anh. Rồi thêm người đẹp ơi. Ok chị Phan Hiền. 45. Ôi con chim này là nguyên mẫu mà em. Phan Hiền em. Cái này bao được cả đính đá, đính đủng thế này, các kiểu thế này. Thôi còn lại nào ai nữa không? Ok, đóng 300. Thảo Phạm anh xem có đơn chưa? Phương Lan combo đen trắng. Đợi em chút nha, các chị có đợi em. Đang bao nhiêu người xem chả nhìn thấy gì thật sự. Thảo Phạm có đơn rồi. 130 à? Hay bao nhiêu? Thảo Phạm có đấy à? Đây là được combo thôi. Thảo Phạm được rồi. Hết pin rồi, em không phải đi chơi cửa. Em mở ra cho chị vẫn nhìn được. Trang Mai Nguyên thêm combo rồi. Nào được rồi, Trang Mai Nguyên thêm ở đây. Còn ai lấy combo nữa không? Không ai lấy nữa để em đổi mẫu nhá. 186. Ủa 186 thử lấy đến giờ chốt combo. À chị nhà Mai Lan Trường thêm một combo. Combo là để lúc nào bán tiếp. Nào ok đổi mẫu nhá. Ôi lại phải bốc cái này rồi, bống rồi, bống hộ chị cái. Đó, ném vào trong phòng. Đợi em một tí nhá, tại vì nhà em chật quá, đơn nó dồn đây nhiều quá, không có chỗ làm gì được. Đây em đang đổi mẫu đây. Em có gì được gì đâu, cái điện thoại của em nó bị che mắt mà. Con này để đây. Rồi em mang vào đi. Cứ vứt lộn hộ rồi đấy mai tập. Nhiều con em thề với các chị nó đẹp lắm ấy, nên nhìn chướng hết cả mắt. Đẹp, đẹp ơi là đẹp luôn các chị, đẹp lắm ấy. Đấy, toàn combo toàn như này. Hết rồi, đây anh bốc đi. Bốc phải đi những cái con đẹp đẹp này để đêm mai để đóng cho Nga nữa. Xong là à, đóng cho Nga nguyên cọc. Cái chỗ vứt ra là không được đóng cho Nga, nó vứt xuống đất ấy. Để mai đóng cho Nga 300 để đóng nguyên cọc ở trên trên kệ. Đây em lên mẫu mới đây các chị. Nhà em hết chỗ rồi, cái phòng nó rộng mà cuối cùng lại thành phòng tập. Bóc hết rồi. Ôi con này đẹp quá các chị ạ. Này con này thêu đẹp long lanh này các chị này. Nhưng mà thôi không bán đâu, để đây để mai làm combo nhá. Đây cái này. Cái này thôi. Bán cái này được. Này cất ngay cái điện thoại này đi. Lùi lại cơ mà không có chỗ. Nhà đơn nó để kín nhà rồi mọi người. Nữa à? Lùi nãy. Lùi làm đằng sau đi. Bóng ơi cho chị cái cọc vàng đấy. Rồi ôi cọc đấy kìa. Ôi con sát lách kẻ này đẹp lắm các chị ạ. Con sát lách này em bán cho mọi người 50.000 nhá. Các chị comment em là 50k kèm số điện thoại. 50k kèm số điện thoại giúp em. Trời ơi đẹp quá. Các chị nhìn thấy không? 50k thôi ạ. Trong combo cũng có rất là nhiều chị được cái 50k này. Ôi cái sát lách len này đẹp quá chị ơi, 50.000. Ừ không, chị để nguyên cọc cho em, chị không bao giờ chị nhập những cái mà đã bán rồi, yên tâm. Theo cọc luôn. Bảo nó là bây giờ 50k em chỉ có mấy con thôi. Không phải đâu, đây em kê đấy, em kê lên cho nó rát mông á, rát mông lắm ngồi. Cái ghế này nó cứ giật giật. 50k kèm số điện thoại giúp em nha các chị yêu nha. Ok chị Nguyệt Nguyễn này. Việt Nguyễn này. 0912656288. 50.000 nhá chị nha, len rất là đẹp luôn.
50.000 một cái. Ok chị Anh Vi, chị Anh Vi cho em lại số được không, em sợ đơn đi rồi. Ok chị Nguyễn Hoàng Yến, đẹp lắm, có lấy không? Ở trong cọc có đấy. Nguyễn Hoàng Yến là nhà em lại đi đâu hết rồi. Nguyễn Hoàng Yến này, Diệu Linh này, Diệu Linh có đơn cho em. Ai chưa có đơn mà có số điện thoại nha, Phương Thúy Sỉ này. Diệu em. Diệu Linh này. Ai nữa? Thùy Đào 50 này. Thùy Đào này. 0164265406 50 này. Quý Vũ này. 0164265 ơi lại ghi nhầm sang của người khác. 0167497905 Anh Vi không có số điện thoại. Cho em 10 con. Tất tay cho em nhé, anh Vi có đơn rồi. Này còn lại cho Nga. Anh Vi. Ở trong nhà cũng còn hay sao Nga? Anh Vi. Không. Đây là của Nga. Ok, đổi mẫu lên một mẫu rất là xinh cho mọi người ngay và luôn bây giờ này. Em lên một mẫu len dày và đẹp cho mọi người nhá. 50ml rồi các chị ơi. Làm Anh Vi đúng chị? Chữ Anh Vi thôi. Đó, đẹp lắm các chị ạ. Em nói thật các chị, chất len này sò xuống cực. Ôi hết cái hàng 92 cái rồi các chị nhá. Đó các chị nhìn thấy không ạ? Len này dáng hơi có lốp tóc một chút rất là xinh. Con này các chị comment cho em đẹp quá thể luôn. Đỏ này có mấy màu em? Trong nhà còn không? Ba cặp này rồi. Đẹp quá các chị ơi, tay của nó này đẹp cực kỳ đẹp luôn. Mã này em có đỏ và vàng các chị nhá. Mã này em bán nó các chị là 90k. Các chị comment em là 90k. Vào vụ lúc nào phải 130.000. Cái này là 90k. Ai lấy comment em 90k kèm màu kèm số điện thoại. Combo 92 cái em dừng lại rồi chị ạ. Mai nhá, trưa mai em lên em bán combo 92 cái cho các chị. Nào ok. Các chị không lấy quá phí luôn mã này. 90k dày, cực kỳ dày và đẹp. Huyền Nguyễn này. Ok chị Nguyễn Hiếu này. Nguyễn Hiếu này. 0169664069. Nguyễn Hiếu này. Huyền Nguyễn đuôi 625 ấy. Nguyễn Hiếu này. Trang Mai Nguyên lấy đỏ này. Trang Mai Nguyên này em ơi. Trang Mai Nguyên chốt rồi. Vàng đỏ có ghi đây này. Trang Mai Nguyễn ấy em đừng tìm được. Đây ạ, đây là màu ghi nhá. Màu này nhìn rất là lạ luôn á chị ạ. Rất là lạ mắt luôn. Chị nào lấy comment cho em. Ok chị Hồng Nhung này. Hồng Nhung có 2 Hồng Nhung ấy. 116. Hồng Nhung 116. Ok Trang Mai Nguyễn lấy thêm vàng này. Ok chị Hảo Nguyễn này. Hảo Nguyễn. Ôi chết rồi, An Nguyên ơi sao lại như thế nhở? Bạn bảo nhà mình là ship bưu điện hay là ship cái gì? Ok lấy vàng. Ship bưu điện hay là ship thành phố bạn ơi? Ô lại lẫn con vàng này, cẩn thận này. Lẫn con một con vàng 990. Vàng cho tròn hiền dồn luôn lúc sáng này. Tròn hiền này. Thỏ lạ này. Thỏ lạ có đơn không? 0166734258 90. Cái đấy em hết chị ạ. Đặng Hoa có số đơn chưa? Đặng Hoa cho em số đi ạ. Tống Thị Liên này. Bùi Thảo có combo lúc nãy rồi. Bùi Thảo này. Chiếc Thái Nguyên á, 10.000 bạn ơi. Tân Lê Lê. Trong thành phố 10.000 nhá. 6645. Huyền Trung. Ô thế cái con Quỳnh này nó định ship kiểu gì mà 5 ngày chứ khách chưa nhận được đơn, hôm nay thanh toán hết rồi mà. Tên là gì? Đây đợi em xem. Tại vì có đứa nó bảo là gọi không nghe. Con
An Nguyên. Đấy là ai? Nguyên Trung và An Nguyên có không anh? Đặng Hoa ơi, cho em số đi chị ơi. Như Nguyễn vàng có đơn rồi, Như Nguyễn này. Như Nguyễn này. Như Nguyễn. Thủy Thán Thành 0164591825. Ok, một ghi này. Ghi 90. Hết ghi rồi ạ. Đào Luyến Trờ có đơn rồi. Đào Luyến Trờ này nhỉ? Đào Luyến TR ơi. Em ghi là Đào Luyến, anh cứ tìm bằng Đào Luyến. Hết ghi rồi ạ. À, Nguyễn Thủy đuôi 885 hình như có đơn rồi phải không? Nguyễn Thủy 0169362585. Đào Luyến có đơn chưa này em nhớ mà. Em hết màu ghi rồi Ngân Hoàng này. Đào Luyến, nó chỉ là Đào Luyến chứ TR nó ở đằng sau. Thế anh thử tìm phần TR xem nào. Nguyễn Hằng, à quên, Ngân Hoàng, Hà Thùy. Đây là Đào Luyến này. Trúc Sinh này. Trúc Sinh ơi, chỉ còn màu vàng thôi. 0918717234. Cái kia còn một nguyên một cọc vàng, mang đây em. À 9, à, đồng giá 30.000, à không, nen này chắc là phải cao hơn đấy các chị ạ. Bởi vì là nó rất là nặng nữa. Nó cũng nặng nữa. Trúc Sinh này, Trúc Sinh đấy. Trúc Sinh này. À Thùy ơi, bạn em bảo có đơn này. Lim Hưởng số điện thoại nào. Em mà không ngồi lại thì cũng sẽ đấy. Cứ bắt em ngồi, em chả biết phải ngồi đi đâu bây giờ. Anh xem của em là Lim Hưởng đơn chưa. Lim Hưởng số điện thoại, à Thùy số điện thoại. Số điện thoại giúp em. 90k các chị ơi, 90k. Võ Trang lấy vàng rồi đâu. Võ Trang ok. 90.000 các chị ơi. Lim Hưởng có lấy không cho nhắn tin số nào. Em mặc thử đỏ lên nhá. Cho nhau xin cốc nước. À, ghi lại Hà Thùy đi. Hà Thùy ơi, cho em xin số. Hà Thùy ơi, em đang không tìm thấy đơn của chị đâu. Đơn của chị ở đâu ấy? Đỏ này. Rồi em ơi, tiếp lên chị ra cọc nguyên ấy. À không, anh vào bốc đi. Không, anh lấy nước cho em đi, phải bống nó đi lấy nhanh. Yến Trang ok, này đỏ này. Đẹp quá, Yến Trang này. À, Yến Trang lấy vàng chứ. Yến Trang này. Hà Thùy lấy vàng này. Ok chị. Đỏ đẹp mà, em bảo các chị mà, đỏ lên nổi lắm. Len dày đẹp ôm. Vào mùa cứ phải là 150. Em nói thật với chị luôn, chả bao giờ có giá 90 luôn. Chị nào lấy nữa không ạ? Chị nào lấy mã này nữa ạ? Lên mẫu nguyên, nguyên mẫu. Ghi được rồi, Lim Hưởng. Lấy hai cái ạ. Mẫu khác đi em. Quyên Nhi có đơn chưa? Quyên Nhi. Quyên Nhi. Rồi. Hảo Nguyễn thêm đỏ này. Chị Hảo Nguyễn đưa 666 thêm đỏ này. Hảo Nguyễn. Thế xin yêu anh lấy đỏ. Hảo Nguyễn chắc là cô đơn. Hảo Nguyễn chưa có đơn nhá. Muốn học này đúng chị? Vừa chốt một cái màu vàng của chị xong. Này, bé cưng yêu anh. Trúc Sinh có đơn rồi. Được. Bé Sinh yêu anh.
Thế em hỏi anh ngồi trong đây anh để đơn ở đâu? Anh mang ra đây à? Mà chật mà nóng như thế này xong là quạt bay vù vù xong là túi bay hết cả lên trời. Cái này cái gì đây? Chiếc sinh đấy rõ. Chiếc sinh rồi. Liêm hưởng. Lấy cái này à? Cái gì đây em đang ghi tay ai đấy? Liêm hưởng vừa lấy. Đây, đây bạn em lấy. Yến Trang đấy tìm đi. Em ghi chị Yến Trang đấy. Thấy như liêm hưởng vừa chốt rồi sao mà. Bạn ấy đổi lấy đỏ anh vứt vàng ra. Yến Trang kìa. Hôm lô inbox của chị Na nào cho chị cọc này. Chị Hà được rồi chị ạ. Yến Trang thấy chưa? Em chưa thấy. Chị cạn lời chứ chị cũng đang không biết phải nói gì với em luôn ấy. Chị biết là cạn lời thôi. Siêu đẹp đây ạ, à, các chị nhìn thấy không ạ? Yến Trang xin lại số nha. Cái gì? Yến Trang. Yến Trang cho em xin lại số các chị ơi, mã này đẹp quá này. Ngọc toàn bộ cổ này. Ngọc cổ này, ngọc tay này các chị này và ngọc túi này các chị, ai lấy comment em là ngọc nhá, màu sữa. Ngọc cả ở túi này luôn nữa này, màu sữa nha chị nha, rất là đẹp hết ngọc chứ. Vẫn còn đấy, chị cứ bán đấy chị. Thế á? Chị đang hỏi thế cho nó cũng nhiều. Cái này là 8 triệu, hơi rộng rộng một chút nha các chị em nhá. Đó, mặc lên rất là đẹp. Đây ạ, à, nó kiểu như hơi rộng rộng như này nhá. Đó, ai lấy thì comment em là ngọc kèm số điện thoại nha chị nha. Ngọc kèm số điện thoại ạ. À. Vẫn là giá như thế nhá. À không, mã này rẻ hơn một chút. Mã này em bán rẻ hơn một chút này. Comment em là 80k kèm số điện thoại ngọc này. Lửng tay các chị nha, toàn bộ là đính ngọc luôn này. 80k kèm số điện thoại giúp em. 80k đẹp lắm đấy. 80k kèm số điện thoại nha, túi cũng đính ngọc này, toàn bộ đính ngọc hết các chị nhá. 80 thôi ạ. Đó, trời ơi, đẹp ơi là đẹp này các chị này, ngọc kèm số điện thoại nha. 80.000 nha các chị nha. Ai lấy comment em 80 kèm số điện thoại. Nguyễn Trang ấy ngọc rồi đơn kìa. 80 này. Có đơn không? Lê Vân này. Ngọc kèm số điện thoại giúp em. Ngọc kèm số điện thoại giúp em. Chỉ có là ngọc màu đen chứ không có áo đen đâu ạ. Vinh Dương. Ok Vinh Dương. Huyền Trung. Ok Huyền Trung. Đặng Thùy Trâm. Tú em ơi. Đặng Thùy Trâm anh em thấy mấy lần đi cái Đặng Thùy Trâm rồi đấy. Có đơn rồi gì? Đây này. Hạnh Phạm có đơn chưa? Hạnh Phạm ơi có đơn chưa? Chị Trương Ngoại hai cái. Trương Ngoại anh để đâu rồi? Hạnh Phạm có đơn chưa? Ngân Hoàng với Ngọc rồi đó. Chị em ơi chắc là phải lấy cho chị một cọc nữa. Chưa có Hạnh Phạm như thế. Ngân Hoàng này. Vân Hà này. Trúc Sinh Ngọc hai áo. Trúc Sinh ở đây này. Nặng lắm, dày lắm các chị ạ. 90. À 80 chứ. Trúc Sinh hai áo. Dáng rộng nha các chị nha, dáng rộng. Hạnh Phạm đây rồi. Xong mấy cái vần này nhiều thế, thế thì phải bảo em chui dịch lên bởi vì là đằng sau này nó nhiều đơn hơn. Từ đã bây giờ bắt dùng. Huyền Trung chốt rồi ạ. À. Ai lấy nữa không? Hồng Luấn có đơn rồi. 80 đi ạ. Hồng Luấn. 80 các chị ơi. Hạnh Phạm em chốt rồi. Thoảng Thanh có đơn chưa? Thoảng Thanh ơi chị có đơn chưa? Chưa có đơn. Hồng Duấn. Hồng gì? Hồng Duấn. À Hồng Luấn. Em chốt mà. Em chốt combo chị mà. Hoàng Thanh ơi có đơn chưa? Kim Sinh chưa có đơn, số điện thoại giúp em. Tự thương lấy mình.
Các chị nào mà chưa có đơn cho em số điện thoại đi ạ. 980. Tự thương lấy mình nè. Nhung Nguyễn chưa có đơn. Này, võ trang này. Ngạ lý nhí nhố này. Đâu? Chính xác. Phải không nhở? Ok. 80. Phảng Thanh có đơn rồi. Phảng Thanh này. Đây em ơi, tìm cho chị luôn này. Gặp vào gặp bọn Phảng Thanh xin. Phảng Thanh. Nhung Nguyễn có đơn rồi á. Thank you chị Bảo An An nha. 80. Nhung Nguyễn có đơn rồi em ạ. Chưa người đẹp ơi, em chưa. Có thích lên bộ nam không các chị? Hoàng Thanh có thấy không? Nhung Nguyễn. Đấy chị ghi đơn mới. Đấy đây, đây đây đây. Đấy tay sờ vào rồi được không? Đúng đây chị còn nhìn được. Đây Nhung Nguyễn là em tìm. Còn một chiếc duy nhất chị nào lấy comment luôn cho em nha. Còn đúng một chiếc duy nhất tôi là hết mẫu này rồi. Nào, cho em cái cọc muối tiêu. À có một cái cọc len màu nâu nâu dày cộp đâu rồi. Ôi cọc muối này đẹp quá đấy. Có cọc muối này đẹp lắm. Có chứ. Có bao nhá Huyền ơi. Ôi cái chị ơi muối tiêu này. Cọc này còn không em? Để ý kỹ cho chị nhá. Lý Mường ơi đổi rồi. Có set đen em ơi. Trên đỉnh ấy, trên đỉnh có cái chữ kẻ kẻ, kẻ nâu kẻ đỏ, kẻ nâu kẻ trắng ấy là set đấy. Áo chim hết rồi. Ôi quá là xuất sắc các chị ạ. Cái này các chị comment em là muối tiêu nhá các chị nhá. Đẹp lắm đây này. Nó có ít tôi thật lòng luôn ấy. Linh Duyên lấy ngọc này. Linh Duyên có đơn rồi. Cho đến 4. Phải 071 không? Ok chị Tình Mèo. Ok chị Linh Viên. Chị ơi ai có đơn rồi thì cần ghi là dồn đơn giúp em nhé. Ôi đừng ghi đến lúc đơn hướng qua kia. Có đơn ngày hôm nay cơ. Nói thật với các chị là cái mẫu này em chỉ có mấy con thôi. Rất là tiếc bởi vì nó không có nhiều. Nhưng mà thật sự là nó quá đẹp và quá xuất sắc. 90k. Các chị ra comment em là 90k kèm số điện thoại. Dày đẹp. Rất là đẹp. Em thấy rất là đẹp luôn ấy. Chị nào lấy comment em nhé. Đó. Ai lấy thì comment em này. Nó kiểu dáng nó hơi thụng thụng một tí. 90k thôi ạ. Chị nào lấy comment em 90.000 kèm điện thoại. Hãy chỉ em lấy hết rồi. Có chứ. Nào Huyền Nguyễn này. Huyền Nguyễn 65. Thủy Thán Thành. Đơn rồi. Đây võ trang hay mình chưa tìm. Bé xinh yêu anh. Võ trang đâu? Có tiếp bên dưới. Úp bát. Úp bát đây đây. Như gần dễ dễ thì như vậy. Hương sorry. Chị ạ, đấy em bảo là nó có ít lắm mà. Dồi ôi. Không có cho điều hòa lạnh cóng luôn các chị ạ. Tại vì em mặc len nó nóng. Hết rồi còn đâu nữa các chị. Em bảo là có đâu có mấy con thôi.
Bóng ơi, Bóng lấy cái gì cho chị Lai đây? Hết rồi các chị ơi. Đấy, lúc chiều chị mời thì không lấy. Nhưng Nguyễn chả biết Nguyễn này. Anh không. Không mang cọc xanh đấy cũng được, mang đấy chị bán. Ở trên cái kệ kệ ở giữa ấy, kệ giữa ấy mang. Nhưng Nguyễn anh không tìm thấy ai cho chị Huyền Trung. Có mấy Nhung Nguyễn? Thế thì chắc là Nhung Nguyễn đấy rồi chứ còn Nhung Nguyễn nào. Đẹp quá, mã này hơi kiểu cánh rơi một chút cho chị em ạ. Ở trong đó lạnh chưa, nếu mà lạnh là bán được rồi mà. Cái này các chị đây, mặc như này nhá, rất là xinh luôn. Comment em là xanh nhá các chị nhá. Dáng hơi buông buông như này nhá các chị nhá. Comment em là xanh này các chị nhìn thấy không ạ? Con xanh này em bán cho các chị 70k thôi ạ. Comment em là 70k kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Đằng trước và đằng sau này đều như thế các chị ạ, rất là đẹp. Comment em là 70 kèm số điện thoại giúp em nha. 70k hoặc là comment là xanh hoặc là comment em là 70, rất là xinh. 70k một áo thôi ạ. Hiện tại thì em mới tìm thấy màu xanh này thôi ạ. 70k thôi ạ, rất là rẻ. Mà len thì em rất là dày và đẹp luôn nhá. Ok chị Phương Phan này, xanh này chỉ có một cọc thôi. Màu xanh này em có mỗi một cọc thôi. Phương Phan này có đúng một cặp màu xanh này, chị nào lấy comment luôn cho em. Cho vào cái túi to. Đây này có cái túi này có vẻ to hơn này. Ok, Trần Thanh Tú này. Bảy mươi. Chị Trương ngoại hai cái 70. Trương ngoại cô Tuyết này. Cô Tuyết lấy xanh này. Rồi rồi đừng dỡ nữa, đừng dỡ nữa. Cô Tuyết lấy xanh này. Còn ai nữa không ạ? Ai lấy xanh thì comment cho em là xanh nha. Ai lấy xanh thì comment em là xanh nha. Có lấy thấy cái set ấy cho chị không? Cái kẻ kẻ ở cái hàng thứ hai em, kẻ thứ hai ấy. Xong là có cái màu đen ở. Ok chị Hương cho đi. Chúc xinh. Được rồi. 70.000 các chị ơi, còn đúng một cái nữa này, hai cái nữa thôi. 70k chị nào lấy comment em 70k nha. 70k. Có một cái cọc bằng nguyên màu đen rất là nhiều ở chị hàng thứ hai ở giữa. Cho số nhá. Chúng sorry có đơn đấy. Đây đây. Số gì vậy? Con gì à? Ok em đổi mẫu này. Em đổi mẫu nha. Em ơi cho chị mã khác nào. Đây có phải set len không? Đây hình như là set len đấy. Ồ, set len thật các chị em ạ. Cả một set luôn. Hay anh Phạm cho số đi. Mang đây cho chị. Ơ, cái cọc kẻ đấy nhiều lắm ở đâu rồi, mang đây, mang hết cọc kẻ đấy cho chị. Ở cái hàng bên dưới đúng không? Chị bảo em tìm hàng bên trên mà em. Anh Phạm cho số đi. Bên trên đấy là toàn hàng. Cái này nhiều này, cái này nhiều rồi. Xét này chị nào lấy? Hạnh Phạm chưa có đơn à? Cái này cho ai? Cái mối tiêu này cho ai? Mối tiêu cho chị luôn chị đánh xong. Cái này nhiều lắm em ạ. Xét này chị nào lấy comment em cả một xét luôn này. Ôi ôi đẹp quá các chị ơi. Chân váy này. Chân váy này cả một áo, một chân váy đấy em bán 120.000 một xét. 120k một xét chị nào lấy comment cho em. Em chào chị Toa nha. Đây là Hạnh Phạm vứt ở đây này. Ai biết chưa? Thôi đợi em một chút. Nào chị nào lấy set này comment em cả set luôn nhá chị nhá. Cả một set 120.000 một áo và một chân váy luôn, rất là đẹp. Đó. Mối tiêu á, khách lại vừa lấy rồi. Chị nào lấy set này comment em là set kèm số điện thoại. Phương Phan lấy một set 120 này. Còn mỗi ba set cái này, thôi. Cái này còn.
Phương Phan hết sạch pin rồi cái đấy. Phương Phan. Khi nào lấy xếp comment nhá. Chả nhìn thấy là đang có bao nhiêu người xem mọi người ạ. Em chả nhìn thấy gì luôn. Diệu Linh này. Diệu Linh. Nặng trịch luôn. Diệu Linh. Nhà may năng trường. Diệu Linh ơi, Diệu Linh ơi, thấy đang bảo trước hồi có đâu này. Nhà may lan trường. Này. Hết đây này. Còn không em, cái này còn không? Còn. Đấy lắm, nhiều gì lắm. Cái này đẹp lắm đó chị ạ. Ừ em chả nhìn thấy gì cả. Các chị nhìn thấy mã lưới em đang mặc này không ạ? Mã lưới hình như em mặc ngược rồi. Em mặc ngược hay sao ấy? Không biết phải em mặc ngược không? Hết rồi cái set đấy em hết rồi mọi người ạ. Để ký một set. Hết rồi. Mã này là kẻ cho các chị nhá. Kẻ này em bán cho các chị 60k. Các chị comment em này. 60k kèm số điện thoại nha chị ạ. Kẻ phối lưới 60.000 thôi ạ. Em mặc ngược đấy. Cho nên là cái này nó hơi cao. Còn thật ra là cái này nó chỉ đến khoảng đây thôi. Đấy, ở cái đầu kia nó sẽ đến khoảng đây. Nhưng mà em mặc ngược nhưng em không muốn cởi ra nữa. Comment em là 60k kèm số điện thoại nhá. Diệu Linh ok, em tìm thấy rồi. Rất là đẹp luôn ạ. 60k kèm số điện thoại giúp em ạ. 60.000 nha. 60k kèm số điện thoại. Kẻ phối lưới em bán chỉ giá 60.000 thôi. Rất là xinh luôn các chị ạ. 60k kèm số điện thoại giúp em này. 60k có kẻ và đen nữa. Có cả đen nữa chị ạ. Ok em, đây ạ, có cả màu đen nhá. Có cả màu đen 60.000 thôi ạ. Rất là đẹp luôn. Có cả màu đen phối này. Đen phối này còn đẹp lắm ấy. Đen phối này cũng rất là đẹp. Ok chị Thoa Đặng này. Thôi đừng mang em. Thoa Đặng này ok này. 60 này. Rồi ai nữa ạ? Nguyễn Trang có đơn rồi. Em ơi Nguyễn Trang này. Thanh Nga Đỗ có đơn không em? Có đơn rồi. 60 cho Thanh Nga Đỗ này. Mẹ anh ấy. Kim Sinh Nguyễn Thị 60 này. Đây này, Kim Sinh Nguyễn Thị ngay trước mặt chị biết này. Chị Trương ngoại 2 chiếc này. Xỉ 50 lẻ 60 chị ấy. Trương ngoại 2 chiếc này. Em mới lên chị ơi, có thấy Huyền Nguyễn 625 này. 60 này. Thanh Nga Đỗ em chốt rồi. Ai lấy kẻ nó không có cả đen nhá. Chị nào mà muốn lấy đen thì comment. Nghiêm Hồng có đơn rồi. 60 này, không nhầm. Nghiêm Hồng lấy 60 này. Nghiêm Hồng ok. Tuyết Mai có phải là không bao giờ nghe máy không? Chị của mình gọi đơn bao giờ biết thì hỏi. Không, chị này ở thành phố. Không bao giờ ship được. Chưa lên đồ nam, các chị có thích lên đồ nam không? Ok, các chị đợi em nhá, em lên bao nam cho các chị này. Lên một bao nam rất là đẹp luôn các chị. Đây, chị nào lấy mã này nữa comment luôn cho em nhá. Comment luôn cho em mã này để em lên bao nam này. Có cả nam lộn xộn và chị Vinh Dương ok, nam lộn xộn và nam đổ bộ. Vinh Dương này. Vinh Dương này. Vinh Dương này có đơn không? Vinh Dương em chốt rồi. Ok, chị Trương vậy hai đen này. Ai lấy mã này nữa comment luôn cho em nha. 60.000 một chiếc thôi. 60k một chiếc thôi các chị ạ. Ok Huyền Nguyễn lấy thêm đen. Thu Hoài cho chị xin số điện thoại em ơi. Ai lấy chị cho em xin số điện thoại nhá các chị nhá. Đen này là đen khác. Có ai lấy nữa không? Em đổi mẫu nhá. Có cái mẫu nào nguyên cọc ở trong nhà nữa không? Len ấy. Ừ mang chim đấy. Đấy kiểu kiểu thế. Cái gì kia? Cái đấy vẫn là cái này à? Hoàng Thanh lấy đen 60 này.
Có nhật ký ơi, em yêu anh có thấy. Rim màu xanh ngọc. Comment luôn cho em là chim này, chim đính tim sa đẹp tuyệt vời, màu xanh ngọc đó chị nhá. Con chim này cũng chỉ giá 60.000 thôi. Thu hoài ok. Đẹp quá, 60.000 thôi các chị em. Ok. Thu hoài sao không được? Thu hoài em lên đồ nam nhá. Đồ nam lộn xộn cũng có này, đồ đẹp cũng có. À quên, đồ bộ cũng có này. 60 này, chim xanh ngọc nhá. Màu xanh ngọc nhìn rất là nổi luôn các chị ạ. Chị nào lấy xanh ngọc comment cho em. Xanh ngọc kèm số điện thoại. Ok, tân thanh này, 60. Đính chim đây là đính đấy nhá. Đính vào áo rất là đẹp, nó chỉ có màu này thôi chị ạ. Tân thanh này. Mã gì đấy mang cho chị xem này. Lương Nga Hà, ok. Tân thanh này. Phút đây chị xem này. Lương Nga Hà này. Ồ, đẹp thế. Có màu đen đấy, có một cọc đen nữa đấy. Linh Duyên có đơn rồi. Có nhưng mà hôm nay mình không like đồ hè rồi đẹp. Tân Thu chứ Tân Thanh đâu. Tân Thanh. Tân Thanh có. Tân Thanh ấy. Trúc Sinh ok. Tân Thanh ở trong chưa có đấy. Trúc Sinh này, anh Đỗ thấy bảo dồn đơn. Anh Đỗ này. Anh Đỗ. Rồi ai lấy mã chim mình được không? Không chị ạ. 40 cân vừa thoải mái luôn Kim Anh. Lương A Hà chưa có đơn à? Lương A Hà ơi, em không thấy đơn của chị ở đây. Chị cho em xin lại số nhá. Linh Viên. Đây. Bông ơi, cái mã này có đen em ơi. Em đổi mẫu nha. Tân Thanh ơi, chưa thấy có đơn. Lương Nga và Tân Thanh cho em xin số. Tân Thanh em tưởng phải chốt được nhiều. Thì chưa đến giờ. Lương Nga này. Này Lương Nga này. Lương Nga này. Đỏ đính đá các chị ơi, rất là đẹp. Đẹp không ạ? 80k các chị nhá. Thanh Tuyên lấy xanh. Đính đá này 80k áo đỏ em đang mặc. Em thấy cái đá này em bỏ đi. Hồng Nhung lấy xanh rồi nha. Hồng Nhung nó có hai Hồng Nhung vẫn 111 này, 116 gì. Chị Hồng Nhung ơi, cho em xin số điện thoại xem nào. Ok. Đỏ này 80 kèm số điện thoại cho em ơi, em có không? Có cọc đen lúc chị vừa. Có cả đen, hình như là đỏ này cũng vẫn còn ấy. À đỏ, đỏ. Đỏ này cũng vẫn còn phải không em? Ok, nào chốt đỏ này. Em đang tìm đen nhưng mà còn chưa thấy. Có thấy một cọc đỏ nữa không? Còn một cọc đỏ nữa à? Ừ, chị nghĩ thế. 7 3 9 8 8 9 8 8. 80 này anh ơi. Có đen nha, đỏ đen đó chị ơi. Quỳnh Quỳnh. Vứt túi này đi á. Ôi dồi ôi. Em cũng đang ngốt lắm này chị ơi. 80 này. Hồng Hân này. Hồng Hân này.
Ngân Hoàng này. Ngân Hoàng này. Huyền Nguyễn 625. Huyền Nguyễn 625. Trần Thanh Tú lấy đỏ. Ô, hết đỏ rồi à? Hết đỏ rồi. Cho chị Trần Thanh Tú đỏ này. Hết đỏ rồi các chị ơi. Trần Thanh Tú này. Còn đen thôi các chị ơi. Chị ơi, em thấy nhân viên nhà em bảo là không ship được cho chị, chứ em cũng không biết là có phải không. Vân Anh Phạm này. Vân Anh Phạm có đơn rồi phải không? Chị bây giờ phải tìm thấy ra rồi hỏi. Lúc thì bảo đọc lên, xong bây giờ lại thì, tìm đã, em hỏi. Thì anh cứ tìm đi, em hỏi thì em hỏi, thì bây giờ em không hỏi nữa nha, em cứ chốt nhá. Nói cái giọng kiểu gì cũng biết. Em chỉ còn đen thôi. Làm gì có đỏ. Hết đỏ rồi. Trang len này. 0989930789. Ngô Thị Hòa. Em ơi, hết cái mã này rồi à? Tìm kỹ chưa? Đen này. 80 này. Đen này các chị này. Trương Huệ hai đen. Phương Phan. Trúc Sinh. Yến Nguyễn. Thanh Nga Đỗ. Hết rồi các chị ạ. Mã nào đấy? Chán bán xét rồi đấy, đâu mà. Ừ, phải xét đấy. Thôi em ơi, tuột dây rồi. Hết rồi các chị ơi. Ờ, nghe giọng đấy ghét lắm chị ạ. Còn cọc len nguyên nào trong nhà ấy? Cứ cọc nào nguyên nguyên em mang đây cho chị. Bây giờ bán cái gì đây các chị em ơi? 120 người xem rồi. Lên đồ nam không các chị? Lên đồ nam tí cho khí thế nhá. Đi theo em nhá, đi theo em vào trong nhà. Giờ còn chưa cắt bao. Chị Thanh Nga đổ được đen. Được đen chị ơi. Cái gì nhở? Lên cái gì bây giờ nhở? Đâu để em xem nào. Mọi người đi theo em. Em nhìn như 120 ấy. Cái gì đây? Đây đây, những cái cọc nguyên này sao không mang ra cho chị? Đây đây, đầy cọc nguyên đây. Cái này là cọc nguyên còn gì? Đấy, váy chữ đây, cọc nguyên này. Cọc nguyên này. Để tôi xem mà mọi người có. Có thấy chị Hạnh Nguyễn? Cho chị cái ấy được không? Để chị cắt bao nam em ơi. Đợi em một tí mọi người ơi, em cắt bao nam.
đâu, cho mọi người đi đi theo để xem nào. Đây bao nam, đây bao nam nguyên đây. Các chị kéo em ơi, đây này các chị nhìn này, 1, 2, 3, 4 bao này nguyên đồ nam thôi, nguyên đồ nam thôi. Cắt bao nha. Đây em lên đồ nam cho các chị mua cho chồng đây. Quải rồi sao ấy. Nhân viên và chồng em đều quải hết rồi đây các chị ạ. Bóng ơi. Bóc. Cái gì đấy chị nghe chán luôn. Này bóc ra đi. Ôi, mày cho chị mấy cọc ra thôi chứ chị cũng ngoài rồi đấy. Em lên mấy cọc thôi chứ em chả biết được đâu ấy mọi người ạ. Đây này, có một cái lô lộn xộn cơ, em thích bán lô lộn xộn. Em không biết cái lô lộn xộn nó, cái lô lộn xộn nó ở cái chỗ đấy. Mày mang mấy cái cọc đấy ra cho chị, còn lại thì thôi để lúc nào bán. Này, nửa bao. Biết bao lộn xộn nó ở cái bọc nào, hình như nó ở cái bọc chồng đít này. Nó mà ở cái bọc chồng đít này thì chết, em làm sao mà em nâng được nó. Nó nặng lắm, các chị có biết không, 4-5 người khiêng. Ôi chết rồi, cái cửa này chưa đóng à. Thế này nó vào nó khênh mẹ bao hàng đi. Ui. Đây hình như bao này có cả áo phao ấy mọi người ạ. Có nghĩa là cái lô lộn xộn này của em á, em bán cho các chị đồng giá thôi. Ví dụ nhá, chị cho mày chiến cái bao này được không? Đợi em một chút nhá. Nhiều đồ đẹp lắm em thề với mọi người. Đồ nam nhà em toàn, em toàn ôm được kiểu đây này, còn có cả áo da đây này. Em thề với mọi người trong cái lô lộn xộn này á, áo da này, áo khoác len này. Ôi đẹp, dã mà hả? Các chị nhìn được không? Con áo da nam này đẹp long lanh như này mà nó là size gì đây? Size M này, em bán con áo da nam này size M cho chị em nào, bán cho các chị 150 này. Nhìn thấy không? Chị cún em vào dã. Các chị nhìn được không? Con này đẹp dã man luôn, bán 150 rồi. Trong lô lộn xộn em bốc được thì em bán rẻ thôi. Xem cái gì đây? Đây này, áo gió nam này, dồi ôi đẹp ngời ngời luôn. Con này em bán chế nào 100 này. Đấy ví dụ thế, em đang ví dụ thế. Nhiều lắm ấy các chị ạ. Toàn mà lộn xộn là em bốc lộn xộn thôi. Thật ra là nó toàn hàng đẹp thôi. Đây này, quần nỉ cao cấp này. Nhìn không, nhưng mà thôi đi ra bán bộ đi. Đây này, quần nỉ này đẹp lắm. Cái gì đây? À bộ kendo này ở đâu? Ở bao nào, cái này có bộ đấy. Thôi kệ nó đi, đi ra bán đi. Con kia treo lên. Cho chị áo da á. Ôi mệt quá. Cái gì 160? Đây, rồi em nói thật với các chị, em cho em vừa bán vừa tặng cho chị Huệ. Con này chồng chị hay con trai chị mặc vừa. Em nói thật đấy. Này em đẩy cho chị 100.000 thôi, em nói thật. Em nói thật đấy chị Trương Huệ ạ. Em để cho chị 100 thôi. Anh ơi em để cho chị Trương ngoại con áo da là 100.000 này. Đây bộ nam. Tình yêu có thể mặc mẫu cho em không? Đứng ở đằng trước này này. Mặc một tí cho mọi người nhìn dáng thôi. Lộn xộn nhiều cái đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ em nói thật với mọi người là nhà em chật cứng luôn. Không có cái chỗ nào để mà bước vào. Để mà bóc được cái bao này ra thôi. Cái đấy có một cái em không biết nó là size gì. Em không biết nó là size gì. Cái lô lộn xộn đấy đẹp lắm ấy. Em cũng muốn bán cái lô lộn xộn đấy cho mọi người. Này bộ nam này. Em nói thật với các chị là bên trong nó nót lỉ cơ. Lam này là hàng cao cấp. Năm ngoái là cái nhà này nó xỉ ra đã là ba mấy rồi cơ các chị ạ. Các chị nhìn thấy không? Này bộ đẹp lắm. Toàn bộ các chị nhìn này, hàng xịn đấy chị biết này. Chồng thì mặc bộ size XL là xem có vừa không. Bống ơi, có cái áo gió nam chị vứt ra đấy ấy, ở cái chỗ vừa em mang đây cho chị nào, chị lấy thì chị lấy. Ôi bộ đẹp Uniqlo. Ôi giời ơi.
Đợi em tí nhá, em xem cái to zoom kia em có mang đủ size ra đây không? Ôi sao lại nhặt toàn XL ra đây thì đau chứ này. Em nhặt toàn XL ra đây mọi người. Size gì đấy? Để xem có chị nào mặc vừa không? Size L. Đủ size ML XL luôn, hàng đã bảo là chị ôm là hàng xịn. Đây. Các chị ơi, size L. Size L đẹp như thế này em bán 100 có mà chắc bị thần kinh luôn á. Nhưng mà em cứ thích bán cho mọi người như thế. Đây này. Đẹp lắm, các chị mua ở đâu được cái này phải là 350 400. Sao đã tia được. Bộ đủ size. Bống nha, bây giờ chị bảo em nha, bây giờ chị cái bộ Joy Ju này này chị mới bốc được size XL ra đây thôi, nó còn size M, size L ở trong bao ấy, cái bao vừa nãy em lột em rút hết ra em vứt cái nhất cho chị một cọc cọc M mấy cọc ấy ra đây. Đây mới có XL thôi. Nào chị nào lấy cái áo này, size L. Không, có mỗi một cái thôi, đã bảo là em bán cho mọi người 100, em vừa bán em vừa tặng cho mọi người được còn. Để em xem nào. Chị nào có đơn ở đây thì em bán cho mọi người thôi. 100 nghìn thôi, size L đẹp lắm. Ê, 75 cái đủ lại thôi. Anh mặc đẹp phết, mỗi tội hơi kích đúng không? Đứng đấy, đứng đấy. Đứng luôn, hơi kích rồi. 75 cân đủ lại thôi. Xong em mặc nhưng mà hơi kích mọi người ạ. Đây, để em cho chị nhìn nhá. Nhìn nhá, ngẩng lên. Đây, 75 cân đủ lại. Đây, mẫu như chồng em mặc đây, nhưng mà chồng em mặc nó chật lắm. Cho cái mẫu này chỉ tầm 75 cân đổ về thôi, chồng em tận hơn 80 cân cơ. Đó, nhìn rõ chưa? Rồi. Hở hết cả hàng họ. Nào, áo gió chị được áo da ở đây, để em cho khách áo gió. Chồng em mặc chật quá chứ không thì là cái bộ đấy rất là đẹp luôn, em nói thật với mọi người luôn. Ở bên trong lót một lớp nỉ hàng đến năm ngoái. Ở dưới kho đấy nó xỉ ra em nhớ là 300 mấy mà người ta lấy về bán toàn hơn 500 một bộ thôi. Nào em cho ai cái áo gió này? Ok cho Tùng Dương nhá. Tùng Dương này 100. Còn mỗi cái. Các chị có thích bán lộn xộn đấy không? Ôi trời ơi, chị bỏ em đi là như thế đấy chị ạ. Buồn lắm chị Dung ạ. Ok, bộ nào chị nào lấy comment cho em bộ. Em nói thật các chị không mua cho chồng là quá tiếc. Quá là tiếc luôn này. Bên trong lót một lớp lỉ hàng cao cấp, các chị nhìn thấy không? Khi mà hàng cao cấp thì nó sẽ như thế này nhá, nó sẽ đây, các chị nhìn thấy không? Đó, các chị nhìn nó em cái mác đi, các chị nhìn thấy không ạ? Đấy, Nike này, hàng này hàng hãng rất là đẹp và xịn luôn. Bên trong toàn bộ lót lỉ này, lót một lớp lỉ nhá các chị nhá. Chỉ Nga ơi, đóng như nào báo chị. Các chị chỉ cần mặc một bộ này thôi là mùa đông các chị quẩy tưng bừng cho chồng rồi, không cần phải mặc thêm bất cứ một cái gì. Đây, túi quần của nó các chị nhìn thấy xịn không? Có đủ size không? Thế thì size M ở túi khác rồi. Ok Nga, cái này nó biển, mai chị đóng cho. Đây các chị nhìn thấy không? Túi này các chị nhìn thấy không? Túi kéo khóa luôn nhá. Đựng đồ đựng nhất thoải mái mà nó rất là sâu. Các chị nhìn này. Đó, chị nhìn thấy tay em này, nó rất là sâu, sâu đến tận đũng quần luôn đây này. Trèo đi trèo lại được đây này. Đằng sau cũng có túi luôn. Các chị comment em size kèm điện thoại. Ở đây hiện tại em đang tìm thấy có mỗi size M, à size L và size XL thôi. Size M hình như nó ở bên trong kia đây. Em sẽ chốt cho chị nào có size L và size XL nhá chị nhá. 100 thôi, riêng hôm nay bán khuyến mại cho mọi người 140.000 một bộ nha. 140k một bộ nha các chị yêu nha. Ngay mai chị nhặt cho. Nào 140.000 một bộ. Ok chị Trần Thanh Tú này. XL này. Trần Thanh Tú này nó to lắm các chị ơi, nó nặng mà nó rất là dày các chị nhìn này. Ai lại cái bộ quần áo cầm nó như thế này. Chồng em đang kêu không đút được vào túi đâu bởi vì túi nó đầy rồi đây này. Nhìn thấy không? Nhìn thế này các chị biết cái độ dày của nó như nào chưa? Đó, rất là dày luôn. Đó, 68 cân, mặc XL đi cho thoải mái. Nào, em nhìn chồng em mặc rồi. Ok, chị Huệ Nguyễn vứt cái cọc kia ra đây. Không tìm thấy cọc M à em? Bao khác á? Nào, thế đây, lẫn M đây đây. À không, M này, M Adidas. Đây này, Trương Huệ này. Nó quá là nặng mà nó quá là đẹp luôn đó chị ạ. Không mua quá là tiếc luôn ấy. À mà lấy vợ Phúc An An, em mặc size XL đi. Thanh Trần có đơn chưa? Thanh Trần có đơn chưa? Đây, Thanh Trần 57 cân chỉ mặc M thôi. 140. Thanh Trần. Nào chị nào lấy ạ? Thanh Tuyên.
Tuyên thì cảm giác có đơn rồi, Thanh Trần này chưa có này. Thanh Tuyên chưa có Tuyên đâu. Thanh Tuyên thì có rồi. Có rồi à? Đây không, Thanh Tuyên là XL cơ. Ok Thanh Tuyên. Các chị không mua cho các anh ý vào mùa những cái bộ này toàn 5-600 thôi, em nói thật đúng hàng hãng như của em. Nếu như đúng hàng hãng như của em, nếu như về nhá, chồng các chị chê hoặc là các chị nhận hàng các chị không ưng em cho các chị trả lại em luôn. Đó. Ok Trần Thanh Tú lại lấy thêm một bộ 52 cân á, 52 cân. Các chị mặc M thôi, M à? Thế thì phải vào cắt một bao rồi. Là sắp lên thì không nghe. Bảy mươi cân mặc L thôi ạ. Lê Kim Ngân 60 cân, ok mặc L. Lê Kim Ngân. Thanh Trần chưa có đơn nhé. Thanh Trần chưa có đơn, số điện thoại ạ. 787, ok 60 cân mặc L thôi ạ. Ok chị Loan Phạm này. Anh và anh cắt bao cùng em đi, không cần ở đây nữa đâu. Tí nó nhặt sau. Nhặt đi, bây giờ phải có người có đơn, không có đơn. Ok, 60 cân có đơn thì em lại vứt ra đấy. Đây cọc L này, bóc rồi thôi em coi. Không cọc người đẹp ơi, chồng em cao 1m78 đấy, chồng em cao 1m78 đấy. Có chờ có cọc đâu, nó chỉ là chặn, nó chặt quá chứ nó không phải cọc. Ok chị Phương Thúy. Phương Thúy chị này. Lê Thị Hoa này. Lê Thị Hoa này. Đợi em một chút. Ai lấy nữa? Diệp Linh ơi lấy như nào báo em. 60 cân mặc L. Thơm Đỗ L 65 cân đổ về. Thanh Trần đây. 0985601108 hoặc các chị có thể comment cân nặng của chồng các chị em sẽ nhặt cho. 57 cân Thủy Phạm. Mê 66 mà 57 cân phải mặc L đấy. Ok. Ai ạ? Tân Thanh lấy XL, ok chị Tân Thanh. Tiết Mai ơi cho em số. Tân Thanh thì em nhớ lúc ấy bảo cho để cho cái gì nhưng mà mãi. Tân Thanh đã cho số chưa? Tân Thanh ơi em chưa thấy có đơn ở đây. Chị Yến XL 2 bộ. L 1 bộ, chị Yến Nguyễn Sĩ này. Rồi. Đang bị trôi dây mờ, bảo cắt bao cho em này còn. Thanh Tuyên, Thanh Tuyên chốt rồi. Loan Phạm chốt rồi, Thuyết Nguyễn Thị. Thuyết Nguyễn Thị dồn đơn lúc nào? Nhưng mà đang các chị ơi ai lấy size L thì đợi, M thì đợi một tí nữa đi. Em đang không có size L M ở đây. Mai Phương Anh này. 0988915496. Có thấy không? Đây rồi, thấy rồi chị ơi, nhưng mà lại bị trôi đi rồi. Hàng hộ chị này. Ngô Thị Hòa size L, Ngô Thị Hòa có đơn rồi phải không? Các chị ơi nó trôi. Phương sorry, 68 cân, 68 cân. Bao nhiêu bộ có chữ roi gì này, mang hết ra đây cho chị nào. Bộ nam, bộ nam các chị ơi. Nguyễn Phương XL, ok Nguyễn Phương. Chị cũng được, không rút được. Nguyễn Phương. Các chị ơi nó trôi. Nguyệt Nguyễn lấy L. Em ơi còn mang hết đây cho chị nào. Ai mà em mà ông Thu Hoài không có số điện thoại à? Các chị ơi nó trôi, các chị là cắt mừng gì mà nhanh thế. Để em chốt đã nào. Yến Nguyễn L thêm 1, 2. Thu Hoài có lên rồi, chơi lên lấy gì nhỉ? Thu Hoài á. Thì Nguyễn chơi nhạc ở đâu ạ? Này chị Yến Nguyễn đây, vẫn đây phải không? Các chị ơi từ từ thôi, em không, em chơi đi rồi, hàng Nga lấy L dồn đơn. Em ơi còn L trong nhà không? Nó đang bị trôi đi, em anh và anh đổ ra cho em bây giờ em mới bốc ở đây đã. Quan trọng là lấy được hàng ở đây chứ còn nhặt. Không mang ở đây lấy cái gì để mà chốt, để mà nhặt đơn đâu anh. Ok L đây rồi. Các chị
ơi, nó chơi hết đi rồi. Đợi em một chút nha, em lướt đi nha. Hàng Nga lấy lờ đây rồi, hàng Nga đây. Em chốt dần dần nhá, không nó làm việc với ông hay cáu lắm. Bực mình á. Nguyệt Nguyễn là chị lấy mờ hay là lấy lờ nhỉ chị Nguyệt nhỉ? Nguyệt Nguyễn. Mang hết ra đây cho chị. Không cần anh phải tìm nữa. 0168799555. Các chị ơi comment chậm chậm thôi, em không cứ chốt kịp đâu. Để em chốt dần nữa nào. Ôi dồi ôi dồi ôi, nó chơi kìa. Nó chơi kìa. Em cho nó chơi đi đấy. Thật sự Nga cu te ok Nga cu te. Em không thể chốt kịp được. Nga cu te chưa có số đâu. Huyền Trung ok chị Huyền Trung này. Huyền Trung này. Huyền Trung thì anh không biết là có đâu. Em cứ vứt đây tí lại không có hay sao. Hà Nguyễn lại bảo dồn đơn. Thế bây giờ có tìm không? Không tìm thì để ghi vào đây, mai nhân viên nó tìm. Thì phải tìm, phải vứt ở đấy thôi. Thế thì đứng đấy. Hà Nguyễn ok. Vứt một cái kéo ra đây, không nhìn thấy vợ cứ vứt như thế này à? Có. Ôi, nhật ký anh có thấy, Anna Trần. Không, 0967226525. Nếu mà em nhặt đủ size ở đây rồi thì từ từ anh cho ra. Đủ size chưa? Mang kéo cho chị Bóng ơi. Các chị ơi comment từ từ thôi, nó chơi hết đi rồi em. Em đọc tên ai rồi thì thôi đừng có mà chốt nhá. Đỗ Duyên. Em đọc tên ai rồi đừng có comment nữa. Không em không chốt được, nó trôi đi hết. Nó phí cả đi. Ok. Hai bộ. Này ra đây đút vào này. Diệp Linh ok. Bóng ơi ra đây cho em hai bộ. Hồng Luấn ok. Từ từ thôi đừng mang em chặt lắm. Đây ra đây nhặt cho chị. Bảo mang kéo thì lại đi nhặt đơn cái con bé này. Cắt ra. Cắt cho nó phát rồi chị. Hồng Luấn. Chơi rồi các chị ơi, hàng Nga. Hàng Nga chốt rồi đây. Các chị ơi, comment một lần thôi, em đang bị loạn đấy. Trương Huệ. Thu Hoài đấy, XL. Hoàng ơi, có thấy Ngân Hoàng đấy, XL. Đâu XL đâu em, cho chị cọc là. Đây có phải XL không? Đây, tháo cọc L, đâu kéo đâu rồi. Ngân Hoàng này. Linh Mèo lấy lò dồn đơn này. Linh Mèo này. Tống Thị Liên này. Mò thôi. Nó trôi đi hết. Em trả đã đây rồi. Diệp Linh chốt chưa? Diệu Linh. Diệu Linh. Huyền Trung. Mờ đâu em ơi? Có mờ nào không? Vẫn đã chưa nhặt đâu. Đây là Huyền Trung đây này. Vẫn đây. Thơm Đỗ. 0917888127. Này Thơm Đỗ này. Mà Huyền Trung thì cho lại số tại vì chứ đã không Huyền Trung. Huyền Trung cho lại số. Anh Đỗ. Cái này trang Huyền Trung. Đợi em tí. Sao lại mò lẫn như này. Lò đâu hết rồi. Đây. Anh Đỗ. Anh Đỗ. Hà Nguyễn.
0127335408 không Hà Nguyễn. Đây là XL mà em ơi. Ôi giời, nặng chỉnh trịch ý, hết một cọc em nói thật đúng không ạ? Ok vợ Phúc An An. Và vợ Phúc An An này, XL này. Vợ Phúc An An này. Em cho nó trôi mẹ đi xong rồi em lại chốt lại cho chị ra, em chả đọc được đâu ấy. XL đâu em ơi? Có XL không? Khách chốt XL nhiều ấy. Đây rồi. Nhất kia. Cái gì em cũng phật thử em chán lắm rồi không cho được. Cái gì nhở? Đấy trôi mẹ nó đi rồi. Huệ Nguyễn em thêm vào đây. Thêm một M à? Huệ Nguyễn chưa chốt được cái nào cả. Linh Mèo này, Linh Mèo chốt chưa? Cỏ lạ này. Linh Mèo lúc em chốt được chưa cho. Cỏ lạ này. Linh Mèo lúc em đưa cho em chưa chốt chưa? Đây này. Rồi. Linh Mèo một bộ rồi. Rồi, có lạ rồi, Diệu Linh rồi, Phúc An An rồi, Tâm Nguyễn này mỏi quá. Tâm Nguyễn 0947005869 OK XL. Trời ơi, kiếm cho chị ở à, đây rồi. Này, Thoa Đặng là XL. Tóc đấy cái tay gì? Đây Thoa Đặng đây. Thoa Đặng ở đâu bên này em ơi. Thường Đỗ là XL. 0978663133 XL. Chết mẹ rồi hết XL em ạ. Đây là Uliquilo này. Có cọc XL nào nữa không? Mẹ tìm rồi. Alo. Hả? Bống ơi. Hường Hoàng 0983221901 Hường Hoàng. Em phải bình tĩnh thôi các chị ạ, em không thể dối được Nguyễn Phương nữa. Còn không em? Nguyễn Phương. Hết rồi á? Hết được. Phải. Cái gì đấy? Này em ơi. Đây. Diệu Linh chốt rồi, Phạm Mỹ Tiến. Hết mực em ơi. Ok Phạm Mỹ Tiến lấy L. Đây này, XL vẫn còn đây này. Nó không trôi rồi đấy. Nó không trôi được nữa rồi đấy. Em bỏ nhiều lắm, em bỏ qua nhiều lắm các chị ạ. Nguyễn Phương ở lấy thêm bên như nào? Lấy thêm từ lúc trưa, 8 đăng lấy lần. Có nghĩa lấy thêm một bộ nữa sao ở đây nó có rồi. Thế á, thế chắc chốt rồi. Thế thôi bỏ đi. 8 đăng, cho 8 đăng đi. Bỏ lại chốt rồi, Hường Đỗ chốt rồi nhở? Hường Đỗ cũng chốt rồi. Hồng Luấn lấy XL. Hồng Luấn cũng chốt rồi nhưng nhiều đó. Hồng Luân chốt rồi á? Giọt Lệ Sầu. Em mới cắt 2 bao đúng không? Vâng. Anh đã bảo chiều cắt ngay từ đầu không cắt. Cắt nó xanh vì để em cắt mốt. Không để, để sáng mai cắt. Cái chỗ đấy em mà cắt mai để phần ham mỗi bộ 10. Có lạ chốt rồi đây. Nguyệt Nguyễn thêm một bộ L màu sáng nữa, tổng là 2 bộ. Phạm 10 nhặt chưa nhỉ? Chưa. Phạm 10 có đơn rồi. Ừ, nhưng mà chưa nhặt. Ai? Ừ, 2 bộ đấy. Trung Anh chị chốt chưa? Trung Anh hình như chốt rồi. Nguyễn Cảnh Lộc em chốt rồi. Quang Nguyễn ơi, đọc lại cho em đi, nó bị trôi mà. Em bỏ nhiều lắm. Huyền Trung này. Huyền Trung chốt rồi. Chốt rồi, vợ Phúc An An, Phạm Hữu Tiến chốt rồi, chốt rồi. Các chị ơi. Em xếp mấy kia, anh bước ra bằng chữ ở đấy. Đấy, em phải lướt như thế này.
Hồng Luân em chốt rồi đây, gần như là chốt hết. Anna Trần em chưa chốt này. Comment lại cho em này, Vợ Phúc An An chốt rồi. Phạm Hữu Tiến chốt rồi, Quang Nguyên. Quang Nguyên hình như có đơn lúc trưa ấy. Quang Nguyên này em này. Mộ Úc 140.000 một bộ, bộ của Nam. Nhật ký ơi, em lấy như nào bây giờ, anh nhìn thấy em rồi này. Giọt lại sầu XL, giọt lại sầu. Vừa nhặt rồi, vừa nhặt rồi. Chốt rồi. Quang Nguyên hay Quang Nguyên? Anna Trần đây. Nguyễn thì sao? Nguyễn có không? Anna Trần chốt rồi. Anna Trần cũng chốt rồi. Nguyễn Phương chốt rồi, Liệp Linh chốt rồi, chốt hết rồi. Rồi, ok rồi. Chốt gần như là hết rồi đấy nhá. Đúng rồi đấy. Từ từ để em đợi em một tí nhá. Đợi em một tí xong em sang cái bao lộn xộn, các chị có thích không? Các chị có thích bao lộn xộn không? Để em cắt ra cho mọi người. À em còn một mẫu nữa, 5 1 2 3. Này Nga này, 5M này. Đi qua nghe. Đây, 10M cho Nga cá sấu này. Đợi em một tí. Ôi dồi ôi, mỏi tay quá. Lê Kim Ngân lấy thêm một bộ nữa này. Rồi cho Nga tiếp này. Coi cái bốc tạm thế này, vào cho Nga đi, mai tính thôi. Thiếu nhưng mà vẫn thiếu, nhưng mà ở trong bao thôi. Ok, lên thêm một mẫu nữa nào. Các chị em ơi, lên thêm một mẫu nữa được không? Cái gì ạ? Hồng Luân. Tôi lấy chị bảo em trước cái gì đấy. Bộ uni này ném vào trong nhà, chị không bán bộ uni nữa. Có nguyên một cặp. Đây, ném cả ngoài vào đây, bán mẫu đát này đi. MXL, XL. Cặp đát này ở trong nhà có size ấy không em? Có size L không? Cho chị một cọc L ra đây. Nguyễn Phương ơi, mai bảo chờ, bảo nhân viên nhà em đổi cho nhá. Bây giờ em không tìm được đơn nữa. Đây này. Em thề là em thở không ra hơi luôn đấy chị ạ. Hả? Nó cũng làm xong thì mai ngày kia lắm. Cái gì mà phải lo. Đây ạ, à, trời ơi, bộ đát các chị ơi. Bộ đát này đẹp lắm. Bộ đát này thì không lót lông nha. Em nói lại này, bộ đát này thì không lót lông, nhưng mà chất của nó lại rất là xịn luôn các chị nhá. Bộ đát này không lót lông nhưng chất lại rất là xịn các chị này. Ôi, giáp vàng, giáp viết các kiểu con đà điểu luôn này. Bộ đát này các chị không mua quá tiếc, các chị nhìn thấy form quần nhà em chưa. Đó, bộ Adidas này cũng đủ size như thế nha các chị nha, giá vẫn như thế. Nào, ai lấy bộ đát thì comment em hết mã này em sang cái bao lộn xộn đấy. Nhưng mà phải dẹp đường thôi các chị ạ, à, thật ra. Em bảo anh dựng mẹ cái bọc MC này lên. Bộ Adidas này chị nào lấy comment. Ơ, cái gì đây? Sai gì? Đủ sai. Đủ sai, ừ được rồi, rút ra đây. Nào, bộ Adidas các chị mua thêm với các anh đi. Rồi ơi, mua thêm với các ông để các ông ấy mặc cho nó đủ. Mỗi người 1, 2 mẫu, 1, 2 bộ cho nó sướng này. Bao này của chi này em ạ. Nặng vãi. Chạy đổ cửa, đừng có dựa đấy. Ông em bắt tên. Phải rộng thêm được mấy mét này. Có mất rộng chưa? Tí nữa em đang a lộn xộn, a lộn xộn em bán đi. Bộ đồng giá như thế mà, bộ vẫn là đồng giá là... À, 140.000 một bộ, chị nào lấy bộ đát thì comment cho em. Bộ đát nha. Ok, Ngân Hoàng lấy đát XL. M. Nào Ngân Hoàng, tự để em chốt nốt bộ đát đã. Bộ đát này rất là đẹp luôn, lên form còn đẹp hơn cả cái bộ kia luôn, em thề luôn. Ngân Hoàng này.
Nguyễn Thị Nga này. Nguyễn Thị Nga này. 0984553622. Ok. Hay mở. Rồi, đợi em một tí Nguyễn Thị Nga này. Hoa nặng này. Hoa nặng này. Hoa nặng này. Thu Hương Nguyễn ơi, số điện thoại giúp em 53 cân chỉ mặc mờ thôi ạ. Phạm Hà này. Phạm Hà này 0168365290. Form đẹp lắm á chị ơi. Nguyễn Vương OP. Cho chị thêm cái bút em ạ. Nguyễn Vương này 64 cân. Mặc lờ đi. Hường Hoàng đấy lờ. Ok Hường Hoàng. Có đơn rồi. Hường Hoàng. Tạ Uyên. Đợi em chút đây, em lôi cái bao lộn xộn kia ra em bán cho mọi người. Toàn siêu phẩm là siêu phẩm thôi mà em bán giá cực sốc cho mọi người luôn. Không mua các chị tự tiếc luôn. Ly tiên có đơn rồi. 4m6 năm nay, size mờ thôi chị ạ. Ly tiên à? Có Hương Hoàng không? Có Hương Hoàng không? Hương Hoàng cơ. Hương Hoàng từ lâu rồi cơ mà. Hương Hoàng ơi, cho em lại số điện thoại nào. Ly tiên này. Hương Hoàng cho em xin lại số điện thoại. Ok chị Nguyệt Nguyễn. Hương Hoàng nhé. Nguyệt Nguyễn này. Ô con trai chứ. Ok chị Ngô Thị Hòa có đơn rồi phải không? Ừ, 63 cân mặc lò thôi. Hương Hoàng chốt rồi, hồng luôn XL. Ly tiên chưa có. Ly tiên thì như là có gì? Hồng Luấn này em ơi. Hồng Luấn. Hoàng Lan Anh. 0163745631. Ok Hoàng Lan Anh lấy 53 cân xem mờ. Xuân Đoàn 0975786662. Ok 61 cân là chỉ mặc vậy. Mặc lờ đi cho thoải mái. Phạm Hà có đơn chưa? Phạm Hà lấy đắt mờ. Không phải chuyện gì cả. Ly tiên có thấy không em? Ly tiên em vẫn chưa thấy. Đây là cọc XL này. Cọc L lấy M nhưng mà em đang chưa tìm thấy cọc M. Em ơi trong nhà còn cọc M không? Nguyệt gấu voi. Không 168499487 XL. Thủy Nguyễn L 8113211 thấy L. Và ly tiên dọa xuống. Thủy đã phá rồi. Đấy lại thấy một cọc mờ đây này. Lộ, đây là lộn xộn em ạ. Còn con mờ nữa.
con không? Không là còn được còn ít lờ thôi. Không còn lờ đâu à? Thế thì chị Thủy Nguyễn không được rồi. 75 cân Vinh Dương này. Phạm Hà đây này anh. Phạm Hà này. Phạm Hà. Tạ Uyên lấy lò nhưng em đang chưa tìm được cái lò các chị ạ. À đây rồi. Tạ Uyên đây. À không, bạn nào bên trên ấy nhỉ? Thủy Nguyễn đây. Học gì đấy? Tống Thị Liên này. Tạ Uyên cho chị cái lò này. À, Tạ Uyên chốt rồi mà. Chị Nguyệt Nguyễn thêm một lò. Hãy cho chị Nguyệt Nguyễn em này. Nguyễn Phương bộ đát 65 cân. Nguyễn Phương. Hương Hoàng. Còn lò không em ơi? Hết lò quá chị ạ. Hết lò rồi. 54 cân. Lâm Phạm ơi, thế thì chị mặc mờ thôi. 0987760579. Đợi em tí. Đấy, tụt hết cả view rồi. Tí nữa em lên lô lộn xộn, chị nào thoát ra chị tiếc. Chị nào ở lại thì chị được đồ đẹp nhá, em nói thật lòng luôn. Hai cái hàng với mình, một cái 508 và cái 507 cái hàng. Chết mẹ cái thằng. Ngoại Nguyễn đủ. Ok chị Trương Ngoại. Anh nhặt mấy cái đây đi. Mờ x à, này chị Trương Ngoại. Chị Trương Ngoại đã bước vào đây rồi. 2 loại đúng thế nào thì là chị đấy rồi. 62 và 85, 85 thì không vừa đâu chị ạ. 62 thì lại hết tăng hết sai. Chị Hoàng Xuân ở Nam chẳng được gì rồi. Loan Trần Thị 74 cân mặc XL cho em ạ. Nguyễn Phương chốt rồi. Nga Cu Te có đơn đúng kia anh không tìm được cho bạn ấy à. Mai Phương Anh. Mai Phương Anh. Mai Phương Anh đấy em ơi. Mai Phương Anh này bóng ơi. Bóng ơi. Mai Phương Anh ở Vân An. Thủy Nguyễn một bộ 65 cân. Phạm Hà ơi, hết lò rồi Phạm Hà ơi. Em xem size gì đây. Hết lò rồi, Hồng Luân em chốt rồi, Lâm Phạm chốt rồi đây, Thủy Nguyễn chốt rồi. Trần Thị Nguyệt Gấu Voi chốt rồi. Thuyết Nguyễn Thị của đơn rồi. Thuyết Nguyễn Thị. Thuyết Nguyễn Thị. Hết chưa? Còn ai nữa không ạ? À? Thủy Nguyễn này. Lắm Thủy Nguyễn quá. Chả biết như nào cơ. Xem đưa bao nhiêu? 3211 em xem ạ chị này. 321 đó. Ừ. Thế chốt rồi. Có bộ này chưa? Người đẹp ơi, chốt một lần thôi. Hết chưa ạ? À? Còn ai nữa không? Thuyết Nguyễn Thị là làm cái video. Thế để mình bảo nhá. Thuyết Nguyễn Thị cũng không thấy đâu á. Nào ok, thế thì để em chốt. Cho chị cân túi. Ok. Thôi. Hôm
không bán nữa. Phạm Hà em chốt rồi. Bột đồ nam chị ơi. Hà Nguyễn là 507 à 508 chứ không phải 507. Hà Nguyễn đấy. Ừ. Hà Nguyễn. Bạn ấy ấn nhầm số, không phải vợ ghi sai đâu mà. Ok em, bây giờ lên 508. Bây giờ lên cái lô lộn xộn, nhưng vấn đề là ai kênh người ta đây cho. Mọi người thích cái lô lộn xộn đấy lắm, lô lộn xộn đấy cũng đẹp thật sự lộn luôn. Được, bông ít một ra được không? Là không phải combo, bán nào cái một thôi, cái nào bán cái này. Bốc ra đây cho chị. Đây này, ly tiên, ly tủng, ly thế này. Ơ chị cắt bao ở đây. Cái bao chị rạch mồm ấy. Mang vào làm gì? Chị rạch cái miệng nó ra rồi đấy, chị bốc cái ấy ra đây, chị bốc mấy cái áo da với cái áo gió ở đây. Còn có cả khoác len rồi cardigan của nam á, các kiểu các chị ạ. Đây để đợi em tí. Đúng không? Ở trong bao nó vẫn còn chị Hoàng Sơn ạ, nam ạ. Chẳng qua là bây giờ thì em không. Tay bốc bốc vứt ra đây. Bẩn quá. Ly tiên chả thấy cho số thì còn kêu người ta lộn xộn đi em. Đây em lên đây. Anh bốc ra cùng em ý cô. Cắt cái gì cắt rồi, bốc ra để em mới bốc một mình à. Đưa cho em mượn. Nó bắt em phải lấy. Tài cái gì mà phát tài, nào bắt đầu nhá. Chuẩn bị tinh thần nào các chị em. Ô, cái này đẹp thế anh ơi. Sạch ra xem à. Không, bây giờ em đang đồ nam. Ôi dồi ôi, bộ chứ. Ôi bộ thật này. Bộ xanh này chị nào lấy. Ôi đẹp thế. Chồng ơi, cái không, chồng không thể mặc được này được. Khổ nỗi là nó lại kết hợp như thế này các chị ạ. Em nhắc lại một lần nữa này các chị này. Đồ này nhà em nha, là đồ xịn. Các chị hiểu không? Em ôm toàn bộ cái kho đấy là cái kho hàng shop bán, người ta bán rất là đắt tiền, các chị hiểu không? Toàn hàng xịn thôi. Bây giờ em mang về em có cái nó chỉ có một cái, có cái là nó có mấy cái, nhưng có cái nói chung là hàng rất là xịn. Có nghĩa là những cái hàng này toàn bán 500-600 thôi. Bây giờ em lôi về em ôm về em bán cho mọi người đấy chứ. Cho nên các chị đừng hỏi em về giá, các chị hiểu em bán là thanh lý, gọi là trên trời dưới bể luôn. Em có bộ Kenzo đẹp kinh khủng khiếp cơ, nhưng không biết ở cái bao nào. Từ từ. Cái bộ đây này ly tiên nha, kia kìa anh nhét vào đây hộ em. Nào bộ xanh này em bán cho các chị này. 120, chị nào lấy comment em 120 nhưng mà size M. Không phải là cứ thế mà comment đâu nhá, nó có size đấy, size M. Chị nào lấy comment em size M. Size M nhá, đây các chị nhìn thấy không, nó xịn chưa? Nhìn thấy không ạ, chuẩn xịn chưa, hàng này toàn hàng xịn thôi. Đó, nào chị nào lấy comment cho em cái này, cái bộ này là size M nhá. Size M, chị nào vừa size M nhìn thấy cái quần của nó chất chưa? Em thích chồng em mặc những cái kiểu như này cực. Hồng Hân này, ok, 120, cái này phải chuẩn bị túi để ghi cái này. Túi sao dưới đây. Rồi, Hồng Hân này. 120, các chị không ra săn đâu các ông ấy, cái này thì thật sự quá. Anh nghĩ là em ghi luôn những ông Hân bên ngoài. Một bộ nữa đây này. Ôi XL nhá. Không, bộ này em nói thật với anh, chắc chắn anh mặc vừa. Không. Thôi em để bộ này cho chồng em mặc. Nhiều thêm một cái bút đấy. Em có mỗi một cái thôi. Này bộ ghi đấy XL này đẹp quá. Thôi thôi bộ này em cất đi. Bộ này em cất đi cho chồng em mặc. Tại vì bộ này chắc chắn chồng em mặc vừa. Bống ơi, bống cất vào trong tủ hay lên cái gì cho chị, để chị cho anh hiếu này. Từ từ. Con gì đây? Nào bắt đầu nhá. Đấy là cái bộ xanh trong đấy. Size gì đây? Áo này size 2X này các chị này. Áo size 2X. Con này em bán cho chị 90k. Chị Hồng Luân, con này em bán nó có chị 90k, con nai xịn này.
Nai xịn luôn các chị này. Nai này, nai xịn luôn này. 90k comment em, 90k nhá. 90k này các chị này, ôm lộn xộn. 90k size 2X. Size 2X đây, 90k đây ạ. Chị nào cái này phải tầm độ 75 đến 85 cân mặc ok. 90k kèm số điện thoại giúp em. Có mỗi một chiếc thì đã bảo toàn bộ là hàng xịn. Hàng cực kỳ xịn, chất rất là đẹp. Có mỗi một cái thôi, chị nào lấy 90k comment cho em nhá. Áo nai 90.000 màu xanh, 90k nha. Rồi để em xem nào. Bốc nữa đi em ơi. Em chỉ có trách nhiệm bốc thôi. Cái anh Hiếu em khác phải là người nhặt hàng. Có đơn đâu mà. Ôi dồi ôi, một con khoác cardigan này các chị này. Khoác này, Ngô Thị Hòa này. Khoác nam, khoác nam. Khoác nam nha, cardigan nha. Em phải lấy cái móc nha. Đẹp cực kỳ cardigan. Con này em bán 100. Chị nào lấy comment cho em này. Alo. 100k. Alo. Này, dồi ôi, con khoác này đẹp. Không vừa à? Ai đấy? À, Ngô Thị Hòa, chị không vừa con xanh này đâu. Nào con khoác nam này. Ui, đừng xách cái áo này, đừng xách áo cái đấy. Cái lô lại cái đấy thì vứt lại đây cho chị. Những cái lỗ cái áo Kenzo Văn Nguyên vứt lại cho chị. Ngô Thị Hòa chị không lấy bởi vì không vừa. Nào khoác cardigan chị nào lấy comment em 100. Khoác len dày và đẹp luôn ấy. Đây cái chị này. Mỗi tội chẳng có cái gì để thử vào đây cho các chị xem đây. Khoác nam nhá, áo khoác len hàng đẹp ấy. Cái móc nam là đây. Chị nào lấy comment em 100k. Đây. Đẹp cực kỳ luôn đó, nhìn rất là sang luôn nhá. Cực kỳ sang luôn. Không, bây giờ em này không có đồ nữ đâu. Ừ em bỏ ra rồi chị ơi, không vừa em bỏ ra cho chị mà. Đây các chị nhìn thấy không, sang cực kỳ luôn. 100k nha các chị nha, chị nào lấy comment em. Chất len rất là đẹp đây. Mịn cực kỳ luôn. Size này. Em xem này. Cái size này là size XL, size XL nhá các chị nhá. Chị nào lấy comment em này, size XL này. Đó. Chị nào lấy comment này 100k kèm số điện thoại nha. Cái này mà mùa đông mà mặc cái quần hơi ôm một tí. Bộ 62 và 85 chị có thể lấy sang hàng khác không? Chứ hàng đấy thì em làm gì? Làm gì có còn đâu. Cái này ở trong lô nào đây? Sơ mi nữa à? Ui, nhiều thế, nhiều sơ mi đấy. Chị nào lấy cái khoác len thì comment em nha. Khoác cardigan len. Ok, đây thêm một con áo khoác này nữa. Áo khoác này còn duy nhất một con này. Khoác này duy nhất một con bán 90k, chị nào lấy comment này. Khoác này là 90k nhá, khoác màu đen. À không, em đọc mà nó có size mà, em đọc luôn size cho các chị ấy. Đọc luôn size nhá các chị nha. Này, chị nào lấy con khoác đen này thì comment cho em con này là size gì đây. Con này không thể ghi size đâu các chị ạ. Con này không thể ghi size nhưng mà em đoán là nó chỉ tầm 65 cân đổ về thôi. 65 cân đổ về có mũ khoác màu đen, chị nào lấy comment. Nó thiên về trẻ hơn, nó cũng thiên về trẻ trẻ đấy các chị ạ. Thiên về trẻ trẻ hơn đấy. Chị Hạnh ơi, chị lấy cái nào dồn đơn đấy. Khoác len này là khoác màu đen này 90. Khoác này là 90 này. Chị Hạnh ơi, chị lấy cái nào đấy. Được rồi, bóc thế được rồi dần dần. Thủy Nguyễn lấy áo đen này 90 này. 90 này. Ôi, chất dày và đẹp lắm. Hàng nào cũng được ạ, à, ok. Đây ạ, à, con áo lót lông này. Áo màu trắng lót lông đó chị nhá, bên trong này. Còn nhiều áo ơi, áo màu trắng lót lông bên trong nhá các chị này. Toàn bộ là lót lông nha, lót lông này, lót kiểu như nhung nhung á. Đó, lót kiểu như nhung nhung á các chị nha. Đó, các chị nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn, con này gọi là nỉ lót lông. Con này là size gì đây? Size XL nha các chị nha. Con này em bán cho các chị 90.000, chị đang lấy comment em 90.000 bên trong lót lông rất là đẹp luôn. Hàng xịn luôn. Ok chị Hạnh Phạm. Hạnh Phạm lấy khoác len. À. Khoác len này 100. Áo lót lông chị nào lấy comment size XL. Đẹp cực kỳ luôn. Ok Thủy Nguyễn lại lấy thêm một cái trắng này. Có giống nhau không? Giống nhau. Đây Thủy Nguyễn lấy một cái trắng này. 90 này. Trương Huệ lấy cái trắng 90 này. Trương Huệ xỉ. Có chị đợi em một chút. Trương Huệ xỉ.
Ồ, có con gì đây? Con áo gió này. Trời ơi, có con lông vũ này các chị ơi. Lại nghĩa lại, ui dồi ôi. Đây xem nào, anh thử mặc xem có mặc vừa không à? Đã không như con này bị lỗi rồi. Ui dồi ôi. Các chị ơi, lông vũ xịn chưa này? Lông vũ này các chị nhìn thấy không? Đấy, nhưng mà mỗi tội nó bị bung ra rồi. Lông vũ xịn luôn này. Các chị nhìn thấy không? Để dã mà anh thử và xem là nó bị bung một tí thôi. Trời ơi, con này bán bao nhiêu cho các chị đây? Em phải cân bằng được cái giá. Ôi dồi ôi, áo da này. Áo da này em bán 150 này. Áo da 150, chị nào lấy không lấy là tiếc nha. Có lấy cho bố không? Đẹp lắm. Chất này, không vừa. Bên trong còn lót lông nữa. Trời ơi, áo da bên trong còn lót lông nữa các chị em này. Em bán con này 150 vừa không? Cái gì mà kéo bên ngắn chật lắm. Kéo cái cổ áo kìa. Vừa anh đẹp nhưng mà hơi kích à. Anh giơ tay giơ lên hở hết cả người ngậm. Nào, 150 con áo da này. Cái lông vũ đây nó đang bị bục một tí. Chị Huệ vừa lấy được một con áo da rồi. Cái này em nhường cho khách khác nhá. Không vừa, size bé. Anh thử mặc em xem nào. Ôi nhiều cái đẹp quá. Đây này có cái gì đây này. Thử xem nào. Có một con quần này. Quần Dolce & Gabbana này. Dolce & Gabbana chị nhìn thấy không? Đây là chặt. Có chặt không? Ôi đẹp lắm. Ôi chồng em mặc đẹp lắm. Có kích không? Chắc chắn là kích. Đây là chỉ 75 cân đổ lại. 75 cân đổ lại á. Từ từ em xem nào. Thế anh vứt cái lông vũ này ra cho khách đi. Đây, cho chị Trương Huệ lấy à, cho chị Nga Huy nhá. Nhưng mà nó bị một tí thế bảo chị. Đây để em cho mọi người xem, em bán rẻ cho mọi người. Cái này đẹp nhưng mà nó bị một đẹp. Tí quá là đẹp luôn này em ơi. Này cho vào cho chị này. Cho mọi người xem này, cái này về ấy. Cái này chắc bị cái gì nó móc. Này 150 này. Áo da em hết rồi. Dính điếu thuốc à. Đây là nó bị một tí cái gì đây này mọi người ạ. Thật ra thì đây nhá, em nói thật với mọi người đây này. Lông nó bay ra đây này, đây là lông vũ xịn luôn nhá. Lông vũ nó phải như thế này mới là lông vũ đúng không? Lông ấy nhá, lông vũ xịn luôn đấy. Bây giờ em bán cái lông vũ này cho các chị nó bị bục một tí thôi, nó bị bục đúng một tí siêu thôi. Em bán cho các chị 80.000 con này, chị nào lấy comment 80k nhá. Rất là đẹp, thật sự nó rất là đẹp luôn, các chị nhìn thấy không? Nhưng mà bởi vì nó bị bục một xíu này về, các chị chỉ cần đính vào thôi, các chị đi ra quán các chị đính cái gì may cái gì đè lên đây một chút màu đen không ai phát hiện ra, bởi vì nó ở cái khu nách này. Cái khu nách này khi mà mình mặc bình thường nó díu như thế này là bình thường cũng không để ý thấy đúng không? Đó. Ai lấy em bán các chị 80.000 nhá. Thật đấy, đẹp lắm, lông vũ xịn luôn. Ok chị Trần Thanh Tú này. Nga Huy em vừa viết em đưa cho cái túi đấy. Thấy không? Thấy Nga Huy đấy không? Này chị Trần Thanh Tú này. 80 này. Cái quần này em bán 70k. Quần này size 29 này, hàng xịn này. Quần size 29 em bán 70k. Chồng chị nào mặc size 29 thì lấy nhá. Chồng chị nào mặc size 29 thì lấy cái quần này màu xanh tím than. Xanh hơi than than rất là đẹp. Size 29 chị nào lấy comment cho em 70k. Em bán nói thật sự là bán vui chứ. Đây 70k các chị này, chị nào lấy comment cho em. Ban Nhung có đơn chưa? Ban Nhung chưa có đơn cho Thanh Trần, chị nào có đơn thì cho. Không có, tay 29 70. Có một con áo nỉ Adidas siêu đẹp luôn, size gì đây? Con này mà mặc thì đẹp lắm. Chồng ơi, con này chồng mà mặc thì đẹp. Chán. Ôi trời ơi, bé quá, size M. Rồi ôi, một con áo này size M. À, Ban Nhung có áo quà, có quà tặng đấy. Anh xem đây này. Hello Nhật Ký ơi, em không chốt được cái gì à? Áo này em bán cho các chị này, các chị nhìn thấy không ạ? 90k, chị nào lấy comment em 90k, hàng xịn luôn. Size M nha, các chị nhìn này, theo toàn bộ viền đằng trước đằng sau. 90k còn rẻ hơn cả một cái áo phông cơ. Cái áo phông cũng đã ra cái giá như thế rồi. 90k, Hồng Hân này, đáp M này. Em không chốt được gì à? Hồng Hân này. Hồng Hân này em ơi.
Sơ mi size XL. Tay em này. Tay em bừng quá, em động vào cái này em sợ lắm. Các chị ơi đẹp lắm. Các chị ạ, à, sơ mi riêng cái loại sơ mi này thì xịn, cực kỳ xịn. Mát quá, anh thử mặc. À, này mực này đậm mà là... Không, anh không mặc vừa, nó bé. Cái này chỉ dưới 70 cân thôi. 75 cân. Cái này 75 cân đổ về chị nào lấy. Ok. Áo này em bán cho các chị comment em là sơ mi nhá. Sơ mi em bán 90 này. Sơ mi em bán 90.000 này. Cái này size 75 cân đổ về nhá. Size XL sơ mi 90k, chị nào lấy comment. Comment em là sơ mi. Comment em là sơ mi. Ủa trời, chất để vào đùi mát lạnh luôn các chị ạ. Để vào đùi mát lạnh luôn. Ok mày. Để vào đùi mát lạnh luôn các chị ạ. Chất rất là đẹp luôn, sơ mi. Cái gì đấy, comment từ năm ngoái đến năm nay hả ngoại? Sơ mi 90 nhá, rất là đẹp luôn. 75 cân đổ về. Ok Huệ này. Huệ nào? Huệ nhân viên. Vứt lên trên cậy lên cho chị. Vũ Huệ. Để trên kia. Ôi giời ơi, một con quần nỉ. Anh nhá, anh không mà lấy mấy cái quần này, anh không xem cái nào vừa mà lấy thì em bán hết đi. Đẹp phải. Lấy cái bộ đấy. Không, size M làm sao mà anh vừa. Không mà lấy bộ đấy nhưng mà size khác. Quần nỉ này đồng giá này. Size M. Quần nỉ này 100k các chị ơi. Quần nỉ xịn này, comment em là 100.000. Các chị nhìn thấy không, xịn lắm. Em bán 100.000 em tiếc ngẩn tiếc ngơ nào. 100k kèm số điện thoại cho em. 100k kèm số điện thoại. Các chị nhìn thấy cái đồ xịn của nó chưa? Nhìn này, đấy rất là xịn luôn đó. Cân lấy cho em quần nỉ Nga. Thế hai cái này Nga đều vừa đấy. 67 là bao nhiêu? Thế thì cái này vừa. Cho Nga này, cho Nga một cái này này. Rồi. Rồi, Nguyễn Thị Nga có đơn chưa? Nguyễn Thị Nga có đơn rồi. Ôi giời, thế thì cái đấy mờ không vừa đâu. Chị Nga cá sấu không vừa đâu, em ơi vứt ra đây đi. Nguyễn Thị Nga, đấy cho Nguyễn Thị Nga, đưa đây ghi 100. Hoàng Sơn Hà Nam 62 cân thì vừa. Chị có đơn rồi em ghi. Hoàng Sơn Hà Nam. Chắc mua cho con trai chứ nhỉ. Xịn lắm các chị nhìn này, đấy long lanh. Em nói thật em bán những cái này em tiếc lắm, bởi vì năm ngoái em mua cho chồng em toàn mấy trăm nghìn, 500-600 nghìn thôi, đắt dã man luôn. Bây giờ em ôm một cái lô này nó rẻ. Len nam này, size M này, size L này. Len nam có 2 chiếc hết rồi. Em có đọc size luôn mà các chị ơi, em có đọc size luôn mà. Này các chị này, áo len nam này, ôi xịn lắm, size M và size L. Màu cũng xịn luôn này, màu cũng xịn luôn, các chị nhìn này, đấy các chị nhìn này, tag mark của nó như này các chị biết rồi đấy, này. Nhìn thấy không ạ? Xịn cực kỳ xịn luôn đấy, này, size M và size L, chị nào lấy comment đi em áo len. Áo len em bán 90.000. Áo len em bán 90.000, chị nào lấy comment cho size M và size L áo len. Chất sò sướng. Sò sướng cực kỳ. 90k chị nào lấy comment. Quần nỉ tạm thôi em chưa thấy, em lại nhặt những cọc Aloso nhá. Còn cái cọc hổ hổ kia đừng có nhặt. Ôi, anh ơi lại một con siêu phẩm. Áo len này á? Size L làm sao mà anh vừa. Ui anh ơi, con gì đây, con gì nặng trình trịch thế này. Nhật ký lấy size L này anh này. Thứ vàng bên này. Chưa gì kìa. Anh nhặt cho em đi. Chỉ còn màu thôi. Nga Huy 60 cân thì vừa màu. Ôi các chị ơi, em không thể. Các chị có biết con này là con gì không? Kinh khủng khiếp, áo dạ. Ôi con dạ dài này đẹp chưa các chị ơi? Con dạ dài này các chị này, đẹp kinh khủng khiếp luôn. Con này em bán cho chị 150. Con này size XL này, con này size to này các chị này. Dạ dài 150, chị nào lấy comment em nhanh không là tiếc này. Bên trong lại lót lông, ôi trời ơi đẹp thế các chị ơi. Comment em là áo dạ nhá, áo dạ bên trong lót lông này. Cái này thì đúng thật là quá là ngất ngây rồi, nhìn thấy không ạ? Bên trong lót lông comment em là 150. Trời ơi đẹp thế. 150 các chị yêu này, ai lấy comment nhá. 150.000 kèm số điện thoại giúp em. Anh đi lên anh lấy cái cục sạc ấy.
sạc cái điện thoại của em vào. Bây giờ mình cắt đơn ra chứ làm gì. Chị nào lấy comment em dạ dài cực kỳ luôn, rất là ấm và đẹp luôn nha, 150. Các chị không mua là các chị tiếc đấy. Tống Thị Liên lấy dạ 150, kiếp áo dạ kiếp mấy trăm, 600-700 của người ta bây giờ là 150. Không thích, vợ không thích đâu. Đây, ai thích nhà cái túi, thổ. Đây anh ơi cái túi này, đây 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 cho vào đây. 150. Hết rồi. Tống Thị Liên bên ngoài thì cái túi này. Từ từ bình tĩnh đây này, áo khoác nhiều vô bên cương luôn á. Ôi gió này, gió này em có hai con. Đẹp ngất ngây luôn các chị ạ, gió này em bán cho các chị này. 130 nhá các chị nhá. Bán gió cho các chị 130 này. 130 này các chị yêu này, gió xanh 130 và gió đen 130. Ờ dạ hết rồi, gió này em xem nào. Màu đen là size L nhá các chị nhá, màu đen là size L. Hai chiếc này đều là size L. Hai chiếc gió này đều là size L các chị yêu này. Quá là đẹp luôn này, hàng 300, 400, 500 xỉ ra nó bán ra cũng phải 600-700 chứ không à. Này tang mác này xịn cực kỳ luôn. Gió đen cho chị Thủy Nguyễn này. Các chị mua cho chồng là đừng có bùng của em đấy nha. Và mà bùng đơn em là em chết giấc luôn ra đây đó. Thủy Nguyễn này 130. Ngô Thị Hòa này. Đẹp lắm, hàng xịn lắm. Nga mà chả mua được cái gì. Chồng béo không vừa kiểu giống chồng em á. Đang thấy, đang tiếc hụt luôn đây này. Chả cái gì vừa, toàn cái đẹp chả thấy vừa cái gì. Ai bảo béo. Một con áo nỉ này em bán cho chị 90 này. Hết rồi ạ. Áo nỉ này em bán cho chị 90, lỉ lót lông nha các chị nha. Lỉ đen bên trong lót lông này, các chị nhìn thấy lót lông không ạ? 90k. Comment em 90k. Chồng em cũng chả vừa chứ. Chồng anh cũng không vừa. 90k con áo nỉ này. Size gì đấy ạ? Size L nhá. Áo nỉ này 90k size L bên trong lót lông. Thủy Nguyễn lấy nỉ kìa. Tống Thị Liên hay bùng á, nghe này hơi hoang mang ấy. Túi của nó đây à? Ôi trời, cho vào cái túi này á, đẹp cái này á. 90. Không, đang trêu. Này, Thủy Nguyễn này. Các chị có biết con gì đây không? Con này em bán em còn tiếc thôi, em nói thật lòng đó. Len Nam này. Ôi, cái gì đây anh ơi? Anh ơi, con này đẹp quá. Anh mặc thử em xem nào. Chắc chắn là vừa nhỉ? Đẹp chưa? Ôi. Các chị ơi em bảo rồi, mỗi mẫu nó chỉ có 1-2 cái nên là chị nào không chốt được thì con. Này ôi dồi ôi, con này lót lông đẹp cực kỳ luôn. Anh em thích anh mặc màu trắng mà. Nhưng mà anh ở bẩn lắm. Đẹp, để cái đấy mặc đi. Cất luôn đi. Đẹp nhở. Em thích anh mặc cái này này. Cái nào? Anh ở bẩn lắm. Không phải mà anh ở bẩn ấy. Anh chỉ mặc được một lần đồ trắng không mất đi rồi. Trắng này đẹp quá các chị ơi. Hai cái khác nhau mà. Nào con này bên trong lót lông ok này, cho nhật ký con trắng này này. Lót lông là 100 nha các chị nha. Cái gì chỉ có một bao lộn xộn thôi, bao kia là đồ bộ. Lót lông nha các chị nha, này. Nhật ký này. Cái trắng này hết rồi. Đây thêm một con trắng này nữa, trắng lót lông này size béo hơn này. Con này size M. Trắng này size M, chị nào lấy comment trắng size M, trắng XL hết rồi. Không phải, làm gì có vừa, đầy cái đẹp em tích cực nhưng mà chồng em có vừa đâu, 83 cân. Không phải, có mỗi một cái đấy anh ấy vừa bởi vì là em thấy nó to. Chứ còn những cái kia đẹp ngời ngời anh ấy mặc có vừa đâu. Cái này size M. Cái này size M chị ơi, anh ơi Thủy Nguyễn kìa. 52 cân mặc mờ thôi. Em mới đang hỏi Nguyễn Thị Nga này, có đơn rồi. Cái túi kia là của ai? Đây Nguyễn Thị Nga này. Các chị đang bảo là cái có cái gì đẹp thì mất hết cho chồng mặc đi, chị ok. Xem cái gì là thật sự là em làm gì được biết đó là cái gì ở bên trong thôi, em phải bóc ra.
Ôi quần nỉ các chị em ơi. Quần nỉ này. Ôi con đát này đẹp kinh khủng này. Các chị ơi con đát này đẹp kinh khủng này. Nhìn hàng đát này. Đẹp kinh khủng khiếp luôn. Nào con đát này các chị nhìn thấy không ạ? Con đát này em xem là size gì nào? Size M. Bộ đấy anh mặc vừa luôn đấy. Size M nha các chị nha. Quần này size M em bán cho các chị. Con này là 90k. Size M 90k chị nào lấy comment cho em. 90k size M. Quần nỉ hàng xịn luôn. Hàng xịn luôn các chị nhá. Tháng 3, tháng 5. Chị nào lấy quần nỉ. Để chị nỉ trắng để chị quần. Nhưng mà size M có vừa không? Cho Huệ này. Vũ Huệ à? Nhân viên đang vào đây tranh cướp. Ôi trời ơi, một chiếc quần bò. Các chị ơi, một chiếc quần bò. Chồng mà mặc vừa cái này thì em quất luôn cho anh luôn. Không biết cái này size nó ở đâu. 34. Anh thử em xem được không? Sắt 34. Nhưng mà chị thấy nó bé bé thì chị cũng hoang mang á. Nó đẹp lắm. Ui dồi ôi, siêu phẩm gió các chị ơi. Siêu phẩm gió màu ghi nhá. Con này em bán các chị là 130 này. Áo nỉ, áo gió màu ghi. Áo gió màu ghi 130. Đợi em tí, quần nỉ tí nó có 130 các chị ơi. Nào comment em là gió màu ghi 130 xem size gì nhá. Nhật ký lấy gió này. Cho vào kia cho chị. Toàn hàng mấy trăm. Các chị nhìn cái túi các chị biết nó xịn cỡ nào rồi đấy. Có vừa không? Không vừa là phải mang lên cho vợ để vợ cho khách nha. Một con len. Con len này đẹp quá. Con len này các chị ơi. Len mông này, len mông togi. Có vừa không? Anh kéo hẳn thôi em xem nào. Có cách kéo hẳn lên. Sao kích thế quay. Tay cởi ra đi chặt cái kia mặc không mà lòi hết cả mông. Khổ đôi. Hàng đẹp chả được mặc cái gì cả ấy. Len của chị Phương Thúy này 90 nhá chị Phương Thúy ơi. Để em mang đây em bán cho khách. Phương Thúy xỉ này. Bống ơi mấy giờ rồi em? Mở điện thoại ra xem mấy giờ cho chị nhanh. Mọi người ơi mấy giờ rồi? Điện thoại, hai cái điện thoại trong tình trạng hết pin. Điện thoại em đâu? Này cái quần này size 43 chị Đào lấy quần cho em này. Chồng em mặc kích quá. Em thề với chị là đẹp. Chất của nó này, giãn này. Nhìn thấy không? Đấy. Gần 11 giờ rồi đấy. Đúng kiểu bụng to mông cong. Chị nào lấy cái quần này cho chồng size 43 nhưng mà chỉ tầm độ 75 cân đổ về, không 78 cân vẫn mặc được. Đó, chị nào lấy quần này comment em nhá, rất là đẹp luôn. Rất là xịn luôn. Bây giờ mới có 11 giờ thôi. Ô, lên đây các chị ơi. Ui. Hơi tiếc cho anh bởi vì anh không vừa. Size M. Các chị ơi, áo len size M, áo len đen này đẹp quá. Các chị ơi, len màu đen này không vừa được, bé. Màu đen này 22 62 không. Ok, len màu đen này em có 2 chiếc size M, chị nào lấy comment cho em này. Len xịn lông cừu này em bán 100k, chị nào lấy comment em 100k kèm số điện thoại. Len lông cừu nha các chị nha, len lông cừu này 100k kèm số điện thoại giúp em đây. Cổ nó còn có đây này, biểu tượng các kiểu con đàn điểu đây này, size M thôi ạ. Lông cừu mềm và rất là đẹp luôn đó chị ạ. 100k, size M. Ok chị Hạnh Phạm. Xuân Đoàn. Thôi Xuân Đoàn này. Đây các chị nhìn cái túi chưa, cái túi đựng nó đã xịn như thế này rồi. Xuân Đoàn các bạn. Nhưng mà không ai bê. À từ từ bóng ơi. Chị nhờ em việc cuối nữa. Bốc cho chị mà ít nữa ra đây nào.
Không, có chịu ít nữa hàng ra đây nữa xong à cũng về một thể. Con gì mà anh nhét ở đây? Ôi giời ơi, con siêu phẩm này em chưa cần dò ra nhưng em biết bên trong nó rất là đẹp. Bốc cho chị tầm 5-7 cọc nữa ra đây xong rồi chị. Xuân Đoàn anh bỏ ra. Em lấy. Cho Thuyết Nguyễn Thị. Thuyết Nguyễn Thị. Không vừa. Đùa. Chồng ơi. Anh cố nick của em xem có được không? Đang tìm đơn nha. Đẹp dã man các chị ạ. À. Tiếp con này em thề với các chị nó đẹp kinh khủng khiếp luôn ấy. Xem mở này, đằng sau này thêu này. Này, bạn qua em xem nào. Gió đây này. Không vừa, sai lờ xong em mặc được. Tiếc chờ con này đẹp nhờ bên trong còn lót nữa. Bên trong còn lót lỉ nữa. Cho chị tầm 4-5 cọc nữa xong rồi chị like dần. Nào con này em bán 150 nha, siêu phẩm của các chị luôn này. Ôi đẹp đẹp, em thề với chị là chồng em đang viết không vừa cái kìa. Này theo này 150. Chị Đào lấy comment luôn. Nhật ký à? Size M em lấy cho ai? Cho chồng à hay người yêu? Thằng sáng này mặc được. Có lấy không? Nhật ký này. Đi làm còn mua đồ cho em nữa. 150. Ok, đây gió vẫn còn đây, gió này. Ôi một cọc gió nhưng mà gió này gió khác. Sao cả một tập gió đây các chị đây. Gió rêu này các chị ơi. Gió rêu nhá. Em xem có sai gì. Đẹp long lanh. Đâu? Hết bao rồi á. Mấy trăm con mà nhanh thế á. Hết cái bao này thôi. Ai bảo là hết đây không? Gió xanh các chị ơi, bây giờ em chỉ còn gió xanh thôi, gió rêu thôi. Đây này, gió rêu size 2X này. Gió rêu size 2X này. 1X này. 2X và 1X nào, gió xanh các chị. Gió đen em hết rồi, gió xanh đi các chị yêu ơi. Đẹp long lanh các chị nhìn tay này. Tay nó này, đó các chị nhìn thấy không, xịn cực kỳ luôn. Chất gió nhà em rất là đẹp luôn, chị nào lấy thì lấy đi. Comment em, con gió đen em bán cho chị 130. Gió đen hết rồi thôi em ơi, hết cọc đấy là thôi. Ừ đơn để chết người thật đấy. Nào gió này là gió 130 nhá chị nào. Chị nào lấy comment 130 à, chỉ có size 2X và size 1X thôi ạ. 1X và 2X nha chị nha. 130 nhá chị nha. Rêu. Quá là đẹp luôn. Nó bắt đầu mới. Chị nào lấy comment em nha. Màu rêu. Màu xanh rêu. Ok chị Hạnh Phạm lấy 2X này. Hết rồi còn 1X thôi ạ. Hà Lê này. Hà Lê có đơn chưa? Hà Lê này. Chỉ còn 1X thôi ạ. Hà Lê đưa cho anh Hiếu chị. Còn 1X ok chị Hoàng Sơn Hà Nam này. Ôi giời ơi đây này. Trời đất ơi. Các bác ơi. Bống ơi mày bưng cho mày để xa đấy. Mày để chị với thế này à. 2X hết rồi. Có bảo có mỗi một cái 2X thôi các bác ạ. Cái này không phải bộ à anh. Cái bộ này là cái bộ bị bẩn bẩn đây này. Con này thật là kinh khủng khiếp luôn. Chưa bóc giấy cho các chị về. Các chị bóc giấy sau đi cho em. Này các chị nhìn thấy con này không. Con này là áo kiểu như là gió thì cũng không hẳn là gió. Mà em bán nốt giống này thôi. Con này em bán 150.000 chị nha. Các chị nha 150.000. 150.000 em xem size gì nào. Size 2X 150. Chị nào chưa có đơn em nhường cho các chị này. Đẹp, anh thử đi.
Trời ơi, một con siêu phẩm nữa này. Thế mà anh không vừa để anh nhường thì bạn Xuân Đoàn nhá. À đây này, gió vẫn còn đây này, gió xanh vẫn còn đây này. Gió xanh size M đây này. Gió xanh size M chị nào lấy không? Gió xanh size M chị nào lấy? Được đấy, đẹp đấy. Lấy đi. Xanh size M có chị nào lấy không? Các chị ơi, có gió xanh hay size L? Cô Trần không hỏi. Cảm thấy có thoải mái không? Không thoải mái. Có thoải mái không? Đẹp lắm. Phải giảm cân thì mới mặc được. Mùa đông em sợ anh còn tăng ấy. Thế có mặc được không? Không mặc được thì để bán đây này. Em cho các chị nhìn đó, anh để ý em cho các chị nhìn nhá. Từ từ đợi em tí, em cho các chị nhìn chồng em. Đó, chị nhìn thấy không? Đứng kiểu gì đây? Đấy. Nhìn thấy không? Đẹp chưa? Long lanh luôn. Con đấy à, em thích cực cái này, mỗi cảm giác anh em mặc hơi kinh. Gió mờ. Nhanh đấy, để còn biết, để còn quyết đây này. Để các chị còn, chị Hương Hoàng này. Các chị đang trông ngóng con đấy rất là nhiều. Nên là anh đừng. Bán đi. 130. Vừa thì để. Không vừa lắm. Anh chỉ tầm 7 mấy cân đổ lại thôi. 7, 8 cân. Anh 8 mấy. Hương Hoàng, anh có tìm một đơn không để em đi. Khách này. Nào em chốt cho chị nào mà chưa được cái nào nhá. Nào. Kích rồi để chị đi mới sợ chứ. Đây này, em bảo là cho cái bạn gì mà bạn ấy. Chị Ngọc Anh ơi, chị có lấy cái này không? Cho bạn Xuân Đoàn đi anh ạ. Tại vì vừa lấy bạn ấy đã trượt một cái kia rồi. Trời ơi, bên trong còn có túi xịn như này cơ, đựng tiền đây này. Xuân Đoàn. À heo, em nhìn thấy có cái câu gì. Em được con này rồi. Nhật ký em được con này rồi mà. À không, thế thì size L em có vừa đâu, thế thì XL mà, phải không? Cái này anh xem em size gì là em không vừa đâu. Cái này là 2XL cơ. Thế cho chị Ngọc Anh, đúng rồi. Thế thì em không vừa đâu nhá em ơi. Ngọc Anh đây, 0985813583. Chị bảo là từ nãy đến giờ chả được cái nào. Nhật ký chả được một cái như thế này rồi. Nào, siêu phẩm gió đen. Vừa lấy em được một cái như thế, chứ còn gì nữa để anh để cho ăn tí nữa không, có khi bao vẫn còn đấy. Ôi dồi ôi, lại thêm một con siêu phẩm, con này chắc chắn chồng vừa. Có thấy to không? Cái này vẫn là cái con lúc anh mặc cái thế. Không vừa thật, không? Ừ, không vừa, gió có đen vừa, nhưng mà... Đen 150 các chị yêu này. Comment cho em, đen 150. Ừ, màu đó mà, anh nhớ mà. Anh chị Ngọc Anh em chốt rồi, con gió đen này, Nguyệt gấu voi này. Úi trời ơi, thêm một con nữa. Phải nói là con này chắc em cân lên, con này phải đủ 2 cân cái áo này mất. Ôi ui bộ anh ơi. Bộ cất đi nhá. Đẹp quá các chị ơi, bộ này đẹp quá các chị này. Anh biết rồi, có, không có anh cắt bù cho em yên tâm. Bộ này đẹp quá các chị yêu này, bộ 150 này, chị nào lấy bộ này comment. Làm gì có đâu. Hết rồi, có mỗi một cái. Bộ này 150 này không thể có sai, nhưng mà bộ này xịn lắm các chị ạ. Em nói thật với chị, bộ này quá là xịn luôn, em bán 150 đang tiếc. Bán 150 bộ này là đang tiếc dần rồi đây này. Bộ này chị nào lấy? Em xem size, đang không thấy có size nó đánh ở đâu ấy. Chị ơi, em chả thấy có size nó đánh ở đâu đâu, để em nhìn em đoán nhá. Bộ này chắc chỉ khoảng độ 60 cân đổ về thôi chị ạ. Chỉ khoảng 60 cân đổ về thôi. Bộ này chỉ khoảng 60 cân đổ về thôi các chị nhá. Chị nào lấy thì comment cho em. Đẹp ơi là đẹp luôn. Tầm size M. Chắc tầm size M đấy. Không phải, không vừa em Xuân Đoàn ạ. À, cái này chắc chỉ khoảng size M thôi. Đấy, vừa Pina đi ạ. Xuân Đoàn, vừa, Xuân Đoàn chị lấy size L. Này cho chị nào đây. Cho chị nào đây. Nguyệt gấu voi comment đầu tiên á. Nhưng không biết là có vừa không. Ừ đúng rồi. Nguyệt gấu voi. Ui dồi ôi.
Anh ơi phao. Phao các bác ơi, con phao này. Bồi, con phao. Ôi con phao này đẹp kinh khủng khiếp này. Tay lờ nha các chị nha. Nhưng mà em, ôi chết con này bị hỏng khóa. Con này hỏng khóa rồi. Con phao này hỏng khóa rồi các chị em ơi. Nhưng mà con này bé lắm. Sao mà như của nữ vậy ta? Con phao này trời ơi bé lắm. Chồng không mặc vừa đâu. Con này chắc các anh ấy không mặc vừa. Chỉ người như vợ mới mặc được. Hay là của nữ? Thế giống của nữ lắm. Con phao hỏng khóa này chắc của nữ thôi. 50 cân đổ về đấy. Chị nào lấy em bán rẻ các chị. Con phao này 80.000 về các chị à. Các chị thanh, các chị, con phao này em bán các chị 80.000 về các chị thay khóa cho em nhá. Bởi vì là nó hỏng khóa rồi. Nó hỏng khóa rồi, chị nào lấy comment cho em rất là đẹp. Thật lòng là rất là đẹp. Comment cho em 80k về sửa khóa cho em. Bao giờ em thấy chị nào mà comment nó nổi chữ 80k thì em chốt cho mọi người nhá. Đây là quần không à, biết đâu tí lại lòi ra cái áo thì chết, nên là chưa like. Đấy, em bảo ngay mà. Chính là cái bộ mà em bảo đẹp đấy. Ừ. Ừ nhở. Ô vừa lại chốt cho cái khách gì kia thấy. Chắc là có bộ nữa này. Bộ nữa này, chị nào lấy bộ ấy nhở. Em đang tìm bộ cho Tùng Dương nha anh. Bộ đây, ôi bán 150, tiếc quá. Tiếc ngẩn, tiếc ngơ. Đang tìm cái bóng. Đây chân. Đây này các chị nhìn thấy bộ em cầm nó nặng trịch như này cơ mà. Mặc chỉ có sướng. Bộ này á chúng nó toàn 500-600 thôi. Em mua 300 nhưng đến với chị chỉ có giá như thế thôi. Ai nào Ngọc Anh có đơn chưa? 759. Ui dồi ôi, đây này, bù trả nhật ký nhá. Anh bù cho em này, nhật ký yêu dấu này. Cái nhật ký cho con này. Ngọc Anh có đơn không? Để chưa có. Thế là Ngọc Anh. Đợi em chút. Ngọc Anh như thế này. Anh đi ra ngoài. Mà có đơn đâu. Tôi đi số điện thoại đơn qua đây đấy. Chốt phải chốt hẳn hoi nhé các bác, không chốt báo phép đâu ấy, mai xả ra em các bảo các bác thanh dành dần cho bằng được vậy. Ui dồi ôi, bộ siêu phẩm này em nói thật với các chị, bộ nai siêu phẩm. Mai Mai ơi, comment cái gì từ đầu đến nào có được, có mỗi một cái mà các chị. Ôi dồi ôi, shop thích cả chuột. Dồi ôi, bộ nai siêu phẩm này. Thay mờ chứ không, em phải nói thật với anh là anh không lấy bộ này anh quá tiếc. Nhưng mà em cũng phải chia buồn với anh là sai mờ thôi. Bộ này em bán cho các chị 160 này, chị nào lấy bộ này comment cho em 160 lót lỉ các chị ạ. Sai mờ 160 rồi ơi, đẹp. Đẹp ngẩn người luôn, em đang tiếc bởi vì chồng em không vừa. Các chị nhìn cái quần của nó này. Khóa này. Nhìn thấy không ạ? Nhìn cái độ sang của nó. Nào. Chị nào lấy thì comment cho em nào. Đâu em xem nào. Nguyễn Thị Nga. Có đơn chưa? Trời ơi. Đó, các chị tranh thủ mà mua hàng đẹp cho chồng đúng không? Cái gì đây? Ôi cái gì mà chất sướng thế này. À, áo nỉ. Anh có mặc vừa không? Ui ôi đẹp dã man luôn đấy. Thử cho em. Sao em cứ thấy nó bé bé vậy? Anh đúng là phí phạm đi. Còn hàng xịn đủ chất sò. Sướng hết tay luôn đó chị ạ. Con đấy đẹp lắm. Chui. Ừ chui chứ còn gì nữa. Con len này. Chị ơi len em bán 80 này chị nào. Con đấy mặc lên nhìn ăn chơi đẹp. Chất đẹp, kiểu đúng kiểu body. May quá là vừa. Kéo lên xem.
Vừa. Hay ở trước mọi nhìn. Đấy, lấy luôn con đấy đi. Trẻ ra 5 tuổi cứ kéo nó xuống thế. Trẻ cái gì nữa, còn thích 5 tuổi nữa thì... Trẻ ra 5 tuổi em trêu. Nào ai lấy con lên này, comment em là 80. Cái gì đấy ngoại ơi? Thanh Trần này. Các chị ơi, mỗi cái nó có mỗi một cái, định còn định mặc luôn à. Xong nó chết ngốt ở đây à. Áo giữ nhiệt đấy, một lúc nó anh ngất ra đây à. Thanh Trần. Mỗi mẫu nó có một cái em cũng phải... Ui dồi ôi, chồng ơi. Bộ này 160 các chị em ơi. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, chết ngất mắt. Bộ này 160, chị nào không lấy là tiếc này. 160 này các chị này, đẹp quá, áo xanh quần đen 160 size L. 160.000 size L nha các chị nhá, size L này. Đẹp lắm ý. Này nhìn chất của nó, em thề là sướng ơi là sướng ăn nó. Nó đúng kiểu như là không biết tả như thế nào luôn, bởi vì rất là đẹp. Bộ ok cho chị Ngô thì cho chị Lệ Nguyễn đi, chị trả được cái nào đến giờ. Lệ Nguyễn có đơn chưa? Lại Nguyễn chưa có đơn, không có số điện thoại, em chốt kiểu gì? Lại Nguyễn cho số nào. Chị tranh nhanh lắm nhưng chị... Nào chị Lại Nguyễn cho số đi, không lại bảo không chốt được cái gì. 0945292. Đó, bây giờ em sẽ ưu tiên cho chị nào mà chưa có được cái gì nhá. Này. Đẹp quá, bộ này nặng trình trình. Thêm một con. Em cũng chả được cái nào. Đây em còn lấy cái này không. Lại thêm một con len. Ôi dồi ôi, con này đẹp lắm các chị ơi. Con len trắng này. Không phải là len đâu. Không phải là len đâu mà là lót lót lông á. Kiểu nói chung là em không biết tả như nào. Em chỉ biết nói là rất là đẹp thôi. Nếu như các chị nhá, nếu như chồng của chị hôm nay mà nhận hàng mà chê hàng nam nhà em thì đúng thật là em cho các chị trả lại em luôn. Bởi vì toàn bộ nó quá xịn luôn. Con trắng này em bán cho chị này 100 này. Chị nào lấy comment 100 nhá. 100 size XL. Size XL cơ Xuân Đoàn ạ. À. XL có mặc vừa không? Chị Nguyệt ơi không phải. Cái này size XL. Không, có mỗi cái áo thôi. Size XL các chị ạ. À. Quỳnh Bi không có số điện thoại đâu. Chị Lệ Nguyễn lấy thêm cái trắng này nhá, chốt cho chị Lệ nhá, cho được hai cái để mai đi đơn nhá. Ui, cái gì thế này? Các bác tranh nhau nhiệt tình quá. Bà ơi, con này đẹp quá. Chọc mặt em xem. Đẹp kinh khủng luôn. Em chỉ sợ anh không vừa thôi, em đầy nghĩ anh giảm béo cho em. Không phải là em không đọc được, nó có mỗi một cái. Cardigan này, áo len nam cardigan, chị nào lấy comment em 100. Không phải em đọc được tất cả mọi người, em đều đọc được comment. Nhưng mỗi tội là mỗi mẫu nó chỉ có một chiếc thôi. Nên là em không làm thế nào được. Chị nào lấy cái này? Chị cứng nhá. Chật á? Nó bó. Kiểu này nó bó. Đẹp như kia quá. Vẫn vừa mà, vẫn mặc được mà. Vừa như cái kiểu này là kiểu bó bó. Xoay sau vào xem nào. Thôi lấy cái đấy đi. Kéo cao lên cứ ti ti ở dưới. Xẻo mẹ. Bực cầm. Chị nào. Chị Lê Yến lấy 100 này. Ok Huệ à, anh ấy vừa rồi, không vừa bắt mặc. Lê Yến có đơn chưa? Chị Nguyệt ơi em đây, đừng bỏ em. Hiền Phan. Đây cái trắng này này cho chị Ngọc Anh, cái trắng này anh ơi. Ngọc Anh. Ngọc Anh mà mới chốt ý. Ồ. Ôi dồi ôi, nỉ nỉ nỉ. Em nói thật, cái phát này mà chồng em có cái nào vừa em phải cất ngay. Con nỉ này em thích cực kỳ luôn. Có hai con thôi. Ê.
Mai không nghe máy, ở chị Nguyệt kìa, chị đang tức. Phúc An An ơi, chứ gì đấy? Giờ sai gì em cũng chốt. À, chị Hiền. Đây để em xem anh có vừa không, em cắt cho anh. Chắc chắn anh vừa. Cái thiếu bảo tranh cho tớ mà. Hường Hoàng bạn chị anh à? Hường Hoàng. Đây nào, chồng em chiếm một con rồi. Mặt ngược ông nội ạ. Còn một con nát này. Đẹp lắm, em rất là thích những cái kiểu như thế này luôn đó chị ạ. 759 cơ, Ngọc Anh đuôi 759 cơ. Nhật ký lấy đen say to. Tuyệt vời ông mặt trời. Để hai cái hả? Thôi lấy một cái thôi giống nhau. Đẹp lắm, đây đang định quay camera cho các chị nhìn. Chồng em như con lợn đi các chị ạ. Không, không phải Ngọc Anh đuôi 759 đâu. Ngọc Anh, chị Ngọc Anh mới. Chị Ngọc Anh ơi, chị cho em lại số em xem nào. Mới nhất là 759. Không phải. Chị Ngọc Anh ơi, chị cho em. Ngọc Anh ơi, cho em lại số đi, không phải Ngọc Anh 759 đâu. Cho bà Huệ. Ôi dồi, có một cu Tây ở đây, bình luận em giật cả mình là có một bạn tên là cu Tây. Nhật ký rồi Huệ ơi, Huệ chặn chân rồi. Đẹp kinh khủng. Ui các chị tranh nhau luôn ấy. Tiếc ơi là tiếc. Đây, con nai đây các chị này, con nai này. Thôi nhá, con này em nhường nha, em không để cho chồng em nữa. Con nai này sai lời, chị nào lấy comment cho em. Comment em là nai nhá, Nike ấy, chữ Nike ấy, 100. Áo Nike 100k các chị nha. Bù cho em đi tầng. Ai nên ăn trộm khứa khứa. Chị Ngọc Anh đuôi 583. À. Thế là có cái... Ê, ừ. 583 là Ngọc Anh mà. Cho chị Xuân, cho Xuân Đoàn áo nai này. Ừ. Xuân Đoàn này. Hết rồi các chị yêu. Ủa dồi ôi, con kẻ này. Ôi con len này đẹp quá chị ơi. Comment em là len này. Len 100 này, len này chỉ có 100 thôi, chỉ có một chiếc thôi. Hết rồi các chị ơi, chỉ có một chiếc duy nhất thôi ạ. Comment cho em là len. Hết nai rồi các chị ơi. Em đọc người nó nổi lên đầu tiên á. Em đọc người nó nổi lên đầu tiên á. Đây ạ, 100 chị nào lấy comment cho em là len nhá, len kẻ. Con này size gì đây ạ? Len kẻ này size XL Hồng Hân này. Đấy, à cho chị Hồng Hân được mấy cái cho chị Hảo đi, chị Hảo Nguyễn chưa được cái nữ nào. Cho chị Hảo Nguyễn đuôi 66. Ngủ đi, cái gì mà ngủ đi. Đang tranh thủ các chị em mà chọn một thể. Đây quần này có hai cái đây. Wow. Ui chị, các chị ơi, nó kiểu như là quần giấy. Ủa anh mà mặc vừa cái này thì quá là tuyệt vời chồng ạ. Ủa con này đẹp dã man luôn ấy. Hả? Ơi chia buồn với anh rồi. Ơ size 29 đâu anh mặc được. Các chị ơi quần này. Quần này không vừa. Size 29 làm sao mà anh mặc được. Nó phải giống như nữ là... Anh phải mặc size 34. Đây anh thử đi nhá, anh không vừa em. Chồng em đang thích cái quần này quá này. Vừa không? Bé xí đã bảo lại cả size 28 với cả size 29. Chị nào lấy comment cho em quần size 28 và size 29 nào, siêu đẹp luôn. Hàng này là hàng kiểu như đuổi nhá chị nhá, nó là quần đuổi đấy. Chị Nguyệt ơi em đây, đừng có chán, đừng có bỏ em. Quần đuổi ấy, quần kiểu đuổi giấy rất là đẹp luôn. Hương Hoàng, size gì? Không comment size dùm em. Ôi đẹp quá thể luôn đó chị ạ. Chồng em đang thích quá đây này nhưng mà không vừa. Đó, Thanh Trần lấy 29 này. Em cảm ơn chị Tươi Trường nha. Ưng ý lắm. Này 120. Anh Trần. Còn một cái size
28. Con size 28 ạ, à, Nguyễn Hà đây 28. Hài khó quá. Em đã đọc rồi. Nguyễn Hà. Nguyễn Hà. Ừ, đây anh có vừa cái này thì em cho này. Wow. Cái này chắc anh vừa đấy anh ạ. Nhưng mà thử cho em đấy. Em phải thấy cái nào vừa em phải giải cho chồng em. Áo len đó. Các chị đang. Wow. Wow, cái này đẹp kinh khủng khiếp các chị ơi này. Lót lông ở bên trong chứ. Này, em cho các chị xem này. Nhung lụa ngọc ngà, các chị nhìn thấy không? Ôi dồi ôi, cái này chả ấm lắm à này. Nguyễn Hà, anh nghĩ chưa có đơn đâu. Nguyễn Hà, đây cho số này. Rồi ạ, các bác ơi. Ai chưa có đơn thì cho em số liền đi. Này. Có vừa không? Không vừa em cho khách luôn. Bé à? Nhìn cảm giác bé. Không, em thấy to mà. Em không nên thử. Làm thử đi, không đến mùa em lại phải mua. Mà mua thì lại không được đẹp. Nguyễn Hà đó. Ok, chị che đi khuyên này. Áo lót lông nha các chị nha, 120 này. Chị che đi khuyên này. Nào mà chồng bà vừa là chồng tôi nhịn. Đấy, bây giờ em sẽ ưu tiên cho chị nào từ lấy hết giờ chưa tranh được cái nào nhá. Nào em ưu tiên cho các chị. Đây, lót lông đây. Đây, đây. Lót lông đầy đây các bác. Này. Ôi, con này đẹp kinh khủng khiếp. Lót lông này các chị này. Lót lông là đồng giá 120 nha các chị nha. Lót lông này, comment cho em nhá. Size này là size gì ạ? Size L. 1L và 1XL. Các chị comment cho em là trời ơi, chồng em cũng mặc vừa cái quần đấy rồi. Đẹp ơi là đẹp. Mặc cứ hàng họ một đống ra nhìn chán đời lắm. Ban nhung thôi, chị không cho em đi ngủ. Cái gì lấy cái gì. Nào. Thôi các chị cứ dối dặn em thế này. Ủa đây, lót lông đầy đây. Tha hồ chốt. Wow, wow. Đây này, em đang nhặt mấy cái lót lông. Đây, lót lông ai cũng được. Ừ, các bác cứ tranh nhau. Thì đây em nhặt mấy cái lót lông rồi nha. Cứ comment size cho em nhá, L với cả XL. Đấy, có từng này cái lót lông cơ mà. Thoải mái đi. Đấy, để cho ai cũng được. Không mọi người trách em chán đời lắm. Nào, bắt đầu chốt lót lông. Trang len có đơn chưa? Trang len này. Ừ, trang len có đơn rồi. 120. Trang len đây này, anh tìm cho Hiền Phan chưa? Ai nữa? Hương Hoàng. Hương Hoàng có đơn chưa? Hương Hoàng. Tiếp. Ai nữa? Ban Nhung lấy cái gì nhở? Em bút rồi đây. Xuân Đoàn. Ôi trời ơi, có cả 2XL cơ, L hết rồi. Ôi trời ơi, nó ngang ngang khoảng khoảng nhau ấy các chị. Đây em. Đây, Xuân Đoàn này. Chưa ghi giá. Nào, Nguyễn Gấu Voi. Nguyễn Gấu Voi này. Che đi Quyên. Mai Như Lan. Đấy, nhiều người được nhá. Em đọc tên là em chốt đấy. Anh các chị có biết là từ sáng, từ trưa, từ sáng giờ em chưa thay quần áo và em cũng chưa ăn. À,
Em chưa tắm giặt gì, ông vẫn đang trong tình trạng như này không? Hiền Phan chưa có đơn. Hiền Phan chưa có đơn á. Thôi giờ thiết phí là cái áo len của em đi. Cho chị Hường Hoàng cái quần anh vừa cởi ra đâu ấy. Cái quần anh không mặc đủ. Kia kìa, à không phải. Không. Đấy, cho chị Hường Hoàng thì em ghi ra. Bạn anh em mới cho đấy nhá. Nguyễn Thị Hòa ơi, lấy cái này không? Trang này em sốt rồi. Chị ơi, chị có lấy cái này không? Đào Luyến. Đào Luyến chờ này. Đào Luyến tên rồi. Ngô Thị Hòa, chị chốt được nhiều lắm rồi. Đầy người còn chốt từ lấy giờ chả được cái gì. Giận thì mới dối cái gì em. Các chị có biết là có những chị mà theo dõi từ đầu đến giờ mà chưa chốt được cái gì không? Chị chốt được rõ nhiều rồi mà chị vẫn còn giận em nữa. Chị Mai Như Lan đốt được rồi. Chị Cherry Quyên được rồi. Chị Trần Thanh Tú em có thấy. Xuân Đoàn xả ra không chốt cái gì cho Xuân Đoàn nữa, đau đầu quá. Úi giời, bao nhiêu người chốt đây còn đang không được đấy, cứ chốt xong mày xả ra xả vào. Phong Nguyễn Hà. Nguyễn Hà có được chưa? Sương Sương này. 0969802249. Nguyễn Hà cho cái số đi. Cái gì? Nguyễn Hà. Có thấy Trần Thanh Tú. Nguyễn Hà lấy cho số đi nào. Nguyễn Hà cho em lại số này. Chưa thấy có đơn đây. Hết rồi các chị ơi, từ từ em xem nào. Em có một lô này nhiều cực. Nguyễn Hà không thấy số, không thấy đơn á. Cho chị Nguyễn Thị Nga đi. Cái gì? Nguyễn Thị Nga. Hết là size M rồi chị ơi. Ôi ôi, cho em con siêu phẩm rồi nhá. Em nói thật với các chị nhá. Không tìm được đâu. Các chị ơi, nhìn nhà em này. Các chị nhìn nhà em này. Không có chỗ đi và không chồng em đang không cho bán nữa. Tìm cho chị thêm bộ nữ Đào Luyến TR cho chị một bộ nam nữa. Đây cho bộ đát nhá chị nhá. Nào áo này các chị. Ôi chứ giờ sao lại cứ xoay đi từ nãy giờ này. Quên mất. Đây đây đây. Áo đi Kenzo phải nói là siêu phẩm nhà em nha. Siêu phẩm này còn có các đồ bộ cơ. Nhưng mà em sẽ lên áo trước. Comment cho em là áo Kenzo màu đen. Em có nguyên cả cọc cho các chị con. Ôi giời, đây này áo nỉ đầy đằng sau này này. Quên mất. Áo nỉ đến đây cho chị Nguyễn Hà này. Mai báo ốm mới sợ chứ. Từ từ đợi em tí. 0969545182. Cái kéo ở đây đâu rồi? Cho cái áo này cho bạn. Cho chị Nguyễn Hà. Chị Nguyễn Thị Nga được lót lông ở đây. Nào chị nào lấy. Chị Vi Thám em chốt rồi mà. Nỉ Kenzo chị nào lấy comment cho em. Không, cái này gọi là Kenzo. Chị Vinh Dương này. Đủ má cái này em còn đang không cởi được ra. Đây nha, em bán nốt cọc và em cũng nghỉ thôi. Em thật sự nhìn đơn em cũng hơi choáng váng. Cọc này nguyên size L thôi các chị ơi. Cọc này chỉ có nguyên size L thôi. Nguyễn Ngọc Anh chưa có đơn à. Trung Nguyễn đang kem cô đen. Đây là áo thôi chị ơi, áo thôi. Áo em bán 100k thôi, không phải quần đâu ạ. 100k nha, em bán nguyên mẫu này em bán cho chị 100k. Trung Nguyễn này. Áo nỉ trắng có đây, Quỳnh Bi ơi còn một cái này em ơi. Quỳnh Bi ơi còn một cái nỉ trắng này. Ok, Cherry Quyên, nó là ve sạc. Ừ đúng rồi, lại gọi là Kenzo, nó là ve sạc các chị ạ. Vơ sạc theo nha. Này cho đi Quyên này. Vơ sạc theo nha. Áo thôi ạ. Vâng, Trung Nguyễn chốt chưa? Trung Nguyễn vừa chốt rồi đấy.
Chốt rồi ạ, Nhàn Huynh có đơn chưa? Nhàn Huynh chưa. Không có size XL. Nhàn Huynh đây, đợi tí nào. Nhàn Huynh nhé. Chồng 0977929. Còn sai số nữa. Nhàn sai số. Trung Nguyễn em chốt rồi. Size L, kém cọc này em cầm đang nguyên size L. 01226384220. Nó là vơ sạc các chị ạ. Không 977929550 ok. Nặng dã man luôn, áo đẹp. À áo thôi. Mai Như Lan này. Mai Như Lan này. Thủy Nguyễn này. Ừ. Mai Như Lan đây. Ừ, Thủy Nguyễn này. Đây các chị nhìn xem, em nói thật luôn đấy. Cô sạc phải đẹp kinh khủng biết cả thêu đằng trước và thêu đằng sau luôn nó mới ăn tơi cơ. Thật ra là cái cọc này nó còn nhiều lắm nhưng mà nó ở trong nhà cơ. Mà hiện tại đây thì em không có mang ra. Tính. Hết Kenzo rồi. Mà cho Quỳnh đi cái áo này. Cái Kenzo, à cái bê sạc này ở trong nhà cô thôi, em chả mang ra nữa đâu. Mai bán tiếp, mai cắt đi. Mai bà bán tiếp nhá. Mai phải lấy túi chứ, có túi dồn đâu. Còn túi to. Nào bây giờ em sẽ còn mấy cái vớ vẩn ở dưới này em like nốt cho các chị trong em đi nghỉ nào. Ui giời ơi, con siêu phẩm lông vũ này các bác ơi. Nào con siêu phẩm này chị nào lấy comment cho em này, kinh khủng khiếp chưa? Bán cho các chị là bao nhiêu ạ? Tiếc lắm. Tiếc. Chị Trần Thanh Tú ơi, chị lấy cái gì đấy? Các chị ơi, bán rẻ thì tiếc. Đó, các chị ơi, nó đẹp lắm ấy, bán cho các chị cái áo này là 160 nhá. Chị nào lấy cái áo này comment em này, 160 thôi ạ. Em xem size gì. Thật ra nó báo ở đây là size to nhưng mà cái em nghĩ cái này chắc chỉ khoảng size M thôi. Cái này chắc chỉ khoảng size M thôi. Size M, size M. Áo nam chứ ạ, à? Áo nam lông vũ này ạ, à? Size M thôi ạ. À. Cho Mai Mai nhá, chưa được cái nào. Mai Mai từ nãy giờ đúng là chưa chốt được cho bạn cái nào thật lòng luôn đó chị ạ. À. Để em tìm có con siêu phẩm nào nữa không nhá. Em chờ. Có mỗi một chiếc thôi, để em tìm nó còn chiếc nào không nhá. Bán mấy cái lụm vụ này đi cho Mai nhân viên. Con áo nai này size L này các chị ơi. Chán em quá, Trần Thanh cũng giận rồi. Chị ơi, không phải, bạn ý từ lấy đến giờ bạn ấy chưa được cái nào thật sự luôn. Đây còn một con nai này, chị nào lấy comment em con áo nai này em bán cho chị này. Con nai này 100 này. Nguyễn Ngọc Anh ơi, đăng hết rồi. 100 này các chị này, chị nào lấy comment em áo nai phông này. 100k chị nào lấy comment nhá, có đúng một chiếc thôi đấy. Đẹp lắm. Size L. Nào em có đã thấy xem cái nào đâu. Nai đen cho hồng hơn này. Còn nai xanh. Vợ Phúc Anna cũng chưa được cái nào á. Nai xanh có chị nào lấy không ạ? Nai xanh em có nai xanh size L. Nai xanh em còn nguyên size L thôi. À có một con XL này. Nai xanh có L và XL. À vẫn còn đấy, thật ra là vẫn còn nhưng mà phải ở trong nhà cơ các chị ạ. Cái này rõ ràng lựa cho ai đây này. Này nai xanh này các chị này, đẹp ơi là đẹp luôn các chị ạ. Nai xanh chị nào lấy size L và size XL. Nếu mà em tìm thấy áo lông vũ thì em lại lấy cho mọi người chứ em giữ lại làm gì, em muốn bán nó đi chứ. Đây áo nỉ đẹp các chị ạ, áo len áo nỉ đẹp đầy đây này. Ú con gì đây? Ồ.
Siêu phẩm gì đây, trồng thử đi đã. Biết gì đâu. Ok, chị Nguyễn Thị Nga đến nay này. Có vừa con đấy đẹp. Rất đẹp luôn đấy. Em có thể thấy cái gì mà nó to to là to to là lại thu thủy em có thấy. Tại vì nhiều con đẹp nhưng chồng em có mắc được đâu. Này Nguyễn Thị Nga ok. Đây em đang đợi xem chồng em mặc đây có vừa không. Thật nhở, đẹp nhở. Thôi anh mặc lên em kéo lên cho khách anh nhìn thôi. Nào đây con này em ưu tiên nó chị nào. Vừa lấy giận dỗi em ưu tiên nó chị nào. Con này chắc tầm 75 cân đổ về hàng xịn đây. Rồi con này em bán nó có chị này 170 này. 170 chị nào lấy comment cho em này. 170 hàng phải nói là siêu xịn luôn, chất đẹp này. Sướng ơi là sướng, chị nào lấy comment này. 170k kèm số điện thoại giúp em này. Size này 75 cân đổ về thôi nhá. Comment em là 170, 75 cân đổ về. Duy nhất một chiếc thôi ạ. Mai mai đây này. Mai mai được một cái thôi để xem chị nào, chị chưa được cái nào không. Chồng em không vừa thôi chứ không anh ấy quất ngay vào luôn rồi á. 170 chị lấy comment nhá. Mọi này. Em cho chị nào chưa được cái nào lúc là từ lấy đến giờ. Chị nào chưa được cái nào comment vào đây cho em. 76. Đây cho bạn này nhá. Bạn này bạn ấy chưa được cái gì đây này. Nguyễn Cẩm Huyền. Nguyễn Đức Mạnh, hôm nay cũng chưa được cái gì kia kìa. Nguyễn Đức Mạnh ơi, có lấy cái gì khác không? Thật ra thì nhiều người chưa được cái gì lắm ấy. Áo nỉ nhá. Hết rồi mọi người ạ, có mỗi một cái. Còn năm mấy người xem à. Nghỉ nhá mọi người ơi. Bộ này cắt đi mai này. Đây là đồ bộ ấy. Đồ bộ đấy. Nghỉ nhá. Áo len cổ cao này, áo len cổ lọ này các chị ơi. Áo len cổ lọ màu ghi chị nào lấy comment cho em. Áo len cổ lọ màu ghi chị nào lấy comment luôn cho em này. Ô 56 cân là hơi nhỏ đấy nhưng mà cũng có nhiều sản phẩm vừa mà size M là vừa. Nào chị nào lấy cái này đây em. Lấy cái này cho em. Màu ghi nha 90k. Cái gì cơ, như nào cơ Mai? 90k kèm số điện thoại cho em. Len cổ lọ màu ghi rất là đẹp luôn á chị nhá. Len cổ lọ màu ghi 90.000, chất len cực kỳ đẹp luôn. Có mỗi 2 chiếc thôi. Phao thì chắc là mai đấy các chị ạ. Ok chị Nguyễn Cẩm Hiền, thế mà chốt. Thế em cho chị Nguyễn Đức Mạnh nhá. Anh ơi, vứt cho em Nguyễn Cẩm Huyền ơi, chị không lấy nữa đâu. Rồi. Nguyễn Đức Mạnh này. Không vừa. Hay sao? Nguyễn Đức Mạnh lại sai số nữa chứ. Muốn cô lên trong kia, thế cho lại đi. Ok. Bộ Uniqlo này. Bộ này 140 chị lấy comment em này. 140k bộ này này, siêu đẹp luôn. Size gì đây ạ? 140.000 đây là size.
Size L ạ, bộ size L này. À, ok, 140k bộ Uniqlo này đẹp kinh khủng khiếp luôn. Trung Anh ơi, em có thấy chị nào lấy bộ Uniqlo này comment cho em. Rất là đẹp luôn, size L. Cả bộ luôn, đẹp ngời ngời luôn. Đây vẫn còn này, có cả Uniqlo màu ghi nữa này. Uniqlo màu đen đây. À đây này, áo vơ sạc đây này, rồi đây thôi. Chị nào vừa lấy áo vơ sạc mà không được thì bảo em nhá. Em lại thấy có con vơ sạc nó hiện hồn ở đây rồi. Không, mệt lắm rồi, chả bờ nữa đâu. Em sắp chết giấc rồi. Trong nhà có đấy, nhưng mà em mỏi lắm, em chả đi tìm nó nữa. Áo vơ sạc vẫn còn này. Chị nào mới đòi chốt áo vơ sạc ấy nhỉ. Đẹp quá các chị ơi, bộ này mai đầy. Ở trong bao thì em đã cắt bao đâu. Bây giờ mỏi rồi, chán rồi. Nào, đợi em một tí. Bộ này mai em bán cho các chị, em thề với chị là ở trong nhà em còn nhiều bộ như thế này lắm. Mai nhá, mai em sẽ lên vào buổi tối, mai em sẽ lên vào buổi tối nhá. Đây còn bộ này size gì đây? Size M, chị nào lấy bộ size M. Tùng Dương này. Còn một bộ màu ghi size màu. Còn bộ màu ghi chị nào lấy comment em. Bộ màu ghi size màu có chị nào lấy không? Còn đấy các chị ạ. Còn đấy nhưng mà bây giờ em không tìm được. Bộ màu ghi size màu chị nào lấy comment cho em. Bộ ăn gì đã. Bây giờ em chỉ còn màu ghi thôi. Màu ghi size màu mà màu ghi size L. Mai mai được một bộ đen ở đây, Nguyễn Hà đấy ghi mờ này. Chị Phạm Mười ơi, có lấy màu ghi không? Chưa có, Nguyễn Ngọc Anh bộ đen size mờ hết. Nguyễn Thị Nga. Có size XL á chị ơi. Nguyễn Thị Nga em đang không thấy size L. Size XL thôi ạ. Còn 1L và 1XL. Trung Anh kìa. Trung Anh là 140. Trung Anh có đơn chưa? Trung Anh hình như có đơn rồi. Đợi em tí. Trung Anh từ đầu ấy. Vẫn ấn nhầm. Hà Lê này. Đây có bộ đát này. Bộ đát size L chị nào lấy. Chị Trung Nguyễn lấy bộ đát nhá. Bộ màu ghi nhưng mà nó là đát nhá. Chị Trung Nguyễn nhá. Trung Nguyễn này. Nó cũng y như thế nhưng nó chỉ khác mỗi chữ đa di đát thôi. Trung Nguyên ấy. Có không anh? Trung Nguyên thôi. Có không? Trung Nguyên thì có không? Trung Nguyên ơi, đây chắc Trung Nguyên. Đây Trung Nguyên. À, tìm ba cái người này. Trung Anh được rồi, Trung Anh được rồi. Đây em nghỉ giờ đây em xem còn bộ nào em bán nốt cho mọi người đấy chứ. Em tại vì em thấy mọi người thích bộ quá thì em lấy bộ Uniqlo đây. Size XL này. Màu ghi size XL này.
Có chị nào lấy ghi XL không ấy nhờ? Chị Nguyễn Thị Nga này. Nguyễn Thị Nga này, XL này. Trời ơi, sao toàn túi bé vậy? Em bán ít bộ lốt cho mọi người thôi. Hai Nguyễn Thị Nga. Đây có một bộ Puma này. Ôi đẹp quá. Bạn anh mà không mặc vừa thì em ghét anh. Quần thôi. Đây là bộ Puma thế. Size L. Bộ Puma này size L, chị nào lấy comment này. Puma này size L này. Puma này, chị nào lấy thì comment cho em này. Bộ Puma này là 150 nhá chị nha. Bộ Puma này 150, chị nào lấy comment cho em. Bộ Puma này size L đẹp kinh khủng khiếp luôn. Ok mai mai này. Chị Hà Lê ơi, không còn đen XL đâu ạ. Anh cho em mỗi em cái mai mai ấy. Mai mai nó cho em cái túi đen ấy. Chưa có đâu. Chị nhét nó vào, không ở đây không cho thêm được thôi. Chị Thoa ơi, chị lấy mã nào chị Thoa ơi? Em có đọc được comment của chị đâu nhở? Không đọc được comment của chị thật luôn. Trần Thanh Tú cũng Puma đấy, xem còn Puma. Chị Trần Thanh Tú ơi, cho chị bộ Nike chị có lấy không? Bộ Nike này. Puma thế thì không còn rồi. Bộ Nike đi ạ. À. Bộ Nike này size M này. Kinh khủng khiếp, đẹp kinh khủng khiếp. Bộ Nike này các chị không lấy quá tiếc luôn. Bộ Nike này là 160 nhá các chị nhá. Bộ Nike này là 160 bởi vì bên trong nó lót lỉ. Bộ Nike này bên trong lót lỉ cho nên là 160 nhá các chị nhá. Bên trong lót lỉ cơ, rất là đẹp luôn. 160 các chị không lấy bộ này quá là tiếc này. Lót một lớp lỉ này nó dày cộp luôn. Nike 160 chị lấy comment cho em. 160.000 thôi ạ, quá là rẻ luôn. Thanh Trần này. Em cho chị nào. Thanh Trần. Đơn to chưa? Đi. Thanh Trần. Ừ, có ghi thêm chữ Thanh Trần bên ngoài đi. Nghỉ nha các chị em ơi. Đây có gỗ đát này. Gỗ đát này size L, chị nào lấy đát này. Chị ơi, chị có lấy đát không? Em hết Puma rồi. Đát này size L này. Đẹp quá các chị ạ, thật sự là quá là đẹp luôn ấy. Bộ đát size L. Chị nào lấy comment cho em. Ok, Kim Kim inbox riêng cho chị nha. Kim Kim nha, em inbox cho chị vào Zalo nhá. Đừng inbox vào ấy. Ok, cho chị Trần Thanh Tú này. Bộ đát này. Đẹp quá các chị ạ. Bộ này mua ở ngoài phải 500-600, em nói thật là hàng hãng của em đấy. À, nhưng mà đã hết rồi. Khách lấy rồi. Uniqlo em vẫn còn đấy các chị ạ. Chị nào mà muốn lấy Uniqlo thì lấy nhá. Còn không em nghỉ đây. Không cố được nữa rồi, mệt lắm. Mấy tiếng rồi, gần 12 giờ nữa. Tạm biệt các chị em nha. Chị nào mà muốn được chốt đơn nhanh nhất, muốn nhận được hàng sớm nhất thì trong ngày mai các chị em chú ý điện thoại giúp em nha. Nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị trong ngày mai. Cho nên là em muốn lấy 20 bộ em inbox vào Zalo chị nhá. Nên mọi người muốn chốt được đơn thì các chị phải nghe điện thoại. Nghe điện thoại thì em mới chốt được đơn cho mọi người nhá. Mọi người nhớ chưa? Cho nên là thấy cuộc gọi nhớ phải gọi lại luôn cho bên em nhá. Chị còn rất là nhiều bộ nam nhá, Kim Kim nhá, cứ inbox riêng con chị nha. Nhắn tin vào Zalo ấy. Ui dồi, tay em này, kinh khủng không mọi người, kinh khủng khiếp. Tạm biệt các chị nha, em chúc các chị ngủ ngon. Không, mai Hiền không like đâu, chắc phải buổi tối nếu mà đỡ đơn. Nhầm mai em bỏ ra em lại đổi. Chắc là... Ừ hình như nhầm quần anh ạ, bộ của chị Trần Thanh Tú. Đây, quần đó. Quần hình như quần đấy là quần Puma. Phải không?
Ừ, đây quần đắt. Đúng rồi chị, mắt tinh quá chị Phương Thúy ạ. Tạm biệt các chị nha, em chúc các chị ngủ ngon.